Chương 3621, cung khai Hà xuất mã. Ha ha ha, suy nghĩ của anh kế sao lại giống tôi thế nhỉ, xem ra, anh cũng có tiềm lực làm tổ trưởng đấy. Cung khai Hà cười nói. Tôi chỉ có thể làm vai trò quân sư thôi, ra chút sức mọn phân tích còn được. Còn làm tổ trưởng, tôi biết tôi không có quyết đoán và năng lực như anh. Thế nên kế tôi mới không đối phó nổi đồng chí Diệp Phàm. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Anh kế khiêm tốn rồi, nếu như anh làm tổ trưởng có lẽ còn thích hợp hơn tôi. Tôi nhiều khi nóng nảy, vẫn còn xử sự theo cảm tính. Ví dụ như vừa rồi tôi cũng có chút nóng nảy. Kỳ thực, lời đồng chí Diệp Phàm nói cũng không phải không có lý. Chẳng qua chúng ta một lòng không muốn làm tướng quân Trấn dưới kia thất vọng. Cho nên chúng ta mới đề cử Tề Thiên mà không phải là đồng chí Trấn Trung Lương. Về phương diện tình cảm chúng ta đã xuất hiện việc thiên vị rồi. Trong công việc, xử lý mọi chuyện theo tình cảm là không tốt. Làm như vậy là không công bằng. Nói thực, Tề Thiên đi lên đúng là rất thích hợp với việc triển khai công tác của tổ chúng ta. Dù sao Tề Thiên cũng từng là đội viên chính thức của tổ A, hơn nữa, theo tin tức mới nhất nhận được, kỳ thực năm đó Tề Thiên bị thương là do một số nguyên nhân. Cung khai Hà nói. Ồ, nguyên nhân à, chẳng lẽ trong đó còn có gì đáng chú ý sao? Kế Vĩnh Viễn ngạc nhiên, hỏi. Đúng vậy, đúng là có điều đáng chú ý. Năm đó Tề Thiên cũng không trẻ tuổi nữa, muốn thành gia lập nghiệp rồi. Mà Tề gia cũng chỉ có duy nhất một người con trai. Anh cũng biết đó, hệ số nguy hiểm của nhiệm vụ tổ đưa ra là rất cao. Có lẽ lúc đó Tề gia cũng có suy nghĩ này, cho nên đồng chí Diệp Phàm thuận thế. Liền lợi dụng chuyện Tề Thiên bị thương làm lý do chính đáng để rời khỏi tổ A. Hơn nữa, lợi dụng việc quan quân xuất ngũ từ tổ A có thể thăng một cấp trong quân đội bình thường, để cho Tề Thiên thuận lợi thăng hàm đồng thời trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi đứng đầu. Tề Thiên kỳ thực không lâu sau đã khôi phục công lực rồi, hiện tại nghe nói đã đột phá sấp xỉ thập đẳng. Anh nói xem, nếu như để cậu ta đảm nhiệm chức vụ phó quân đoàn trưởng của quân đoàn số 2 Vịnh Lam Nguyệt có phải càng có lợi hơn cho việc triển khai công tác của tổ 8 trung tâm hay không? Về việc này chúng ta đã không gạt bỏ được tình cảm, chúng ta đã bị tình cảm làm dao động. Cho nên, đối với việc đề cử Tề Thiên chúng ta có chút làm trái với lương tâm. Hoàn toàn ngược lại, đồng chí Diệp Phàm trong chuyện này lại có thể giữ vững suy nghĩ của mình. Nếu luận về tình cảm của cậu ta đối với tướng quân Trấn tuyệt đối không kém chúng ta. Tề Thiên và cậu ta là tình anh em suốt 10 năm. Hơn nữa còn cùng nhau vào sinh ra tử trong khi chấp hành nhiệm vụ. Đó là tình cảm sâu sắc được hình thành từ trong chiến đấu đầy máu và lửa, căn bản không thể lung lay. Còn tướng quân Trấn coi trọng cậu ta, bồi dưỡng cậu ta, Diệp Phàm cũng không để gạt bỏ tình cảm này. Cho nên, trong tình huống lưỡng nan cậu ta đã từ bỏ kiều thế hào của Đại viện Kiều gia. Cuối cùng suy nghĩ ra một biện pháp toàn vẹn cả đôi bên. Ý tưởng đó của cậu ta rất hay, cả hai người đều đi lên. Vừa có thể đáp lại tình nghĩa của lãnh đạo vừa có thể đáp lại tình cảm của anh em. Cung khai Hà nói. Thế nhưng trên đời này rất khó có chuyện toàn vẹn đôi bên, có một số chuyện ngay cả chúng ta cũng không thể tác động được. Quân đội này là của quốc gia, quyền nhân sự của quân đội bình thường nằm trong tay ủy ban quân giới. Chúng ta có thể đề cử một người đã là cực hạn rồi. Đây là bởi vì chuyện của tổ 8 trung tâm nên cấp trên mới để tâm đến suy nghĩ của chúng ta. Nếu không tội can thiệp vào sự vụ quân đội bình thường chụp xuống thì cả tôi và anh đều không gánh nổi đâu. Hơn nữa, ủy ban quân giới cũng không thể coi thường. Rất nhiều đồng chí hiểu được sự khó xử của chúng ta. Nếu không đã không để cho đồng chí Trấn Trung Lương đi lên rồi, phải không? Kế Vĩnh Viễn nói. Không nói chuyện này nữa. Chúng ta bàn một chút về chuyện hợp đồng Diệp Phàm đã cung cấp đi. Cung khai Hà phất phất tay. Ý của anh là việc này thông qua cho cậu ta, xem như bồi thường trễ phải không? Nếu không, tên này cứ bướng bỉnh như vậy đến lúc có chuyện lớn cần cậu ta giúp nhất định cậu ta sẽ khoanh tay đứng nhìn mất. Kế Vĩnh Viễn mặt nhăn mày nhíu. Chuyện đó không cần lo lắng, anh chẳng lẽ còn không hiểu thằng danh đó sao? Bướng bỉnh thì bướng bỉnh đấy. Nhưng một khi quốc gia thực sự có nhiệm vụ trọng đại cậu ta có khi nào không ra tay đâu. Nhiều nhất là trước khi nhận nhiệm vụ bị cậu ta châm chọc một chút hay đòi hỏi một chút thôi. Cuối cùng vẫn sẽ nhận nhiệm vụ vô điều kiện, chuyện đó tôi thật ra không lo lắng lắm. Tôi đang nghĩ, đối với việc của Tề Thiên chúng ta đã dùng tình cảm để làm việc thì cũng nên bù đắp một chút. Nếu như đã tình cảm thì tình cảm đến cùng. Tình cảm giữa chúng ta và Diệp Phàm cũng không thua kém ai. Vậy cũng nên bù đắp lại tình cảm này, huề nhau là được.
Cung Khai Hà nói, đem tặng công lao cho Lam Tồn Quân, nhất định là muốn lợi dụng công lao này để giúp Lam Tồn Quân làm gì đó phải không? Kế Vĩnh Viễn nói, nhất định rồi, đồng chí Tồn Quân đã công tác 34 năm ở thành phố Hạng Nam rồi, cũng đến lúc đổi ổ rồi. Luận về thành tích thì cậu ta đã giúp đỡ khu kinh tế Hoành Không. Nhưng việc này vẫn chưa đủ, nếu như để cất nhắc lên chức phó chủ tịch tỉnh cấp bộ thì cậu ta vẫn còn trẻ quá. Còn Diệp Phàm có thể được cất nhắc lên chẳng qua thuộc trường hợp đặc biệt. Anh xem đấy, cho dù là con trai ruột của ủy viên Kiều, Kiều Báo Quốc muốn cũng không cách nào bước được lên chức vụ đó. Trước tiên cũng phải đá đưa qua doanh nghiệp một vòng, sau 23 năm mới chính thức đi lên. Mà Lam gia kém hơn Kiều gia khá nhiều. Chuyện mà ngay cả Kiều gia có thực lực mạnh mẽ đến thế còn làm không được, Lam gia căn bản không thể làm được. Cho nên, trực tiếp đẩy đồng chí Tồn Quân lên vị trí phó chủ tịch tỉnh cấp bộ là không có khả năng. Diệp Phàm nhất định cũng hiểu được điều này. Cung Khai Hà nói, chẳng lẽ ý tưởng của Diệp Phàm cũng là đi theo lối cũ của Kiều Báo Quốc? Trước tiên đề cử đồng chí Tồn Quân lên vị trí chủ tịch hoặc bí thư của tập đoàn Hoành Không, phó bộ tham khảo đá đưa vòng ngoài. Kế Vĩnh Viễn nói, tập đoàn Hoành Không nhất định không có khả năng vào được, Kiều Báo Quốc vừa nhậm chức chủ tịch, còn chức bí thư là do phó chủ tịch tỉnh Phong Hồ Chữ kiêm nhiệm. Cho nên, có nói thế nào cũng không đến phiên đồng chí Lam Tồn Quân. Hơn nữa, Dương Chí Thăng là bí thư của thành phố Hạng Nam. Muốn lên cũng phải nhường ông ta lên trước. Lam Tồn Quân nhiều nhất là tiếp nhận vị trí của đồng chí Dương Chí Thăng thôi. Anh phải biết rằng, tỉnh Thiên Vân là do chữ chủ trì công tác. Đồng chí Dương Chí Thăng nghe nói cũng có chút thân thích với ông ta. Để đồng chí Lam Tồn Quân lên chẳng phải là đánh vào mặt chữ sao? Tôi nghĩ, phải chăng sẽ đổi chỗ khác? Ví dụ như, tập đoàn cơ khí TQ thuộc khu kinh tế Hoành Không hiện tại không phải đang thiếu một vị trí chủ tịch sao? Cung Khai Hà nói. Ý anh là vị trí của Kiều Báo Quốc lúc trước? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Đúng vậy, Diệp Phàm bây giờ còn ở khu kinh tế Hoành Không. Hơn nữa, xu thế của cậu ta ở tỉnh Thiên Vân như mặt trời ban trưa, dùng một câu phổ biến một chút chính là danh nổi như cồn. Mà thời gian trước tôi có nhắc nhở cậu ta không lâu nữa sẽ phải đi. Cho nên, trước khi đi cậu ta có lẽ muốn đề cử người anh em là đồng chí Tồn Quân lên. Nếu như rời khỏi tỉnh Thiên Vân rồi, thực lực của Diệp Phàm căn bản là không thể nào đạt đến mức độ này. Nhưng ở trong tỉnh Thiên Vân thì vẫn dễ làm hơn. Dựa vào công lao sáng lập khu kinh tế Hoành Không, mối quan hệ tốt đẹp với quốc tự ủy cùng sự giúp đỡ Ninh Đại Lão ở tỉnh Thiên Vân. Cậu ta muốn đề cử Lam Tồn Quân vào chức vụ chủ tịch cơ khí TQ thì vẫn có khả năng. Cung Khai Hà nói. Nghe nói sau khi Kiều Báo Quốc đi rồi, vị trí đó không ít người nhòm ngó, hiện tại có lẽ cấp trên đã có ý đồ rồi. Chúng ta chen ngang chỉ sợ không chen nổi. Kế Vĩnh Viễn nói. Chen không nổi cũng phải cố mà chen vào, việc này, không có cách nào khác. Để bình ổn tính bướng bỉnh của thằng danh này, chuyện này tôi sẽ đích thân ra tay. Tôi đi tìm Đường, nói một số ý tưởng về chuyện này. Đương nhiên, có được hay không vẫn phải để lãnh đạo quyết định. Hơn nữa, nếu muốn đề cử đồng chí Lam Tồn Quân này lên thì phải đánh bóng điểm sáng của tên nhóc này thêm một chút. Ví dụ như, khiến hình tượng sán lạn của đồng chí Lam Tồn Quân trông chân thật hơn, càng sán lạn hơn một chút. Hơn nữa, anh có nhớ không, đồng chí Lam Tồn Quân dường như cũng là một người có thân thủ cao. Nếu tôi không đoán không lầm thì có lẽ hiện tại cậu ta hẳn phải đến bát đẳng rồi. Bởi vì, mấy năm trước khi chúng ta khan hiếm nhân thủ, lần nhận nhiệm vụ đó là do đồng chí Diệp Phàm sắp xếp. Lúc ấy cậu ta đã kéo theo một đám anh em của mình. Mà Lam Tồn Quân cũng ở trong nhóm phải không? Hơn nữa công lao cũng không nhỏ, trong hồ sơ chiến tích của tổ ta vẫn ghi rất rõ ràng. Cung Khai Hà nói. Hay lắm, ha ha ha, xem ra, cậu ta đã làm nhiều việc cho tổ rồi, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi. Hiện tại không phải đã điểm đến tên rồi sao? Huống chi, như vậy lý do của chúng ta cũng sẽ đầy đủ hơn. Sẽ không khiến người ta cảm thấy cố xen vào sự vụ của chính phủ. Chúng ta chỉ là đang luận công khen thưởng mà thôi. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Điều đó là nhất định rồi, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta đều nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ đều là tinh anh của quốc gia, chúng ta không thể quên những anh hùng vô danh như bọn họ. Khi cần thiết phải ra tay giúp đỡ, đó chính là trách nhiệm của những người làm lãnh đạo chúng ta. Bằng không, có ai chịu bán mạng vì đất nước? Huống chi, chuyện này chúng ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới làm, rất ít. Cũng không thể nói là nhúng tay vào sự vụ của chính phủ. Cung Khai Hà nói.
vậy chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, nghe nói chuyện cơ khí TQ đã rất huyên náo rồi. Nếu như đã có ý định này thì phải nhanh chóng hành động. Bằng không, chỉ sợ người ta quyết định rồi thì phiền phức. Kế Vĩnh Viễn nói, chuyện này tôi nhất định phải nắm chắc, nếu không thằng danh kia lại chẳng gây sự với tôi. Chúng ta lần này gọi cậu ta trở về là có việc phải làm, thế nên không thể để cậu ta có ý nghĩ gây sự mới được. Bằng không sẽ lỡ mất việc lớn. Hơn nữa, tổ ta đã gần 2 năm không có nhiệm vụ lớn rồi. Tôi có thể cảm thấy, đội ngũ đặc chiến của các nước trong thời gian này đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, đều đang tăng cường kiến thiết đội ngũ. Một khi bùng nổ nhất định sẽ phát sinh nhiệm vụ trọng đại. Đến lúc đó, Diệp Phàm không thể không ra tay. Cung Khai Hà nói đến đây ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Yên lặng cũng không có nghĩa là thiên hạ thái bình. 2 năm trở về đây tuy rằng không có những trận chiến như trận Tát Cáp Lạp. Nhưng nhiệm vụ lặt vặt cũng không ít, trong những nhiệm vụ nhỏ này ẩn chứa manh mối của nhiệm vụ lớn. Tôi cũng có cảm giác rằng đại chiến giữa chúng ta với Hải Lang, tổ thần đạo cùng những tổ khác có lẽ sẽ nổ ra trong năm nay. Ví dụ như, lần trước bản vẽ lấy được trong tử vong ma cung hiện tại chúng ta đã bàn luận ổn thỏa rồi. Các bên đều cho người đi tìm, mà nhân viên từ 1 đến 2 người, vậy Diệp Phàm không thể không đi rồi. Kế Vĩnh Viễn nói. Hai người bàn luận một chút sau đó Cung Khai Hà lại chỉnh sửa tài liệu, ông ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn liền cầm tài liệu đi thẳng đến Trung Viện Hải. Chương 3622, Kiều Hoành Sơn cho mời. Chú Tề, ngại qua, chuyện Tề Thiên cháu. Diệp Phàm ra ngoài xong gọi điện thoại cho Tề Chấn Đào. Không việc gì, việc này chúng ta đều cố gắng hết sức rồi. Có một số việc cũng không phải chúng ta muốn thể nào cũng được. Nghe nói là Trung Trấn Lương và Kiều Thế Hào cùng đi lên. Tề Chấn Đào có vẻ cũng nghe được tin tức. Bởi vì cha ông trước kia ở trong Ủy ban quân giới, nên quen biết với một vài người ở Ủy ban quân giới Trung ương. Việc này nói thật là cháu không đề cử Kiều Thế Hào, vì thế tôi còn cãi nhau với cậu ấy. Diệp Phàm giải thích. Cháu không cần phải giải thích, chú hiểu. Việc này nhìn ngoài rất đơn giản, thật ra rất phức tạp. Một vị trí quan trọng như thế liên quan đến không ít mặt công tác. Lực lượng của cháu và chú cũng quá yếu. Tề Chấn Đào thở dài, sau đó nói. Việc này cháu không cần giữ trong lòng, Tề Thiên có thể có vị trí ngày hôm nay đã không tồi rồi. Hơn nữa, Tề Thiên cũng đã là sĩ quan, đối với nó mà nói cũng là một chuyện tốt. Cơ hội này mất đi lần sau chúng ta tiếp tục là được. Lần sau dù là đập bàn cũng phải đẩy Tề Thiên đi lên. Ngại quá. Cảm ơn chú đã quan tâm đến cháu nhiều năm nay. Diệp Phàm thái độ kiên quyết chưa từng có. Quái, sao cháu tức giận như vậy, có phải vừa mới cãi nhau không? Tề Chấn Đào có vẻ như nghe ra chút gì đó. Không việc gì, không việc gì, hơi tức một chút, đập bàn một cái hiện giờ tốt rồi. Diệp Phàm nói. Ôi, việc này cháu nhất định là vì chuyện của Tề Thiên. Đừng như vậy, lãnh đạo có khó xử của lãnh đạo. Chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, lãnh đạo nghĩ cho đại cục, còn cháu thì nhìn cục bộ. Tề Chấn Đào ngược lại an ủi Diệp Phàm. Việc này cháu không muốn nói, tôi muốn đi uống vài chén, cứ như vậy đi. Diệp Phàm trong lòng khá khổ sở. Uống vài chén cũng tốt, nhưng đừng uống nhiều quá, nếu không bảo Chiêm Hùng ra uống với cháu vài chén đi. Tề Chấn Đào nói. Cúp điện thoại không lâu Thiết Chiêm Hùng gọi điện thoại đến. Cậu đã về sao không gọi điện thoại cho tôi? Thiết Chiêm Hùng ân cần hỏi han. Vừa về đã ầm ĩ với tổ trưởng cung một trận, cho nên quên gọi cho anh. Diệp Phàm không nói dối Thiết Chiêm Hùng. Cậu đó, chắc chắn là vì chuyện của Tề Thiên có phải không? Thiết Chiêm Hùng nói. Không nói chuyện này nữa, bực mình. Diệp Phàm nói. Như vậy đi, chiều chúng ta đi câu thì thế nào? Thiết Chiêm Hùng nói. Câu cá, anh còn có thời gian sao? Anh vừa mới lên chức thứ trưởng thường trực, rất nhiều công việc của bộ đang chờ anh. Diệp Phàm nói, biết Thiết Chiêm Hùng muốn cho mình bớt giận. Đừng nói nữa, tôi muốn đi ra ngoài giải sầu. Buổi chiều tôi xin phép, hai chúng ta đi câu cá. Thiết Chiêm Hùng nói, việc này, anh Thiết không thể như vậy. Diệp Phàm nói, cậu em, còn khách khí gì với tôi? Thời gian trước sức khỏe tôi không tốt hiện giờ khôi phục rồi. Không chỉ đi câu cá mà chúng ta nướng cá luôn ở đó. Chúng ta đi tìm lại chính mình. Tôi đã có đồ rồi, chúng ta sẽ đến đập Lan Bá câu cá, cậu cứ chờ ở đường là được. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Được rồi,
Tôi gọi điện thoại cho Viên Viên nói không về ăn cơm trưa. Diệp Phàm nói xong điện thoại cho Kiều Viên Viên. Không nghĩ Kiều Viên Viên nói. Kiều Thế Hào đã đến nhiều lần. Cậu ta đến làm gì? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Anh xem, vậy tối ý đi. Người ta muốn mời anh ăn cơm. Buổi tối về Kiều ra ăn. Kiều Viên Viên nói. Diệp Phàm ừ một tiếng, thầm nói cậu ta chắc hiểu lầm mình mạnh mẽ đề cử. Hiểu lầm đã rồi mình muốn giải thích cũng khó, có lẽ đã truyền đến tai nhà họ Tề. Giờ giải thích thế nào cũng không được, Diệp Phàm đúng là phiền. Đập Lan Bá cách Bắc Kinh không xa, coi như vùng ngoại thành. Hai chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà nông dân bình thường. Đỗ Lương, tôi lại đến rồi. Thiết Chiêm Hùng có vẻ rất quen thuộc, có lẽ đã đến mấy lần. Xuống xe đã gọi luôn. Vào đi. Một tiếng nói vang lên. Đỗ Lương có quen với vợ tôi. Muốn làm nông trang ở đây, hơn nữa nuôi cả cá. Tôi thật ra đã đến đây vài lần, sau một số đồng chí ở bộ theo tôi đến đây đều nói ở đây không tồi. Cho nên cũng muốn đến đây. Thiết Chiêm Hùng cười nhìn Diệp Phàm một cái nói. Người quen của vợ, cậu làm việc ở Bắc Kinh. Giới thiệu nhiều khách đến đây một chút, nếu không bà xã sẽ cả ngày lại nhải nói là không xứng làm chồng. Không thể có chút phúc lợi cho người thân, phụ nữ đúng là phiền toái. Ha ha, ở Bắc Kinh tôi so thế nào được với anh? Chỉ cần cấp dưới của anh là được rồi. Ở Bắc Kinh tôi không quen vài người. Hơn nữa không phải anh không biết, bạn võ của tôi ai thích câu cá đâu. Tất cả đều thô thiển như Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm cười trêu thật ra thấy tâm trạng tốt lắm. Chỗ này không dám nói với cấp dưới của tôi. Như vậy cũng sẽ biến thành nhận hối lộ. Đến lúc có người tố cáo thì tôi ăn không tiêu. Có thể đến giúp tôi đều là bạn bè, cũng không phải là rất nhiều. Thiết Chiêm Hùng nói. Không lâu một người đàn ông trung niên chạy ra, mặt tròn mang vẻ chất phác. Đến đây Đỗ Lương, tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là Diệp Phàm nổi tiếng tài ba của Bắc Kinh, bạn bè nhiều. Anh hãy phục vụ tôi, biết đâu trong thời gian ngắn hắn còn có thể giúp việc làm ăn của anh phát đạt. Thiết Chiêm Hùng cười ha hả nói. Đừng nói thế anh Thiết, đừng thổi tôi lên trời, đến lúc đó không có ai đến làm cho lão Đỗ xem thường tôi rồi. Diệp Phàm cười nói. Thủ trưởng, chào anh. Đỗ Lương nhìn thấy Diệp Phàm không ngờ lúng túng. Lão lo lắng rồi nhưng là người thành thật, nhìn thấy lãnh đạo ngay cả một câu cũng không nói được rồi. Thiết Chiêm Hùng thở dài. Lão Đỗ, đừng thủ trưởng cái này. Tôi là bạn của anh Thiết, anh cứ gọi tôi là Tiểu Diệp là được. Diệp Phàm cười nói. Vậy có được không? Những lời này Đỗ Lương nói lưu loát, nhưng làm cho Thiết Chiêm Hùng sửng sốt, hai người đều cười. Không lâu sau vào sân phát hiện sân không nhỏ, trang trí bình dị, giống như bước vào một nông trang thật sự vậy. Hai người đi ra phía sau, phát hiện có cần câu và ghế dựa nhỏ bên cạnh ao. Bên cạnh là một bàn trà nhỏ, bên trên có ấm trà nóng hổi. Bên cạnh còn có vỉ nướng cá. Chú em, hôm nay chúng ta ăn trưa không bằng gì khác mà chính là cá trong ao này. Nếu câu không được cá thì hai chúng ta đều đói bụng. Tôi đã nói với Đỗ Lương không chuẩn bị cái gì khác. Ăn cơm bằng cái này. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Anh Thiết, tôi nói nhé, anh mời khách như vậy sao? Còn phải tôi tự câu cá sau. Câu không được cá phải ôm bụng đói, anh mời khách như vậy cũng quá khôn có phải không? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, không khôn có được không? Chúng ta đều làm quan không nhỏ, cậu cũng đã bao giờ đưa tay ra cho tôi đâu. Ngày lễ ngày tế nhận chút quà tặng thuốc rượu linh tinh còn không dám nhận nhiều. Chỉ nhận vừa đủ mình dùng. Chúng ta còn phải bảo vệ mình. Thiết Chiêm Hùng cười gượng hai tiếng. Anh Thiết cần tiền nói một tiếng là được. Diệp Phàm nói ngồi xuống. Không thể, tôi hy vọng mình có thể tránh được tiền, dùng bản lĩnh của mình để kiếm tiền. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ôi, việc này là tôi hại anh. Nếu anh có thân thủ thì lo gì việc này, chỉ cần nhận mấy đệ tử là con nhà giàu là đủ ăn uống cả ngày. Diệp Phàm cười chút buồn bực. Cậu đừng như vậy. Mất đi võ công chưa chắc là chuyện xấu. Cậu xem, chức thứ trưởng thường trực cũng đã nhận được. Nói cách khác tôi có võ công thì thứ trưởng thường trực là khó rồi. Cậu đã vì tôi rất nhiều, tôi còn phải cảm ơn cậu. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt chân thành nói. Đừng nói thế, anh có thể đi lên là vì năng lực của anh. Tôi chỉ thêm chút củi lửa thôi. Đúng rồi, chuyện Bao Nghị quay về đã có quyết định chưa? Diệp Phàm hỏi. Ha ha. Tôi là thứ trưởng thường trực ngay cả một chức cục phó cũng không quyết được thật đúng là sống uổng phí.
Thiết Chiêm Hùng nói đầy tự hào. Cũng không thể nói như vậy, tuy nói chỉ là cấp phó cục nhưng đơn vị này cũng là vị trí giám đốc sở. Bao Nghị từ cấp phó lên ca ảo chính cũng là một cánh cửa lớn. Diệp Phàm lắc đầu nói. Dù sao cậu cũng biết, chức vụ của cậu ta do bộ và ủy ban trung ương quyết. Sau đó báo cáo lên bộ là được. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Thật ra, chuyện Tề Thiên cậu không cần tự trách nhiều. Hai chúng ta đã hiểu, đề cử của cậu chắc chắn không bằng với đồng chí Cung Khai Hà có phải không? Đó là đương nhiên, so sánh với lão cung tôi kém xa. Diệp Phàm gật đầu nói. Về chuyện Kiều Thế Hào, cậu không cảm thấy cậu có lỗi nặng với nhà họ Kiều sao? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Nhà họ Kiều và lão cung thực lực tương đương nhưng bên kia còn có thêm người trong tổ trung tâm. Mà ưu thế của lão cung là gặp cơ hội. Diệp Phàm gật gật đầu. Thế này là được rồi, hơn nữa lần này Tề Thiên chưa lên được cũng còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó là bởi vì Tề Thiên và Trấn Lương đều do tổ đặc nhiệm A đề cử. Cậu nghĩ lại xem ủy ban quân giới sao có thể để tổ thuận lợi có hai đồng chí thăng chức. Cũng vẫn là hai vị trí phó quân đoàn. Quân đội chúng ta không ít người nhưng phó quân đoàn cũng không phải nhiều có phải không? Mà Kiều Hoành Sơn từng là ủy viên quân giới, cũng từng là tư lệnh viên của quân khu lớn. Giờ cũng là người cầm quân một phương. Ông ấy là nhân vật có thực quyền trong quân giới, cũng không phải là vật trang trí. Đã nhiều năm như vậy. Cho nên, lần này cậu bên tình bên lý, biết rõ là bại cậu vẫn còn canh cánh trong lòng, đó là tự làm khổ mình. Hơn nữa, tin tưởng rằng nhà họ Tề cũng sẽ hiểu rõ việc này có phải không. Hơn nữa, tương lai của cậu đều quan trọng hơn họ. Tôi tin tưởng, 5 năm nữa cậu sẽ thành một cây đại thụ che trời. Cho nên, giờ thành bại cũng không thể đại diện cho cậu bị đả bại. Con đường của cậu còn dài. Thiết Chiêm Hùng nói. Chương 3623, Kiều gia dậy sóng. Việc này tôi rõ nhất, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với Tề Thiên. Chủ tịch Tề đối với Diệp Phàm tôi không tệ, hơn nữa người ta nói một không hai. Diệp Phàm nói. Nghe nói cậu đã đập bàn trước mặt tổ trưởng cung. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đập, mẹ kiếp, tôi thật sự tức giận. Diệp Phàm nói kéo cần câu một con chấm cỏ nhảy nhót bị Diệp Phàm kéo lên không trung. Sau đó Diệp Phàm hút một cái, con cá kia nằm gọn trong tay, ông chủ đứng từ xa nhìn vẻ mặt si ngốc. Ha ha, cậu có thể đập. Không thể tưởng tượng được Thiết Chiêm Hùng cười nói. Hả anh Thiết ủng hộ em đập bàn, hình như không phải là phong cách của anh. Diệp Phàm có chút nghi ngờ nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái. Bình thường ít đập, lần này cậu đập thật tốt. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đập hàn là tốt, tôi nói nhé anh Thiết, anh cứ việc nói thẳng, tốt ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Cậu nói xem, với địa vị hiện giờ ở tổ của cậu, đồng chí Cung Khai Hà nể mặt cậu ở chuyện của Tề Thiên. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Anh nói ông ấy còn nể mặt tôi. Diệp Phàm hỏi. Ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười không đáp. Chẳng lẽ thật, không thể nào, sao thế được? Diệp Phàm thầm nghĩ, hai người tập trung câu cá. Ăn xong cá nướng hai người nằm trên ghế nghỉ ngơi. Lúc này điện thoại Diệp Phàm vang lên nhìn không ngờ là Kiều Hoành Sơn gọi đến. Buổi tối đến nhà ăn cơm nhé. Kiều Hoành Sơn nói luôn. Việc này, buổi tối cháu có thể không có thời gian. Diệp Phàm không muốn gặp ông ta. Không có thời gian cũng phải đến, giờ cháu đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Chúng ta ăn mừng vì Thế Hào một chút. Kiều Hoành Sơn nói. Vậy được rồi. Diệp Phàm không có cách nào nói nhưng nghĩ lại đi cũng không có gì không tốt, có thể hỏi thăm Kiều Viễn Sơn về tin tức điều chỉnh nhân sự ở Bắc Kinh. Tuy nói bí thư quận ủy Đức Sơn là cấp giám đốc sở, thành ủy Bắc Kinh có thể dẹp được, nhưng vì ở thủ đô, việc biến thiên nhân vật số 1 của quận Đức Sơn có thể tác động đến thần kinh của rất nhiều người. Cho nên, cấp trên cũng có thể có ý tứ sắp đặt. Đương nhiên, nếu như nói trông cậy vào Kiều Viễn Sơn ra tay Diệp Phàm cũng không muốn nghĩ nữa. Đó là bởi vì không có khả năng. Ha ha ha, lúc này mới như là con rể của nhà họ Kiều thôi. Cùng là người nhà đi đâu mà thiệt, vẫn là người thân trong nhà, cậu còn giấu tôi. Kiều Hoành Sơn cười nói. Che giấu, bác cả nói vậy là sao? Diệp Phàm hỏi. Cháu biết rồi còn giả bộ hồ đồ, lúc mới bắt đầu cháu sống chết muốn đề cử Tề Thiên. Ta biết chủ tịch Đường cũng đồng ý với cháu. Nếu thật sự cháu đề cử thì đối với Thế Hào mà nói vẫn có chút uy hiếp. Kết quả là cháu đã buông tha, quyết định này thực là anh minh. Tuy nói cháu cũng không ủng hộ đề cử Thế Hào nhưng vô hình chung đã dọn cho Thế Hào một chướng ngại vật.
Kiều Hoành Sơn thật đúng là đã hiểu lầm. Việc này, bác cả, cháu. Diệp Phàm không muốn dính vào phần công lao này. Cháu đừng nói nữa, chỉ cần trong lòng có nhà họ Kiều là được. Buổi tối hai chúng ta uống mấy chén, không sau không về. Kiều Hoành Sơn cúp máy. Xong đời, hiểu lầm kia đã mọc rễ. Diệp Phàm nhìn Thiết Chiêm Hùng mộ cái bởi vì giọng Kiều Hoành Sơn lớn đã bị Thiết Chiêm Hùng nghe thấy. Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, hiểu lầm ngược lại là chuyện tốt có phải không? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Câu cá đến 3 giờ thì về đến Bắc Kinh. Lam Bình Phong gọi điện thoại đến. Hai người nói chuyện về chuyện của Lam Tồn Quân. Sau đó Lam Bình Phong mời Diệp Phàm tối nay cùng ngồi một chút. Diệp Phàm đánh phải từ chối. Buổi tối. Cả nhà Diệp Phàm trở về được mọi người trong nhà họ Kiều chào đón. Đương nhiên, người ta chào đón nhất chính là hai bảo bối, Diệp Phàm chỉ ngồi gầm cầu thôi. Những đồng chí có phân lượng của nhà họ Kiều cũng đến, như Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Viễn Đông Kiều Không Thành. Cùng bạn học thân thiết của Kiều Viễn Sơn Kim Thụ Dương cũng đến. Còn có Phó Chủ nhiệm Trương Vệ Thanh. Tối nay tập trung rất nhiều nhân vật quan trọng trong hệ thống nhà họ Kiều. Chú em! Sau này đừng nhìn tôi với cặp mắt khác xưa. Vừa vào cửa Trương Vệ Thanh vui vẻ cười nói. Anh Trương nói vậy có ý gì? Tôi không hiểu. Diệp Phàm trêu. Già thì già một chút thôi, chỉ có thể nói là lão thành, chứ không phải thực sự là người già. Ý của tôi là cậu thực sự quá nổi bật, tốc độ đề bạt không khác gì hỏa tiễn cả, tôi có lắp motor cũng không chạy theo kịp được. Trương Vệ Thanh cười nói. Sao có thể, một chức phó chủ tịch thôi. Sao có thể so với một phó chủ nhiệm như anh? Diệp Phàm khiêm tốn nói. Nhìn xem, tuổi chúng ta kém nhau rất nhiều, hiện giờ lại đồng cấp. Trương Vệ Thanh cười nói. Cậu thật lợi hại, tôi phấn đấu cả nửa đời người đến giờ chỉ là một cấp phó bộ. Kiều Chính Hòa cũng cười, hơn nữa giọng có vẻ có chút chua xót. Chú đừng chê cười cháu, hiện giờ chú chính là phó tổng giám đốc thường trực. Trong hội nghị thường vụ chỉ có vị trí phó chủ tịch thường trực. Diệp Phàm cười nói, cậu chọc tôi rồi. Kiều Chính Hòa nói, đối với hành vi xảo trá của Diệp Phàm lần trước vẫn chưa hết tức giận. Anh Diệp, nghe nói chú Hòa bị anh bắt chẹt. Kiều Thế Hào vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp Hòa. Thế Hào, đừng loạn bổn phận. Kiều Chính Hòa trừng mắt hừ nói. Hả, chú Hòa, cháu không đúng sao? Kiều Thế Hào châm chọc hỏi, đối với việc Kiều Chính Hòa sĩ diện Kiều Thế Hào sẽ không nể mặt ông ta. Còn không phải, gọi anh Diệp là không được, cậu ấy là em rể của cháu. Kiều Chính Hòa vẻ mặt tối sầm nói. Ha ha, tôi thích gọi anh Diệp, tôi gọi theo năng lực. Còn tôi gọi chú là chú, đó là bởi vì liên quan đến cha tôi. Kiều Thế Hào cười, thiếu chút nữa làm Kiều Chính Hòa tức chết. Đây chính là ám chỉ tôi gọi ông là chú vì chú là thân thích, cũng không phải là vì năng lực của chú lớn. Ha ha, tuổi sấp xỉ, gọi em rể là anh cũng được. Lúc này Kiều Không Thành bước lên ba phải nói. Được rồi, các cậu trẻ tuổi thích gọi thế nào thì gọi đi. Kiều Chính Hòa không chiếm được ưu thế nên quay đầu đi vào phòng khách. Mình không bản lĩnh còn muốn làm đầu to. Nếu không có anh Diệp giúp ông thì tôi thấy chức phó tổng của ông có không? Chắc chắn là thất bại. Kiều Thế Hào tức giận nhìn theo bóng Kiều Chính Hòa xì một tiếng khinh miệt. Bởi vì Kiều Thế Hào cũng hoàn toàn hiểu lầm, nghĩ lần này Diệp Phàm giúp cậu ta. Mấy người nói xong cũng vào phòng khách. Nghe nói cháu lại vừa đánh một trận đẹp. Kiều Hoành Sơn gọi Diệp Phàm vào trong cười nói. Qua loa thôi. Diệp Phàm cười nói. Hả, cháu cũng biết khiêm tốn sao, không tồi không tồi, có tiến bộ. Kiều Hoành Sơn cười nói. Sự thật như thế, lần này tuy nói cháu là tổng phụ trách mang đội ra ngoài nhưng công lao quan trọng là của Trương Hùng và Lam Tồn Quân. Cứu người và mở thêm nghiệp vụ cũng là công lao của bọn họ. Hơn nữa đồng chí Tồn Quân là một trong những lãnh đạo của khu kinh tế Hoành Không. Lần này thể hiện rất tốt. Diệp Phàm nhân cơ hội này giới thiệu Lam Tồn Quân xem phản ứng của Kiều Viễn Sơn. Lam Tồn Quân có phải là chủ tịch thành phố hạng Nam con trai của Bình Phong không? Kiều Hoành Sơn thật ra còn nhớ rõ. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu nói. Ha ha, nghe nói cậu ta rất ủng hộ công tác của cậu. Kiều Hoành Sơn cười nói. Ôi, một đồng chí không tồi. Chúng cháu là bạn nối khố. Diệp Phàm cười nói. Viễn Sơn, cậu xem đồng chí hợp tác với Tiểu Diệp cũng không ít. Kiều Hoành Sơn có vẻ như có ý gì đó. Bạn bè thôi, cần phải có mục đích. Kiều Viễn Sơn có vẻ cũng không nóng lòng, căn bản không đáp lời.
Diệp Phàm nghĩ cái hiểu ngay, hai anh em Kiều Hoành Sơn có lẽ đã nghe ra ý tứ gì đó. Nếu Kiều Viễn Sơn đồng ý kéo Lam Tồn Quân một phen, chắc chắn Kiều Hoành Sơn sẽ tiếp tục hỏi, không tiếp tục đó là từ chối. Chú Kim, nghe nói bí thư quận ủy Đức Sơn của Bắc Kinh vẫn còn trống. Diệp Phàm quyết định liều một phen hỏi Kim Thụ Dương, trước tiên nói đến Lam Tồn Quân hiện giờ lại hỏi vậy người ngốc nghe cũng hiểu. Ôi, vẫn còn ghế trống, nhưng việc này hơi khó. Kim Thụ Dương nói Kim Thụ Dương và Kiều Viễn Sơn quan hệ cũng thân thiết. Vừa rồi chuyện Lam Tồn Quân Kiều Viễn Sơn không hưởng ứng, Kim Thụ Dương cáo giả liền hiểu ngay. Cho nên ông ta chặt đứt suy nghĩ trong đầu của Diệp Phàm. Miễn sau này hắn đến dây dưa với mình. Đến lúc đó biến mình thành người hai đầu không được thì phiền toái. Kim Thụ Dương chắc chắn là thiên lôi Kiều Viễn Sơn sai đâu đánh đó. Đến lúc đó Diệp Phàm cầu đến thì ông ta cũng khó. Kết quả này Kim Thụ Dương cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên mượn gió của Kiều Viễn Sơn chặt đứt suy nghĩ của Diệp Phàm. Tránh sau này đắc tối với người khác. Hẳn là còn chưa có quyết định đi. Diệp Phàm ép. Diệp Phàm, tối này là ngày nhà chúng ta gặp mặt, không nói chuyện nhân sự. Đừng làm thay đổi không khí. Bí thư quận ủy Đức Sơn là chuyện của thành ủy Bắc Kinh. Kiều Viễn Sơn quyết đoán nói trực tiếp phủ quyết suy nghĩ trong đầu của Diệp Phàm. Ba nói không nói chuyện thì không nói chuyện. Diệp Phàm rất giận, ngồi im không nói gì, rõ ràng như người câm. Suốt mười mấy phút đồng hồ Diệp Phàm cũng không lên tiếng. Diệp Phàm, cháu công tác ở tập đoàn lâu hơn Kiều Báo Quốc. Có kinh nghiệm gì nói ra cho mọi người tham khảo. Kiều Hoành Sơn thấy thế biết hắn trong lòng không thoải mái, chuyện của Thế Hào làm ông ta vui vẻ nên cười nói. Nếu bàn về kinh nghiệm làm việc ở công ty thì cháu không bằng tổng giám đốc Kiều của tập đoàn Điện lực Viễn Đông. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Cháu cũng có kinh nghiệm ở tập đoàn Hoành không đúng không? Kiều Hoành Sơn ép tới. Thật xin lỗi, thật sự không có kinh nghiệm gì để nói. Nói ra thì dọa người, hôm nay là ngày chúc mừng Thế Hào, cháu thấy không nên nói chuyện công việc, như vậy không tốt cho không khí. Diệp Phàm nói câu này chính là nói lại lời nói qua loa tắc trách của Kiều Viễn Sơn, Kiều Hoành Sơn nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chương 3624. Chủ tịch Đường gọi cậu đến Trung Nam Hải ăn cơm, lập tức đến, tôi chờ cậu ở cửa. Chủ nhiệm Điền Giang có vẻ còn rất vội. Diệp Phàm từ buồng vệ sinh đi ra, nói là có việc gấp phải đi trước một bước. Hừ, không cho con nói chuyện ở thành phố Bắc Kinh con ngay cả cơm cũng không ăn phải không? Kiều Viễn Sơn giận chừng mắt nhìn Diệp Phàm. Con thật sự có việc gấp. Diệp Phàm nói. Chuyện gì gấp đến độ không có thời gian chúc mừng Thế Hào một chút. Cháu đừng giả bộ để lừa tôi. Có việc gì quan trọng nói tôi nghe một chút. Đừng có làm hành động hẹp hòi này. Đối xử phải rộng lượng một chút mới được. Kiều Hoành Sơn cũng chừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Đúng vậy, anh Diệp, ăn một bữa cơm rồi đi cũng không muộn. Kiều Thế Hào nói. Chủ nhiệm Điền của Trung Nam Hải gọi điện thoại đến, bảo con đến Trung Nam Hải, bảo lập tức qua đấy anh ấy đang chờ ở cửa. Diệp Phàm giận, nói rõ ra rồi. Khiếp sợ. Ghen tị. Chua xót. Hâm mộ. Những người ở đây mỗi người một cảm giác. Ai không biết chủ nhiệm Điền ở cửa chờ cùng nhau đi vào, chắc chắn không phải là chủ nhiệm Điền gọi Diệp Phàm đến. Việc này chứng tỏ chủ nhiệm Điền cũng chỉ là một người tiếp khách thôi. Ông chủ mà chủ nhiệm Điền hầu hạ không phải là chủ tịch Đường sao? Đây đối với mọi người đều là không có cơ hội. Ngay cả Kiều Viễn Sơn là ủy viên trung ương đến giờ cũng chưa từng có đãi ngộ này. Vậy con nhanh đi thôi, chú ý cẩn thận khi nói chuyện. Kiều Viễn Sơn giọng bình thản thân thiết dặn dò. Xin lỗi các vị, tôi đi trước một bước. Diệp Phàm ôm quyền cúi đầu. Không có gì, không có gì. Mấy người trương vệ thanh vội nói, hơn nữa ngoài hai anh em Kiều Viễn Sơn những người khác đều đứng lên đưa Diệp Phàm ra tận cửa. Hắn giống như tướng quân phất phất tay chui vào xe, Kiều Chính Hòa lại giống như xe đồng. Đi từ từ một chút. Chú ý an toàn. Trước nụ cười của mọi người Diệp Phàm nhấn ga đi. Chủ nhiệm Điền thật đúng là đang ở cửa lớn chờ Diệp Phàm lái xe đến sau đó gọi Diệp Phàm vào. Sau khi trải qua kiểm tra nghiêm khắc thì cửa mở. Chủ nhiệm Điền, đã lâu không gặp càng ngày càng có phong cách. Diệp Phàm cười nói. Ra rồi, ra rồi. Chủ nhiệm Điền cười nói. Không biết hôm nay có khách nào khác nữa không? Diệp Phàm muốn tìm hiểu tình hình. Ha ha, quyết định nhất thời, cậu thấy không tôi cũng vừa ở nhà đến. Chủ nhiệm Điền có vẻ không muốn nói. Lão già này Diệp Phàm thầm trách một câu, miệng cũng cười nói.
Chủ nhiệm Điền, tôi là cấp dưới của anh, chỉ sợ trên bàn mất mặt, cho nên cũng phải chuẩn bị tâm lý có phải không? Trường hợp như thế này tôi rất ít gặp, tôi sợ làm cho lãnh đạo mất mặt. Đồng chí Diệp Phàm, cậu như vậy là khiêm tốn phải không? Nghe nói năm đó chủ tịch Trấn đến tổ cậu còn lên tiếng có phải không? Điền Giang cười vẻ mặt như suy nghĩ nhìn Diệp Phàm. Ha ha, còn trẻ không hiểu chuyện hiện giờ tôi không dám. Diệp Phàm nói. Không dám, dũng khí của cậu cũng không nhẹ, bàn của đồng chí Cung Khai Hà nghe nói thiếu chút nữa bị cậu đập vỡ. Chủ nhiệm Điền cười nói. Lão Cung ơi, Lão Cung không ngờ anh đã báo cáo chuyện này lên trên rồi. Xem ra là muốn trả đũa, bữa tiệc hôm nay chẳng lẽ là hồng môn yến. Diệp Phàm thầm nghĩ. Ha ha, đồng chí Cung Khai Hà nói cho anh biết. Diệp Phàm hỏi. Ôi, việc này được báo lên rồi, lúc ấy tôi ở cạnh nghe được. Không thể tưởng tượng được chủ nhiệm Điền đã khẳng định những phỏng đoán của Diệp Phàm. Ôi, là đập, tức không đánh một chỗ. Diệp Phàm nói trong lòng đầy lửa giận. Ha ha, cái đập này của cậu rất được. Không thể tưởng tượng được chủ nhiệm Điền không ngờ cảm thán nói. Tôi nhận phê bình của lãnh đạo lúc ấy tính tình tôi thật sự không được tốt. Diệp Phàm nói nghĩ chủ nhiệm Điền chắc chắn là nói mát. Không không không, cậu hiểu lầm rồi. Chủ nhiệm Điền cười nói. Hiểu lầm. Diệp Phàm nhìn chủ nhiệm Điền trong lòng cũng đầy thắc mắc. Có lẽ chút nữa là có thể tiết lộ rồi. Chủ nhiệm Điền cười nói. Trên bàn ăn chỗ chủ tịch Đường mời khách cũng không phong phú. Cũng chỉ có 5 món mặn, 1 món canh. Ngồi ở đó không ngờ còn có cả Cung Khai Hà và Kế Vĩnh Viễn, cộng thêm Điền Giang và Diệp Phàm cùng chủ tịch Đường là tổng cộng 5 người. Dọn đường hòa giải sao? Có vẻ không giống, nếu việc đó sao đến phiên chủ tịch Đường, chủ nhiệm Điền Giang ra mặt là được. Buổi tối chúng ta ăn bữa cơm gia đình, đồng chí Tiểu Diệp cậu xe, tối nay chính là lãnh đạo tổ chúng ta liên hoan. Chủ tịch Đường vẻ mặt thân thiết cười nói. Của tổ. Diệp Phàm nhìn không hiểu. Ha ha, đồng chí Cung Khai Hà là tổ trưởng, tôi là bí thư đảng ủy, Kế Vĩnh Viễn là phó tổ trưởng, cậu cũng là phó tổ trưởng. Có lẽ cậu cho rằng chủ nhiệm Điền phải ra ngoài đúng không? Chủ tịch Đường cười nói. Việc này, hình như đồng chí Điền Giang không phải người của tổ. Diệp Phàm thành thật gật đầu. Ha ha ha, mọi người đều cười vang. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có thể không biết chủ nhiệm Điền chính là cố vấn cho tổ A. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Việc này đúng là tôi nghe nói lần đầu, ngại quá chủ nhiệm Điền. Diệp Phàm vội cười. Tôi là cố vấn cũng là trên danh nghĩa thôi, chuyên môn phụ trách việc kết nối chủ tịch với tổ A. Đây vốn cũng là công việc của tôi có phải không? Đồng chí Diệp Phàm không biết cũng là bình thường. Hơn nữa cậu cũng không tới tổ làm việc thường xuyên. Chủ nhiệm Điền cười nói. Ngại quá, tôi không biết. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, đồng chí Tiểu Diệp. Bàn của đồng chí Cung Khai Hà rắn nhỉ? Chủ tịch Đường hỏi. Đến rồi, bắt đầu khai hỏa rồi. Diệp Phàm thầm buồn bực nghĩ miệng cũng đáp. Rắn chắc, thật sự rắn chắc. Với thân thủ của tôi không ngờ không đánh ra một vết rạn. Xem ra bàn của tổ trưởng cũng đã trải qua xử lý đặc thù. Việc này phù hợp với tổ. Ôi, tổ A bàn không rắn chắc không được. Mỗi cao thủ các cậu không kiên nhẫn liền đập bàn. Ôi, lão Lý ông ấy là người thích đập bàn nhất. Cái bàn không ai đập thì buồn. Xem ra đồng chí Tiểu Diệp chúng ta kế thừa phong cách của lão Lý thôi. Chủ tịch Đường cảm thán một tiếng. Chủ tịch tổ trưởng Cung, tướng quân Kế, tôi sai rồi các anh phê bình tôi đi. Diệp Phàm kiên trì nói. Ai nói đồng chí Tiểu Diệp sai, cậu đập bàn rất tốt. Không thể tưởng tượng được chủ tịch không ngờ nói. Tâm trạng Diệp Phàm có chút chìm xuống, đây chính là khúc dạo đầu. Đây chính là nói trái ý mình. Không được. Không được, tôi thật sự là sai rồi. Diệp Phàm nhanh chóng lắc đầu đứng lên. Ngồi xuống, ngồi xuống. Chủ tịch Đường nhấn tay lên tiếng. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có thể không biết, một cái đập bàn của cậu làm một đồng chí nỏng nảy không ngờ đến chỗ tôi đòi cơm trưa, hiện giờ ngay cả cơm chiều cũng đòi. Đều là lỗi của tôi chủ tịch. Diệp Phàm cung kính nói vẻ mặt hổ thẹn. Làm sai chỗ nào đồng chí Cung Khai Hà đề cử đồng chí Lam Tồn Quân không tồi. Chủ tịch Đường cười nói. Lam Tồn Quân, ý gì, chẳng lẽ hợp đồng mình làm thật sự hiệu quả, cuối cùng đã đến tai chủ tịch. Nhưng không thể tưởng tượng được Lão Cung cũng đề cử cậu ta. Diệp Phàm rất ngạc nhiên miệng cũng bình tĩnh nói. Ôi, lần này đi đồng chí Lam Tồn Quân biểu hiện rất tốt.
chẳng những thành công trong việc giải cứu con tin còn giải quyết tốt chuyện công ty. Hơn nữa chuyện mỏ quặng núi Bối Tây Tồn Quân và Trương Hùng tự giải quyết. Đồng chí Tồn Quân biết tiếng Pháp, rất thân với của A Cổ Lạp. Hai người kết giao bạn bè, có thể có bạn như vậy đối với việc khai thác mỏ quặng của chúng ta rất có lợi. Bởi vì khai thác mỏ quặng đồng khó khăn lớn nhất là ngăn cản của người dân A Cổ Lạp. Ôi, người A Cổ Lạp là một dân tộc cổ, bọn họ thờ phục sự thuần khiết của thánh nữ, cho nên từ chối ô nhiễm. Cung Khai Hà nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có thể không biết một giờ trước Phó Tổng thống Colombia gọi điện thoại đến. Cảm ơn nhân dân Trung Quốc, đặc biệt ông ấy nhắc đến ba người, một trong số đó là cậu. Người thứ hai chính là đồng chí Trương Hùng, ba là Lam Tồn Quân. Nói vì sự xông pha của ba cậu mới mang lại hạnh phúc hòa bình yên ổn cho nhân dân họ. Làm cho tiến trình hòa bình tiến nhanh thêm một bước. Chủ nhiệm Điền vẻ mặt nghiêm túc nói. Ôi, chúng ta chỉ làm cho họ chút việc nhỏ thôi. Không thể tưởng tượng Phó Tổng thống còn gọi điện thoại cảm ơn. Thật ra trước đó Diệp Phàm có ám chỉ với tướng quân Đức Lý. Đương nhiên, ám chỉ cũng chỉ nhắc đến Trương Hùng và Lam Tồn Quân, cũng không nói mình, không thể tưởng tượng được người ta chưa quên mình. Họ nói nhân dân Trung Quốc là bạn tốt, đồng chí Diệp Phàm nhiệm vụ lần này cậu hoàn thành rất tốt. Được rồi chúng ta cùng uống một ly. Chủ tịch Đường nâng ly lên, năm người uống một hơi cạn sạch. Chủ tịch, chúng tôi chỉ làm chút việc nhỏ, vốn cũng là việc của tôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Ha ha, công việc làm tốt cũng được khen ngợi có phải không? Nhưng cái bàn cũng cần tiền mua. Cái bàn thôi nhưng cũng là tài sản quốc gia. Đồng chí Diệp Phàm sau này chú ý, phải bảo vệ tài sản nhà nước. Chủ tịch Đường nói đùa nhưng Diệp Phàm cũng đỏ mặt. Biết đây là chủ tịch nhắc nhở mình, đối với chuyện chụp bàn của Cung Khai Hà phân thành hai, trước tiên khen ngợi sau phê bình, vừa khen vừa phê. Chủ tịch, tôi sẽ nhớ kỹ lời dặn của ngài. Diệp Phàm nghiêm một cái chào theo nghi thức quân đội. Ha ha, ăn cơm, đừng nghiêm túc như thế. Chủ tịch Đường cười. Mọi người cùng cười vui vẻ. Chương 3625, rốt cuộc tôi đi đâu? Tổ trưởng Cung, xin lỗi, tính khí tôi bộc phát rồi. Diệp Phàm vẻ mặt ngượng ngùng bước đến trước cửa xe của Cung Khai Hà. Ha ha ha, bộc phát rồi thì tốt, cứ kìm nén mãi cùng khó chịu có phải vậy không nào? Có điều, đồng chí Diệp Phàm, chắc không trách tôi đã đem chuyện này báo cáo với chủ tịch chứ? Cung Khai Hà mỉm cười. Tôi biết tổ trưởng Cung vì anh em của tôi, xin cảm ơn. Diệp Phàm hướng về phía chiếc xe làm động tác chào. Nào, vào trong xe đi, chúng ta nói chuyện. Cung Khai Hà nói, Diệp Phàm chui vào trong xe. Việc của đồng chí Tồn Quân tôi vẫn chưa thể giúp cậu được đâu. Cung Khai Hà nói. Thế là đủ rồi, tin rằng có sự đề cử của tổ trưởng Cung thì đồng chí Tồn Quân sẽ có tiến bộ. Diệp Phàm nói. Tôi bàn với tổ trưởng Cung một chút, đồng chí Trương Hùng đã triển khai công việc khai thác ở mỏ quặng núi Bối Tây rồi. Có lẽ ý của ông là muốn đồng chí Tồn Quân đến tiếp nhận vị trí của đồng chí Kiều Báo Quốc ở tập đoàn cơ khí TQ trực thuộc khu kinh tế Hoành Không. Tuy nhiên, vị trí đó đã có người chọn rồi. Hơn nữa trên cơ bản cũng đã quyết định rồi. Lại thay đổi thì có vẻ không hợp lý. Kế Vĩnh Viễn nói. Diệp Phàm vừa nghe chợt ngẩn người. Thầm nghĩ, mọi việc ổn rồi, không cần phải lo nữa, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Đương nhiên hắn cũng không ngốc đến mức nhắc đến chức vụ bí thư quận Đức Sơn. Bởi vì sự hiểu nhầm của Cung Khai Hà là giao cho Lam Tồn Quân chức phó bộ mà thôi, tuy quyền lực trên thực tế chức bí thư khu ủy quận Đức Sơn cao hơn chức vụ đó. Nhưng cấp bậc lại là chính sở, không có lợi cho sự quá độ của Lam Tồn Quân. Thế là hắn không hề để lộ ra lời nào, hỏi. Thế ý của cấp trên là thay đổi địa phương, không ngoài dự liệu thì có lẽ là đến nhậm chức ở trụ sở tập đoàn khoáng sản quốc gia ở thành phố Bắc Kinh. Tuy không thể một bước mà ngồi thẳng lên vị trí cấp phó tỉnh được. Nhưng cũng xem như được rồi. Hơn nữa, cấp trên xem xét như thế cũng còn có nguyên nhân khác. Kế Vĩnh Viễn nói. Nguyên nhân khác. Diệp Phàm nhìn tổ trưởng Cung. Tập đoàn khoáng sản quốc gia cũng là doanh nghiệp quốc hữu cấp phó bộ thuộc Ủy ban Quốc tư. Phía dưới còn rất nhiều công ty nhỏ đều kinh doanh khai thác khoáng sản. Ví dụ như mỏ Quảng Đồng, Quảng Thiếc, Quảng Nhôm. Chúng tôi cũng hiểu đồng chí Tồn Quân cũng là một đồng chí có năng lực. Nếu không phải trước kia cậu luôn kiên trì thì chúng ta cũng đã sớm đưa cậu ta vào trong tổ rồi. Cung Khai Hà nói. Ý của tổ trưởng Cung là để đồng chí Tồn Quân đến chủ trì công việc ở tập đoàn khoáng sản quốc gia,
sau đó là sâu chuỗi cùng với nhà máy đồng núi Bối Tây. Cậu ấy và đồng chí Trương Hùng phối hợp với nhau. Thực ra đồng chí Tồn Quân chính là người phối hợp ngầm có phải không nào? Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu ra. Đúng vậy, núi Bối Tây không hề đơn giản. Tuy bây giờ bình yên một chút, chỉ sợ trong quá trình khai thác việc của Hồng Đĩnh chúng ta sẽ gây sự chú ý của nước khác. Bởi vì, địa bàn lớn như thế, khó tránh khỏi sẽ không lộ ra điều gì. Cho nên, phải đẩy mạnh việc quản lý vấn đề này, sự liên quan giữa công ty Lý Thuận. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên mới có thể phòng tránh được sự phỏng đoán của nước khác. Còn tập đoàn khoáng sản quốc gia đã sớm phát triển rồi. Ở nước ngoài có rất nhiều công ty còn kinh doanh khai thác khoáng sản. Tập đoàn khoáng sản và tập đoàn Hoành Không hoàn toàn có thể liên kết với nhau để làm việc này. Còn về ngành khoáng sản, tập đoàn khoáng sản quốc gia có kinh nghiệm khai thác rất lớn ở nước ngoài. Để cho bọn họ đi làm việc thì sẽ không gây sự chú ý của người khác. Có lợi cho việc bảo vệ việc sản xuất Hồng Đĩnh của chúng ta. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng là tổ trưởng Cung suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên, khi nào việc này sẽ thực hiện? Diệp Phàm nói. Việc này không thể kéo dài, việc bổ nhiệm của đồng chí Trương Hùng đã có, việc bổ nhiệm đồng chí Tồn Quân cũng phải tiến hành theo. Nhiệm vụ đặc biệt nên phải làm đặc biệt, không thể qua loa được. Cung Khai Hà nói. Vừa về đến biệt thự Hồng Diệp, Diệp Phàm liền gọi điện thoại cho Lam Bình Phong. Lam Thúc, việc của Tồn Quân bên chú không phải lo nữa. Diệp Phàm nói. Cậu nghe được tin tức gì rồi, có phải đã quyết định rồi không? Có lẽ Lam Bình Phong sửng sốt vội hỏi. Việc này khi tối đến nhà bố vợ ăn cơm nghe nói hình như bên đó đã có quyết định. Có lẽ là đã có người chọn rồi. Chúng ta dù có làm cũng vô dụng. Diệp Phàm nói. Ôi, nếu đã có quyết định rồi thì còn làm gì nữa, thôi vậy. Chờ cơ hội lần sau thôi. Lam Bình Phong tỏ ra rất thất vọng. Ha ha, chú Lam, chú bảo Tồn Quân cứ chuẩn bị cho tốt là được. Diệp Phàm cười nói. Cậu đang biến chú Lam thành kẻ ngốc có phải không nào? Lam Bình Phong hiểu nhầm Diệp Phàm là đang cố ý đùa giỡn ông ta. Không phải, thực sự việc đó chẳng có gì nữa. Diệp Phàm nói. Có điều có thể chuyển sang hướng khác rồi. Đến lúc đó chú Lam cứ nghe được tin tức là được rồi. Sau khi gác điện thoại, Lam Bình Phong nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì. Không lâu sau, Lam Tồn Quân gọi điện đến, hỏi. Anh Diệp, anh nói với bố em là ý gì? Sao thế, không tin anh của chú phải không? Diệp Phàm tỏ ra không vui nói. Em đâu dám, chỉ có điều việc này không làm rõ thì ông ấy không ngủ được lại làm phiền em. Lam Tồn Quân nói. Lôi thôi ít thôi, cứ làm tốt chuẩn bị để thi sát hạch là được. Diệp Phàm hừ nói. Lão đại, có thể nói trước một chút được không, chỉ một chút thôi. Dù sao chúng ta cũng phải có chuẩn bị chứ. Lam Tồn Quân nói. Việc này bí mật, không nên nói trước. Diệp Phàm cố ý trêu gã. Được, được, anh được, anh được. Lam Tồn Quân tức giận gác điện thoại. Sau khi về đến cổng tập đoàn Hoành Không, Diệp Phàm thẫn thờ. Bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của hai đồng chí Phong Hồ Ninh và Dương Chí Thăng cùng với vài đồng chí khác đang đứng ở cổng. Chủ tịch Diệp Phàm, mấy vị lãnh đạo ra đón anh chiến thắng trở về. Khổng Ý Hùng cười ha hả nói, Diệp Phàm mới nghĩ ra lúc trước có đánh cược với Phong Hồ Ninh và Dương Chí Thăng về việc của Cương Ca Kim, chẳng trách hai người này vẻ mặt thẫn thờ không tỏ vẻ gì nhiều. Ha ha, hai đồng chí, vừa mới đi chưa được một tháng mà đã không hoan nghênh chúng tôi rồi sao? Diệp Phàm cười nói. Nói gì thế, chúng tôi đặc biệt qua đây để nghênh đón chủ tịch tỉnh Diệp trở về mà. Dương Chí Thăng bật cười. Phong Hồ Ninh cũng vậy, cười tươi gật đầu. Sau đó quay vào phòng họp tiến hành tổng kết sau việc lần này. Buổi chiều cái Thiệu Trung từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến, thay mặt Ủy ban Nhân dân nhiệt liệt biểu dương đồng chí Diệp Phàm đã xử lý xuất sắc sự kiện bắt cóc con tin. Còn phía tỉnh ủy có bí thư tỉnh ủy Đỗ Kiếm xuống. Thay mặt tỉnh ủy Thiên Vân ca ngợi đoàn công tác Diệp Phàm xử lý thành công sự kiện bắt cóc con tin. Buổi chiều ngày hôm sau, tổ sát hạch của ban tổ chức trung ương xuống. Tiến hành đối thoại dân chủ, từng người tiến hành nói chuyện sát hạch đối với Diệp Phàm và Lam Tồn Quân. Sau một ngày rưỡi tổ sát hạch trở về tỉnh ủy Thiên Vân. Ôi, cháu phải đi rồi. Sáng ngày hôm sau, đích thân Ninh Chí Hòa gọi điện. Cháu là người của cách mạng, chỉ cần tổ chức cần. Cháu chuyển đến nơi nào cũng được. Diệp Phàm cười nói. Cháu biết nơi cậu đến sao? Ninh Chí Hòa hỏi. Không rõ, cháu cũng đang nóng lòng. Đoán thể nào cũng không ra.
Bọn họ đã đến tỉnh ủy Thiên Vân rồi. Chắc là cũng đã nói chuyện với chú Ninh rồi chứ? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên đã nói qua, hơn nữa còn ngồi nói chuyện với các đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy. Đương nhiên, thời khắc quan trọng này, các đồng chí đều báo chuyện vui chứ không báo chuyện buồn. Người lúc lâm chung thường nói lời thiện mà. Ninh Chí Hòa nói. Tuy nhiên, cháu muốn đi cũng được, dù chuyện gì trước hết cũng phải chào hỏi chú chứ. Diệp Phàm suy nghĩ và hiểu ra, mình đi lại liên quan đến vấn đề điều động nhân sự của tập đoàn Hoành Không và khu kinh tế Hoành Không. Nếu chào hỏi trước thì Ninh Chí Hòa cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý trước. Sớm sẽ có sắp xếp, mình đi thì sẽ trống ra hai vị trí, một là chức chủ nhiệm ủy ban quản lý khu kinh tế, một là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không. Hai chức vụ này đều không phải là nhỏ đối với tỉnh. Chú Ninh, có trời đất chứng giám, chính cháu cũng không rõ mà. Nói thật là cháu không muốn đi, khu kinh tế Hoành Không phát triển tốt như thế, đi thì thật là tiếc. Cháu vẫn chưa có cơ hội cắt băng khai trương công ty Yến Nguyệt, các hạng mục ngành xây dựng đang chuẩn bị làm xong, chú nói cháu muốn đi hay sao? Diệp Phàm nói tình hình thực tế. Chú cũng cảm thấy kỳ lạ, cơ hội tốt như thế cháu nhất định không muốn đi. Huống chi bây giờ cháu đổi chỗ khác cũng không thể có tiến bộ lớn lắm. Có lẽ là bình thường, ví dụ nếu có thể chuyển lên. Thường vụ tỉnh ủy thì thường là không thể. Dù sao thời gian cháu đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh mới có mấy tháng. Nếu thay đổi vị trí nhất định không như cá gặp nước ở khu kinh tế Hoành Không. Ninh Chí Hòa cũng tỏ ra nghi ngờ nói. Đối với quyết định của tổ A, Ninh Đại Lão đương nhiên không có tư cách để hiểu được. Đúng vậy, cháu nghĩ, lần này có lẽ là quay trở về sở nhậm chức phó giám đốc sở hoặc là đến một tỉnh thành nào đó nhậm chức chủ tịch. Cấp bậc vẫn thế chỉ là thay đổi vị trí mà thôi. Diệp Phàm nói. Rất có khả năng đó. Tuy khu kinh tế Hoành Không lớn, nhưng so với chức chủ tịch tỉnh thành nào đó thì vẫn có sự khác biệt nhất định. Việc này cũng là một cách rèn luyện đối với con đường của cháu sau này. Tuy nhiên, vừa đến một nơi mới thì việc gì cũng khó đấy. Tỉnh thành là một nơi phức tạp, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân đều nhìn vào mình, còn trụ sở cơ quan của các cơ quan lớn của tỉnh cũng đều nằm ở tỉnh thành. Những cơ quan này đều là nơi quyền lực của cháu không thể vươn tới. Nói thẳng một chút, đó đều là những vương quốc độc lập ở tỉnh thành. Phức tạp hơn rất nhiều so với khu kinh tế Hoành Không. Những nhân vật số một của một số sở cũng sẽ chẳng xem chủ tịch thành phố cậu ra gì. Mà đồng chí nào ở tỉnh mà chẳng có người, nhất cử nhất động đều đến tai tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hai cơ quan lớn này có thể gây áp lực với thành ủy, ủy ban nhân dân. Ninh Chí Hòa nói. Đúng vậy, tuy nhiên, dù con đường có gian nan thì cũng phải vượt qua. Bọn họ đều có thể vượt qua, cháu tin mình cũng có thể. Diệp Phàm nói. Cháu thật là rất có lòng tin đấy. Ninh Chí Hòa cười nói. Chú Ninh, chú vẫn chưa tiết lộ chút gì sao? Diệp Phàm gắng hỏi. Tiết lộ cái gì, chú thực sự không hiểu. Việc này có chút không hợp lẽ thường. Ninh Chí Hòa tỏ ra không giống như là đang đùa. Thế cũng lạ, bọn họ rốt cuộc muốn điều cháu đến chỗ nào chứ? Ai cũng cứ thần thần bí bí. Diệp Phàm rất bực bội. Ai cũng, xem ra người cháu đã hỏi thăm cũng không ít nhỉ, chắc cũng có cả nhạc phụ của cháu. Ninh Chí Hòa hỏi. Việc này thực sự là rất lạ. Chú Ninh, nói thật bố vợ cháu cũng chẳng tiết lộ tí gì cả. Hình như việc điều động nhân sự lần này đến cả ông ấy cũng không hiểu rõ. Hôm trước đến Kiều Gia Đại Viện cũng chẳng nói gì với cháu. Diệp Phàm nói. Việc này cũng đúng là kỳ lạ, trừ phi là về nhiệm vụ của quân đội. Bằng không không thể nào không thông qua ông ấy. Tuy rất nhiều chức vụ quan trọng ông ấy không có quyền quyết định, nhưng về mặt công việc cụ thể vẫn phải thông qua ông ấy, có phải thế không nào? Ví dụ. Lần này ban tổ chức trung ương cử người xuống nhất định là do ông ấy hoặc là đồng chí cấp thứ trưởng sắp xếp. Nếu là liên quan đến cháu, ông ấy không thể không hỏi thăm. Ninh Chí Hòa nói. Chương 3626, điều chỉnh nhân sự kỳ lạ. Có lẽ cấp trên giữ bí mật trước khi ra quyết định có phải không? Diệp Phàm nói. Có lẽ là như thế, nhưng cũng không phải chức vụ bí mật gì. Ví dụ như chức vụ liên quan đến an ninh quốc gia. Ninh Chí Hòa nói. Anh thật sự muốn đi. Mục Nguyệt Nhi đặt đôi tay dài hơi xanh trên mặt bàn gỗ, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nguyệt Nhi, anh là cán bộ nhà nước cần anh phải đi, anh cũng không thể ở khu kinh tế Hoành Không cả đời có phải không? Nhưng mặc kệ đi đến đâu anh cũng sẽ không quên Nguyệt Nhi của anh. Diệp Phàm nói. Đừng nói những lời này để lừa gạt em,
anh đi có lẽ chưa được vài ngày đã có người mới. Đến lúc đó giống như là ném cái rẻ lau vậy, anh còn có thể nhớ được Nguyệt Nhi sao? Mục Nguyệt Nhi quệt mồm. Em nghĩ anh là người như thế sao? Diệp Phàm trừng mắt nhìn Mục Nguyệt Nhi. Không phải mới là lạ, bọn họ đều nói anh là người đào hoa, phụ nữ bên cạnh anh có thể sắp xếp thành trung đội. Ít nhất cũng phải đến 30 người. Mục Nguyệt Nhi nói. Ôi trời, tên nào đâm sau lưng tôi vậy, đây không phải làm cho tôi thân bại danh liệt sao? Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng. Anh tưởng rằng anh trong sáng có phải không? Mục Nguyệt Nhi cười, sau đó nói. Anh, chờ Nguyệt Nhi kinh doanh có lời sẽ đến chỗ anh đầu tư. Anh đi đến đâu Nguyệt Nhi theo đến đó. Nguyệt Nhi cũng chỉ có thể làm được chút việc nhỏ vậy, những việc khác không giúp được. Nguyệt Nhi, anh cũng không biết nói thế nào. Diệp Phàm có chút xúc động nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nhi vào lòng. Anh, đêm nay trăng thật sáng. Mục Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nói ngốc, ánh trăng này cũng là Nguyệt Nhi tỏa ra có phải không? Chỉ để phụ trợ cho vẻ đẹp của Nguyệt Nhi thôi. Diệp Phàm cười nói. Anh nói là ánh trăng không phải là Nguyệt Nhi. Mục Nguyệt Nhi tức giận. Ánh trăng chính là Nguyệt Nhi, trong mắt anh Nguyệt Nhi còn đẹp hơn ánh trăng. Diệp Phàm nói, dưới ánh trăng hai miệng cuối cùng hợp lại với nhau cùng một chỗ. Một con sói giở trò trên người người con gái. Người con gái cong người cười khanh khách không ngừng. Khúc dạo đầu đã rất tốt. Két, Diệp Phàm bế cô vào phòng, áo trên bay đi, tiếp theo là đến phía dưới. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Chết tiệt, đang lúc quan trọng thì điện thoại, tắt máy tắt máy. Diệp Phàm tức giận định tắt điện thoại. Vừa thấy không ngờ là Kiều Viễn Sơn gọi điện thoại đến, hắn thở phì phì đi vào phòng vệ sinh. Con có biết con được điều chuyển đi đâu không? Kiều Viễn Sơn hỏi. Có lẽ là đến một tỉnh hay thành phố nào đó. Diệp Phàm hỏi. Tỉnh. Thành phố, con nghĩ thật khờ. Kiều Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ quay về bộ nhậm chức thứ trưởng? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Thứ trưởng cũng đừng nghĩ. Kiều Viễn Sơn tiếp tục hừ nói. Chẳng lẽ là con bị đi đày? Diệp Phàm hừ nói giọng có chút cảm giác. Ủy viên Đảng ủy Đại học Bắc Kinh, phó hiệu trưởng. Kiều Viễn Sơn nói. Bắc Kinh, không phải là trường học cấp thứ trưởng sao? Phó hiệu trưởng không phải cấp bậc giám đốc sở sao? Diệp Phàm thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Đúng vậy. Kiều Viễn Sơn nói, giọng có chút vui vẻ khi người khác gặp họa. Mẹ kiếp, là anh chỉnh tôi. Chẳng lẽ vì tôi vỗ bàn ai đó hẳn là không phải? Diệp Phàm tức giận quát. Nhà họ Nhậm có lẽ có chút tác động nhỏ. Đã sớm nói với con là đừng đắc tội với quá nhiều người, nhưng con không tin. Còn nữa. Đồng chí Đường Quang Hùng của tỉnh Thiên Vân nghe nói con với y có mâu thuẫn mạnh mẽ, hiện giờ đã báo ứng có phải không? Chuyện này cấp trên giữ bí mật cho nên đến 3:03 mới biết được kết quả. Nhưng là cấp trên trực tiếp quyết định, ba muốn trở mình cũng không được. Kiều Viễn Sơn thở dài. Đồng chí Lam Tồn Quân có phải đến mỏ Quảng Đồng làm tổng giám đốc? Diệp Phàm hỏi. Ôi, cậu ta chính là vị trí này, cấp bậc đãi ngộ tương đương thứ trưởng. Kiều Viễn Sơn nói. Chỉnh thì chỉnh, tôi xem bọn họ có thể chỉnh tôi thành cái gì. Lúc trước tể tướng Lưu Gù trong mấy ngày cũng ra khỏi cổng thành, con còn có vị trí cấp giám đốc sở coi như không tồi rồi. Diệp Phàm cười lạnh nói. Ha ha, cấp bậc nói ra thì vẫn là cấp thứ trưởng. Xét vì chức vụ thì không đến nỗi lùi. Nhưng chức vụ của con ở Đại học Bắc Kinh cũng không là gì. Bởi vì trong Đại học Bắc Kinh còn có những phó hiệu trưởng không phải là ủy viên thường vụ đảng ủy nhà trường. Con lại vào đảng ủy, đương nhiên có tên trong đảng ủy trường, so với mấy phó hiệu trưởng thì mạnh hơn một ít. Kiều Báo Quốc cười nói, có vẻ muốn động viên Tiểu Diệp. Cấp bậc cao đến đâu nhưng chức vụ giống tuyết thì có tác dụng gì? Như là các đồng chí trong hội nghị hiệp thương, nhiều đồng chí cấp bậc cũng không thấp nhưng thực quyền không có. Chỉ là bài trí cho người ta xem, Diệp Phàm tôi còn trẻ, không muốn tuổi trẻ như vậy. Diệp Phàm có chút căm tức. Trong chuyện này khá phức tạp. Tôi suy nghĩ vài ngày mới tâm sự với con. Nhưng dù sao con cũng đã được điều trở lại Bắc Kinh, sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội gặp nhau. Kiều Viễn Sơn nói. Còn nữa, con phải bình tĩnh cho ba. Ngày mai sẽ có người xuống tuyên bố quyết định, sau khi tuyên bố xong con phải cười với mọi người. Phải bình tĩnh không được cáu kỉnh. Người đời, lên xuống cũng là chuyện bình thường. Ở khu kinh tế Hoành Không con cũng đã rất thoải mái, làm việc rất thuận lợi. Ngủ đông một thời gian ngắn cũng không phải chuyện gì xấu. Con còn trẻ tuổi còn có cơ hội đông sơn tái khởi.
Hơn nữa chuyện lần này dù có người nhúng tay, nhưng cuối cùng ba vẫn cảm giác thấy lạ. Chỉ là một vị trí phó hiệu trưởng sao lại thần bí như vậy? Không riêng ba không hiểu được, chú Ninh cũng càng không hiểu được. Cho nên chuyện là có lẽ cũng sẽ không giống bình thường. Chỉ sợ có người sợ con biết trước thì nhà họ Kiều sẽ ra tay. Ngoài ra con sẽ gây sức ép, đến lúc đó tìm đích danh cũng ngại. Diệp Phàm nói, có lẽ là vậy, nhưng dù như thế nào cũng phải vững như núi là được. Kiều Viễn Sơn cúp điện thoại. Việc này khá lạ, Viễn Sơn, đây đối với Diệp Phàm mà nói là một đả kích lớn. Rõ ràng là bị giáng chức, nếu như nói Diệp Phàm phạm sai lầm gì ép đó xử lý như vậy cũng không sao. Nhưng Diệp Phàm có thành tích chói lọi ở khu kinh tế Hoành không? Cấp trên sắp xếp như vậy cũng không ổn. Kiều Hoành Sơn hơi giận. Theo bình thường mà nói thì là khá không ổn. Việc khác thường tất có yêu. Yêu này ở đâu? Chuyện lần này rất lạ. Em nghĩ cũng không ra. Hoành Sơn, anh nói xem. Kiều Viễn Sơn hỏi. Sắp xếp như vậy có mấy khả năng? Thứ nhất là trả thù Diệp Phàm. Nhưng động tác lớn như vậy không thể chú không biết. Trước đó cũng không có động tĩnh quá lớn. Tuy nói nhà họ Nhâm có làm động tác nhỏ nhưng hình như cũng không gây ra sóng gió quá lớn. Nếu như nói nhà họ Nhậm trực tiếp mời đại lão can thiệp nhưng sao trước đó chúng ta không biết chuyện gì? Kiều Hoành Sơn nói. Em nghĩ, nếu như là người rất có phân lượng ra tay thì giữ bí mật là giấu giếm chúng ta. Hiện giờ ván đã đóng thuyền chúng ta muốn trở mình cũng không được. Hơn nữa cấp trên hình như có ám chỉ việc này đã sắp xếp như vậy. Không thể sắp xếp lại. Có lẽ đây là ám chỉ với những người có quan hệ với Diệp Phàm. Em còn có thể có hành động gì? Kiều Viễn Sơn nói. Phía sau nhà họ Nhậm mạnh mẽ như vậy sao? Hơn nữa chỉ vì Diệp Phàm bọn họ không cần phải làm như vậy. Tôi nghi ngờ có phải là đồng chí Đường Quang Hùng của tỉnh Thiên Vân kia không? Nghe nói đồng chí đó rất có ý kiến với Diệp Phàm. Hơn nữa, vị đồng chí này hình như còn có quan hệ với đồng chí đứng đầu kia. Nếu như cậu ta làm cũng có thể. Kiều Hoành Sơn vẻ mặt âm trầm. Việc này không có tin chính xác, chúng ta cũng không thể đoán lung tung. Đồng chí Quang Hùng cũng không phải thật sự thân thích. Tuyệt đối không thể chi phối vào đồng chí đứng đầu. Tôi nghĩ việc này chắc chắn không phải ý của đồng chí cấp trên đó. Huống chi, trong làm việc có mâu thuẫn cũng là bí thư. Mâu thuẫn giữa Diệp Phàm cùng đồng chí Quang Hùng còn chưa đến mức không thể điều hòa. Kiều Viễn Sơn nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Ánh mắt của lãnh đạo cấp trên chúng ta không thể theo kịp. Hơn nữa, chỉ một phó chủ tịch nhỏ như Diệp Phàm sao có thể lọt vào mắt ông ấy. Việc này chắc chắn có nguyên nhân khác. Kiều Hoành Sơn gật đầu. Anh, thế nào rồi? Mộc Nguyệt Nhi thấy Diệp Phàm đi ra mặt trầm xuống biết là điện thoại kia nói kết quả rồi. Nguyệt Nhi, ha ha, sau này có tiền thì quyên tặng cho Đại học Bắc Kinh đi. Diệp Phàm cười đi ra. Gặp chuyện này dù đồng chí có tấm lòng rộng lượng như thế nào cũng không thể vững như núi Thái Sơn. Ha ha, lời này là ý gì? Chẳng lẽ anh muốn đến Đại học Bắc Kinh làm hiệu trưởng? Vậy thì tốt lắm, hiệu trưởng Bắc Kinh là người nổi tiếng, Nguyệt Nhi sẽ quyên tặng một tòa nhà, anh gọi là được. Mộc Nguyệt Nhi cười cười. Hiệu trưởng gì, một phó hiệu trưởng thôi. Diệp Phàm tức giận nói. Nguyệt Nhi, anh đi luyện một chút. Phó hiệu trưởng. Bọn họ sao có thể làm như vậy? Đây không phải là... Mộc Nguyệt Nhi tức giận thực sự, nhảy dựng lên nói. Anh, em cũng đi luyện với anh. Bỏ đi Nguyệt Nhi, anh muốn yên tĩnh luyện công một mình. Yên tâm, anh không sao. Sóng gió nào mà chưa trải qua. Trước kia ở huyện Ngư Dương còn bị đi đày trông coi đập nước. So ra thì cũng không có gì. Yên tâm, anh không việc gì, anh đi đây. Diệp Phàm nói xong đi nhanh. Anh bảo trọng. Phía sau vang lên tiếng Nguyệt Nhi thân thiết nói. Cô đứng rất lâu ở hành lang nhìn theo bóng Diệp Phàm. 3 giờ chiều hôm sau, tổ cán bộ do Phó Cục trưởng Thường trực Lâm Canh Dương dẫn đầu đến khu kinh tế Hoành không tuyên bố quyết định bổ nhiệm Diệp Phàm, làm Tổn Quân và Bao Nghị. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới tuyên bố xong Khương Quân đầu tiên nhìn không được đứng lên lớn tiếng. Đúng vậy, tại sao có thể như vậy? Ngũ Vân Lượng cũng đứng lên phụ họa. Ngồi xuống. Diệp Phàm ngồi vị trí chủ tọa nghiêm túc nhìn hai người. Chương 3627, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Đây là quyết định của tổ chức, hai đồng chí có ý kiến gì có thể nói. Phó Cục trưởng Lâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người. Đường Đường là Phó Chủ tịch tỉnh Thiên Vân, quản lý khu kinh tế Hoành không. Khương Quân vừa nói đến đây bị Diệp Phàm ngắt lời vẻ mặt nghiêm khắc.
đồng chí Khương Quân, không nghe lời có phải không, ngồi xuống cho tôi. Khương Quân vừa nghe thực sự phẫn nộ nhìn sau đó cùng với Ngũ Vân Lượng không cam lòng ngồi xuống. Chúc mừng Chủ tịch Diệp, Đại học Bắc Kinh rất nổi tiếng. Sau đó theo thường lệ các đồng chí đến chúc mừng, Dương Chỉ Thăng mặt đầy tươi cười. Phong Hồ Ninh vừa nghe thật ra nhíu mày, hắn đi rồi anh lại còn truy cùng như vậy. Ha ha, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của tôi chính là đến Đại học Bắc Kinh. Không thể tưởng tượng được chức phó hiệu trưởng lại rơi xuống đầu tôi. Dù thế nào cuối cùng cũng thực hiện được nửa tâm nguyện của tôi. Diệp Phàm vui vẻ cười nói. Gõ đầu trẻ thôi. Dương Chí Thăng châm chọc. Gõ đầu trẻ có cái gì không tốt. Đại học Bắc Kinh là con cưng của nhà nước. Rất nhiều lãnh đạo của nước ta đều tốt nghiệp đại học ở đây. Lúc này không thể tưởng tượng được Phó Cục trưởng Lâm lên tiếng, có vẻ như nói đùa nhưng thực ra là gõ Dương Chí Thăng. Ha ha, Cục trưởng Lâm nói rất đúng, gõ đầu trẻ cũng tốt. Dương Chí Thăng xấu hổ cười trừ, chỉ là chức Phó Cục trưởng ở bộ đến nhưng cũng không phải là người mà Dương Chí Thăng anh có thể làm được. Lãnh đạo cấp Phó tỉnh bộ cũng có lực uy hiếp rất lớn. Diệp Phàm biết Lâm Canh Dương là người của nhà họ Kiêu cho nên đương nhiên giúp đỡ mình. Nhưng, buổi tối trên bàn cơm chiêu đãi chào tạm biệt Diệp Phàm không ngờ Phong Hồ Ninh đã chủ động đến chạm cốc với Diệp Phàm. Cuối cùng dưới sự bao vây của mấy chục người, Diệp Phàm hy sinh trên bàn rượu. Là bí thư Đỗ Vệ Quốc Bao Nghị và Lam Tồn Quân đỡ về phòng. Rượu ngon, uống muốn ly nữa. Diệp Phàm buổi tối nay cũng không dùng nội khí để giải rượu. Cho nên say thật hắn đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội này mua say. Mấy người Bao Nghị cũng chưa ngủ, vẫn uống trà ở phòng khách. Ôi, tôi thật sự không hiểu cấp trên nghĩ gì, quyết định đó cũng có thể ban hành, làm bừa bãi thôi. Bao Nghị giận dữ nói. Việc này rất lạ, cậu xem, cậu và cậu Lam đều thăng chức. Thành tích ở khu kinh tế rất tốt nhưng lãnh đạo lại bị giáng chức. Tuy nói cấp bậc không thấp hơn nhưng phó hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh, ôi thật sự không dám khen. Một chức trang trí thôi, còn không bằng một phó chủ tịch thường trực thành phố. Ngũ Vân Lượng nói. 10 giờ tối Diệp Phàm đầy mùi rượu đi xuống tầng. Các vị còn chưa về sao, ngại quá, để mọi người mất ngủ. Diệp Phàm cười cười. Mới 10 giờ quá sớm. Bao Nghị nói. Anh Diệp, bọn họ làm như vậy không công bằng với anh, chúng ta khiếu nại nhé. Lam Tồn Quân nói. Khiếu nại với ai? Người ta nói một câu phục tùng sắp xếp của tổ chức là được rồi. Chẳng lẽ còn có thể làm gì? Được rồi, đến Đại học Bắc Kinh cũng không sao, Đại học Bắc Kinh rất danh giá. Là ba đại học hàng đầu của nước ta. Nghe nói phong cảnh khuôn viên trường rất tốt, vừa lúc gần đây muốn tĩnh tâm để học tập, nghiên cứu văn bằng. Hiện giờ văn bằng đại học không đủ, sẽ tụt hậu, người đời, đều muốn bước về phía trước. Diệp Phàm lạnh nhạt cười nói. Ôi! Anh Diệp, việc này chúng tôi nhìn đều sốt ruột. Bao Nghị nói. Vội cái gì, ba anh em chúng ta đều về Bắc Kinh, ha ha đây là tiến bộ thôi, làm việc ở Bắc Kinh, đây là vinh dự. Diệp Phàm cười nói, hắn nhìn thư ký Đỗ đang im lặng pha trà. Vệ Quốc có tính toán gì? Biết đây là lãnh đạo muốn sắp xếp cho mình trước khi đi, Đỗ Vệ Quốc nghĩ nói. Phó hiệu trưởng hẳn phải có thư ký chuyên trách, tôi muốn đi theo ông chủ. Tôi cũng muốn tiến bộ, văn bằng đại học thật sự là thiếu. Ha ha, không cần, cậu theo tôi đã 2 năm. Cũng nên đến một địa phương rèn luyện, cậu nói xem cậu muốn làm gì. Tập đoàn Hoành không không cần ở, đến một ngành nào đó đi thôi. Diệp Phàm cười nói, nhấp một ngụm trà. Nếu không đến thành phố Hạng Nam công tác ở một cục nào đó. Vệ Quốc bây giờ đang tương đương với phó, ở cục cảnh sát có một người vừa điều chuyển. Lam Tồn Quân nói. Tôi nghe theo ông chủ. Đỗ Vệ Quốc nói. Quay về Điền Nam là ý của cha cậu, cũng không sai. Nhưng ở tỉnh Điền Nam tôi không có nhiều người quen, sau này không dễ quan tâm đến cậu. Nếu đến các cục làm người đứng đầu thì không tốt cho việc rèn luyện của cậu. Nếu không đến khu tự trị Tàng Bắc đảm nhiệm bí thư một huyện đi. Lập tức có thể có chức tương đương bí thư huyện ủy. Điều kiện thực sự gian khổ, Vệ Quốc còn trẻ tuổi rèn luyện cũng tốt. Hơn nữa. Chỗ đó vắng vẻ nên thành tích cũng dễ. Đến lúc đó tôi nghĩ cách cho cậu thu hút đầu tư, lập tức có thể có thành tích. Làm 2 đến 3 năm lấy được vị trí thường vụ thành ủy. Hoặc để khu tự trị cổ Mông cũng được, ngày ngày đi trên thảo nguyên, phong cảnh không tồi, cậu thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi. Đến cổ Mông đi, tôi thích đến thảo nguyên. Hơn nữa,
mẹ và gia đình cũng có thể đi theo. Đỗ Vệ Quốc gật đầu nói. Cậu chuyển chỗ cũng tốt, chỗ đó gần thủ đô, có phải là muốn đến gần Diệp Phàm không? Lam Tồn Quân cười nói. Có thể gặp ông chủ tôi rất vui, quan trọng là có thể đến hỏi kinh nghiệm ông chủ. Tôi kinh nghiệm không đủ, chỉ sợ làm ông chủ mất mặt. Đỗ Vệ Quyết tâm trạng cũng rất tốt, bởi vì Diệp Phàm cho cậu ta cơ hội tốt nhất. Vậy quyết định như vậy đi, thật ra Bí Thư Ninh có gọi điện thoại cho tôi, hỏi có yêu cầu gì cứ việc nói, có thể lo liệu được. Tôi đã nói chuyện Đỗ Vệ Quốc muốn chọn đến khu tự trị cổ Mông, không thể tưởng tượng được chúng ta cùng suy nghĩ. Bí Thư Ninh đã đồng ý điều chỉnh một chút, thật ra vừa đúng lúc tỉnh có tổ chức một đợt cho các đồng chí đi ngoài tỉnh rèn luyện một chút. Vệ Quốc đến khu tự trị cổ Mông làm việc cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, Thiên Vân là nhà mẹ đẻ của Vệ Quốc, có việc gì có thể nhờ trợ giúp. Đến lúc đó hết nhiệm kỳ sẽ đổi chỗ ngồi. Diệp Phàm nói. Cảm ơn ông chủ. Đỗ Vệ Quốc giọng có chút nghẹn ngào. Xem cậu xem, đã sắp 30 rồi còn khóc như trẻ con. Diệp Phàm cười nói. Ông chủ, tôi không nhịn nổi. Bọn họ vì sao lại đối với anh như vậy, đây không phải là ý trời. Đỗ Vệ Quốc cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng. Ha ha, đây là tổ chức sắp xếp, không cần nói ra. Cậu phải tin tưởng ông chủ của cậu, chẳng lẽ một quyền đã bị đánh ngã. Nếu không chúng ta đấu một trận xem ai thắng. Diệp Phàm trêu. Tôi nào dám đấu với ông chủ, đó không phải là đi tìm đánh sao. Đỗ Vệ Quốc lau mắt nói. Vậy là được rồi, lau khô mắt đi. Giờ cậu là bí thư huyện, thời cổ đại còn là vua một vùng. Bí thư chính là bí thư, phải thể hiện đại khí của cậu. Diệp Phàm cầm giấy lau đưa qua. Vui thật, thật sự là vui vẻ. Lúc này ở tỉnh thành Dương Chấn Đông cười lớn. Nhỏ giọng chút. Nhâm Thời Mãn hừ một tiếng. Thật xin lỗi, thất thố. Dương Chấn Đông ngượng ngùng nhìn mấy người khác. Xuống dốc như vậy đây là báo ứng của hắn. Ăn ở không được quá kiêu ngạo, đây là kết quả của sự kiêu ngạo. Một người trung niên cảm thán nói. Bắt đầu kiểm tra đánh giá chúng ta còn tưởng hắn thăng chức. Tuy nói cấp bậc lập tức không thể thay đổi nhưng chức vị chắc chắn lên chỗ cao hơn. Không thể tưởng tượng được lại dụng, chủ tịch Nhậm cũng là người có năng lực. Một người trung niên gầy khác nói. Việc này không cần nói loạn, có chút việc tôi không thể nói ra ngoài. Nhậm Thời Mãn mặt không chút thay đổi. Ông cứ giả vờ đi, không biết trong lòng ông vui sướng đến cỡ nào. Dương Chấn Đông thảm khách sáo lão Nhậm một câu. Một ngày sau, Diệp Phàm bàn giao công tác cho Dương Quân Sơn. Sáng sớm ngày hôm sau Bao Nghị lái xe đứng ở cửa Diệp Phàm lặng lẽ lên xe. 8 giờ mấy nghìn công nhân của tập đoàn Hoành Không đều vui vẻ tiễn đưa Diệp Phàm. Chờ đến 7-8 giờ cuối cùng Khổng Ý Hùng báo chủ tịch Diệp đã lặng lẽ đi rồi. Các công nhân liền lao về phía đường quốc lộ nhưng xe đã đi qua rồi. Chủ tịch Diệp, anh đi mạnh giỏi. Chủ tịch Diệp, anh mãi mãi là niềm tự hào của Hoành Không. Chủ tịch Diệp, tiếng hô vang khắp thị trấn. Buổi chiều Diệp Phàm đến văn phòng Ninh Chí Hòa nhìn 4 chữ cứng cáp Ninh Tĩnh Chí Viễn phía sau bàn làm việc. Hành trình của người quân tử lấy chữ tĩnh để tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn. Học phu bắt buộc phải tĩnh, có học mới thành tài được. Diệp Phàm nói. Ha ha, ta cho rằng vạn vấn sống ở tĩnh và quy về tĩnh. Dù là luyện tâm luyện khí, nho học tu tâm dưỡng tĩnh thì đều bắt đầu từ việc luyện tĩnh. Tâm không tĩnh thì không thể an được, rồi thì chẳng việc gì nên hồn cả. Hôm qua biểu hiện quả cháu rất bình tĩnh, rất có tư thế thản nhiên. Xem ra mười mấy năm rèn luyện trong quan trường không vô ích. Hơn nữa, quốc thuật cũng cần phải có chữ tĩnh. Mọi người vẫn thường ngồi yên tĩnh, đó không phải là tĩnh tọa sao. Ngồi đi, hôm nay chúng ta không nói chuyện công việc nữa, chỉ nói chuyện phiếm thôi. Ninh Chí Hòa cười nói. Chương 3628, lại có nhiệm vụ. Hai người đến một quán nước vỉa hè ngồi xuống. Ha ha, mấy năm nay cháu cũng đầu tư cổ phiếu, cũng thật sự mệt mỏi. Cũng tốt, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn cũng tốt, hiện giờ ngay cả võ công cũng đã giảm xuống, không có thời gian để luyện quyền cước. Diệp Phàm cười nói, vậy là được rồi, không nghỉ ngơi tốt, phải nghỉ ngơi dưỡng sức một khi có cơ hội cháu sẽ bay lên như rồng. Cháu mới 30 tuổi, đường sau này còn rất dài, hơn nữa tất cả mọi người không thể để cháu đi xuống như vậy. Nhưng chuyện lần này ta cảm thấy cũng khá kỳ lạ, ta nghĩ không biết trực giác của mình có sao không. Ta cảm thấy cấp trên sắp xếp như vậy không biết có phải là có ý gì khác không?
Bởi vì sắp xếp lần này không theo lẽ thường. Hơn nữa, Bắc Kinh cũng không có gì nhất định phải nhằm vào cháu có phải không? Chuyện của cháu ta đã gọi điện thoại hỏi anh rể. Anh ấy cũng cười cười nói là không thể nói. Anh nghe giọng này có lẽ việc này đối với cháu mà nói còn là chuyện tốt. Ninh Chí Hòa cười nói. Chú nói giống bố vợ cháu, bọn họ đều không tin cháu sẽ sắp xếp như vậy. Bọn họ cho rằng có lẽ có biến cố. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ tốt đẹp của mọi người thôi. Việc này đã quyết định như vậy, biến cố cháu cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, làm sao có thể có biến cố khác? Cũng không thể lại cho cháu một vị trí cấp thứ trưởng. Việc này hình như có chút xung đột với vị trí phó hiệu trưởng. Cho nên, cháu cũng chỉ có thể chuẩn bị tốt tư tưởng. Trước tiên an tâm tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Diệp Phàm nói. Ha ha. Ninh Chí Hòa cười. Sau đó Diệp Phàm lại đến văn phòng chủ tịch Khúc Chí Quốc, cuối cùng là chào tạm biệt cái Thiệu Trung. Đồng chí Đường Quang Hùng vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Diệp Phàm ở vị trí mới phải làm tốt công tác. Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Phàm bay đến Bắc Kinh. Vì có mấy ngày nghỉ nên Diệp Phàm quyết định nghỉ ngơi vài ngày sau đó đến báo cáo. Có lẽ lãnh đạo Đại học Bắc Kinh cũng hiểu tâm trạng của Diệp Phàm nên dễ dàng đồng ý. Vốn định đi Thái Lan luôn, đáng tiếc chính là tất cả mọi người đều bị thương, ít nhất phải chờ sau khi hồi phục mới có thể xuất phát. Lần này sang đó là liều mạng, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Nhưng Thiên Đao xem ra không có cách nào khôi phục lại như ban đầu. Đây là chuyện Diệp Phàm buồn nhất. Vết thương thì tốt rồi nhưng có lẽ tôi sẽ giảm xuống tiên thiên. Thiên Đao thở dài rất là buồn bực, Thu Chỉ đứng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt tay ông ta an ủi. Có tôi ở đây, hàng thì hàng, sau này sẽ có cơ hội khôi phục lại, đừng nóng vội. Thu Chỉ an ủi. Hàng cũng không phải chuyện ghê tởm nhất, Thiên Đao tôi là đàn ông, hành động này tuy nói có nguy hiểm nhưng Thiên Đao tôi thích cuộc sống mạo hiểm như vậy. Thu Chỉ, cô theo tôi sẽ khổ. Thiên Đao nói. Không sợ, đàn ông có sự nghiệp của đàn ông, anh xem có phải là Diệp Phàm cũng rất ít về nhà, chỉ cần khi anh mệt mỏi có thể về nhà là được. Thu Chỉ nói. Hồng ta, ông nói xem, huyễn ma hắc cẩu mang theo một chút hồn khí lão ưng được hồn hóa khí thân dung hợp cùng một chỗ sao lại bất động vậy? Tôi có thể cảm giác được, lão ưng được dung hợp từ hồn khí của tôi chắc chắn lợi hại hơn so với con rơi trước kia. Bởi vì, điểm khởi đầu rất cao, chẳng qua không làm được gì. Ôi mẹ nó tà môn, anh bất động lôi tôi vào làm gì? Diệp Phàm giận dữ, Thiên Đao cùng Hồng Tà và Lệ Vô Nhai ngồi trong rừng cây uống trà. Nếu quả thật là diều hâu hóa thân thì chắc chắn so với con rơi lợi hại hơn nhiều. Trước cái con rơi nghe nói là sư phụ của cậu điểm trên cổ tay. Sau đã thay đổi, hiện giờ diều hâu là bản thân cậu dung hợp hắc cẩu và huyễn ma cùng với hồn khí còn sót lại của Thiên Tuế. Ba người này chắc chắn lợi hại hơn sư phụ của cậu nhiều lắm. Đặc biệt con chó kia rất lợi hại, huyễn ma không phải là cao thủ thoát thần cảnh sao, tuy nói trong sơn động nó không phải là con chó chúa nhưng mấy người chúng ta kết hợp cũng không đánh lại nó. Đương nhiên lúc đó nó cũng là hồn khí tồn tại trên người Lạp Thiết Cát. Thiên Đao nói, Diệp Phàm thầm thấy xấu hổ. Thầm nói tôi làm sao có thể dung hợp hồn khí còn sót lại của ba cao thủ, chẳng qua lúc đó bốn chữ thước tác sư gây ra kết quả như vậy. Không có bốn chữ này tương trợ sao có thể làm ra lão ưng. Tôi cho rằng hiện giờ cậu không sử dụng được nó không chừng tìm được cách sử dụng. Chỉ cần có cách hợp lý là có thể sử dụng. Giống như một cao thủ không biết lái xe thì dù thân thủ cao đến đâu cũng không thể lái có phải không? Lệ Vô Nhai hỏi. Tôi cũng cảm giá như vậy, còn có một nguyên nhân chính là lão ưng trình độ rất cao, năng lực của tôi căn bản không thể điều khiển nó. Có lẽ chờ tôi đạt đến trình độ niệm khí hoặc thoát thần cảnh mới có thể điều khiển nó. Nhưng, cũng có thể nhìn không thể nóng vội. Diệp Phàm nói. Đừng nóng vội, từ từ tìm hiểu. Hồng Tà cười. Cả buổi chiều bốn người ngồi trong rừng uống trà nói chuyện phiếm, thật đúng là thoải mái. Nhưng điện thoại vang lên, vừa thấy không ngờ là Cung Khai Hà gọi đến. Ha ha, có phải cảm thấy tủi thân không? Giọng lão Cung không ngờ là vui vẻ khi người khác gặp họa. Đắc ý có phải không? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Có chút, nghe nói cậu nghỉ vài ngày. Cung Khai Hà hỏi. Ôi, dù sao khó có thời gian rảnh rỗi hiện giờ phải nghỉ ngơi thoải mái một chút. Luyện quyền cước cũng tốt không thì cũng đáng tiếc. Mấy ngày này ông đừng gọi tôi đi làm nhiệm vụ, tâm trạng tôi không tốt đi làm nhiệm vụ sẽ gặp chuyện xấu thôi. Diệp Phàm nói. Hỏng rồi, đến mức này sao, xem ra năng lực thừa nhận của cậu vẫn hữu hạn.
Cung Khai Hà châm chọc nói. Ha ha, giờ ông bảo tôi đi làm bảo vệ cũng là vui tươi hớn hở. Ông nghĩ như vậy là không xong, chẳng qua không muốn đi làm nhiệm vụ thôi. Diệp Phàm ngược lại cười nói. Nói linh tinh ít thôi, lập tức đến tổng bộ báo tin. Cung Khai Hà nháy mắt như là đang phê bình thật sự. Lão Cung, tôi nói rồi cho tôi nghỉ ngơi vài ngày. Đừng đến làm phiền tôi. Diệp Phàm có chút giận. Đừng nói nhảm, lập tức tới ngay, đây là mệnh lệnh. Cung Khai Hà giọng nghiêm túc. Hả, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn? Được, giờ các ông nghĩ đến tôi, sao lúc trước không nghĩ đến tôi? Còn đưa ra một cái chức hiệu trưởng. Diệp Phàm, tôi cảm ơn đảng, cảm ơn tổ chức trọng dụng tôi, nhưng hôm nay anh nói gì tôi cũng không tới, tôi không rảnh. Diệp Phàm châm chọc nói. Đừng nói nhảm, toàn thể ủy viên của tổ đều đang ngồi đây chờ cậu. Cung Khai Hà không ngờ cúp điện thoại. Mẹ kiếp, khi có nhiệm vụ sẽ có chuyện này, thật sự là xui. Diệp Phàm nói vài câu bực tức nhưng vẫn lái xe đến tổng bộ. Đi đến thấy hôm nay hơi lạ, hình như hôm nay đề phòng nghiêm ngặt hơn so với bình thường. Anh Diệp, ha ha ha. Không ngờ tiếng Đường Thành vang lên, vừa ngẩng đầu phát hiện tên kia đang đứng lẻ lưỡi ở góc hành lang. Tại sao cậu lại ở đây, không phải là đi làm huấn luyện viên sao? Chẳng lẽ bỏ rồi? Diệp Phàm cười nói. Ai nói, đội hò hét phá phách đã bị tôi trừng phạt rồi. Người nào dám dương oai trước mặt tôi đánh cho răng rơi đầy đất. Đường Thành vẻ mặt đắc ý bước tới. Hả, nhìn không ra, vài ngày không gặp mà cậu đã giỏi như vậy sao? Diệp Phàm nói. Không dám, trước mặt bọn họ khoác lác một chút, trước mặt anh Diệp tôi không phải là con tốt. Đường Thành cười hì hì đến trước mặt Diệp Phàm. Quái, hôm nay miệng cậu giống như là mật vậy, sao lại ngọt thế? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Chúc mừng anh Diệp. Đường Thành không ngờ trang trọng nói. Ngay cả cậu cũng giễu cợt tôi có phải không? Hiện giờ tốt lắm, khắp thiên hạ mọi người đang chê cười tôi. Diệp Phàm nghiêm mặt giận. Thầm nói hay là lão già Đường Quang Hùng làm chuyện tốt, ngay cả Đường Thành cậu cũng không biết. Đừng giận anh Diệp, thật sự là chuyện tốt mà, rồi anh sẽ biết, em chúc mừng anh trước một chút. Đường Thành ôm quyền nói. Hả, trước tiên nói xem chuyện gì tốt. Diệp Phàm vừa đi vừa hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, việc này phải giữ bí mật. Nếu không tôi không chịu nổi trách nhiệm này. Đường Thành nói, thấy cậu ta nói nghiêm túc như thế Diệp Phàm cũng không hỏi lại, hai người không nói gì không lâu đến phòng họp. Đẩy cửa đảo qua, phát hiện bộ máy mà Cung Khai Hà nói đều không có ai, trống trơi ngoài một thiếu tá đang dọn chén trà. Đồng chí, anh tìm ai? Thấy Diệp Phàm đứng ở cửa, nữ thiếu tá ngẩng đầu hỏi, bộ dạng cũng không tệ lắm, xinh đẹp. Thiếu tá Lâm thấy thủ trưởng còn không chào. Đường Thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủ, chào thủ trưởng. Thiếu tá Lâm vừa nghe từ từ nghiêm rồi chào theo nghi thức quân đội. Nhưng, ánh mắt đã bán đứng cô, rõ ràng cô không có tình cảm tốt với Diệp Phàm. Có lẽ là Diệp Phàm còn quá trẻ tuổi, sao có thể là thủ trưởng gì? Ôi, đã lâu không trở về họp ghế này cũng không được tốt. Diệp Phàm gật đầu ngồi vào vị trí của mình nhìn thiếu tá Lâm hừ nói. Pha một cốc trà mang đến phải là cực phẩm trà Long Tĩnh Tây Hồ. Việc này tất nhiên là Diệp Phàm cố ý làm khó cho thiếu tá Lâm. Bình thường trong phòng làm việc sao có thể có cực phẩm trà Long Tĩnh Tây Hồ. Chẳng qua là trà Long Tĩnh Tây Hồ tốt hơn ở chợ một ít thôi. Có lẽ văn phòng Cung Khai Hà có thể lấy được một ít cực phẩm. Trà Long Tĩnh Tây Hồ, còn là cực phẩm. Anh cho là cực phẩm là hàng rau cải trắng có thể nhặt được có phải không? Anh muốn uống thì chờ đến khi anh đạt đến vị trí kia. Thiếu tá Lâm không vui. Thấy Diệp Phàm kiêu ngạo như thế cũng không nể nang. Đường Thành nhìn Diệp Phàm một cái, không ngờ không lên tiếng, ngược lại là vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa lè lưỡi giả làm ngáo ộp. Chương 3629, thăng hàm trung tướng. Chẳng lẽ các đồng chí không có gà để mời sao? Diệp Phàm vừa thấy suy nghĩ Lâm Thiến này có lẽ là người có lai lịch, nếu không sao dám kiêu ngạo như thế. Đương nhiên hắn không biết cô cũng là bình thường, hơn nữa hôm nay Diệp Phàm đến đây quân trang cũng chưa thay, vẫn là thường phục. Làm càn. Diệp Phàm cố ý vỗ bàn một cái hừ nói. Đường Thành, đuổi cô ta đi cho tôi, có người không tôn trọng lãnh đạo như vậy sao? Anh có quyền gì đuổi tôi đi, tôi làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên. Phòng họp và các văn phòng đều do tôi phụ trách. Lâm Thiến sửng sốt thật sự giận. Hả, lệnh của cấp trên, tôi chưa từng nghe nói qua, rốt cuộc là mệnh lệnh của cấp trên nào?
Diệp Phàm hôm nay muốn chỉnh cô gái này một chút. Anh đi ra ngoài cho tôi, đây không phải chỗ anh có thể đến. Lâm Thiến hừ nói, bởi vì phòng họp này chính là văn phòng chuyên dụng của lãnh đạo tổ đặc nhiệm A. Trong mắt Lâm Thiến cho rằng có thể ngồi ở đây tất cả đều là tướng quân, hơn nữa là một trong những ủy viên tổ A. Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy nói như thế nào cũng không thể có tư cách ngồi ở đây. Có lẽ đây là một đội viên mới vào không hiểu quy củ chạy lung tung đến đây. Đường Thành nếu không nể mặt cậu tôi đã đuổi anh ta đi rồi. Cậu nhanh chóng dẫn anh ta đi, đừng ở đây thêm phiền lãnh đạo sẽ tới ngay đây đấy. Hừ, hôm nay tôi thích ngồi ở đây rồi, tôi thích ghế dựa này, thật thoải mái. Diệp Phàm đùa, còn xoay ghế một vòng. Đi ra ngoài, nếu không đi ra ngoài tôi sẽ gọi người đến bắt anh ra ngoài. Lâm Thiến giọng lớn lên. Tiểu Thiến, cháu bảo ai đi ra ngoài. Lúc này giọng tướng quân Lâm Đống Quốc vang lên. Chính là hắn, rất không hiểu quy củ, cùng Đường Thành vào đây cháu nghĩ nếu hắn muốn đi thăm một chút cũng để cho hắn vào. Không thể tưởng tượng được vừa vào liền đùa giỡn rồi không chịu đi, lại nói là muốn đuổi cháu đi. Bác nói xem có đáng giận không? Lâm Thiến thở phì phì chỉ vào Diệp Phàm nói, Diệp Phàm vừa nghe hóa ra là Lâm Đống Quốc, đứng bên cạnh là Thôi Kim Đồng và Kế Viễn. Làm càn. Có người chỉ vào lãnh đạo như vậy sao? Nhanh xin lỗi tướng quân Diệp Phàm. Lâm Đống Quốc nghiêm mặt nhắc nhở. Diệp tướng quân. Lâm Thiến há miệng thật to, nhất thời sửng sốt. Còn không cúi chào. Lâm Đống Quốc giọng nặng lên. Thật xin lỗi Diệp tướng quân, tôi. Lâm Thiến rất hiếm thấy bác mình nghiêm túc như vậy, làm cô sợ hãi, giọng lắp bắp không nói được. Ha ha ha, không có gì, đùa cô thôi. Diệp Phàm đột nhiên phá lên cười. Cậu đó, đùa với cô làm gì, đừng dọa hỏng cô. Lâm Đống Quốc cười. Thanh niên thôi, đùa cũng không sao. Kế Viễn cười nói. Đến đây, mau nghênh đón đi. Lúc này Đường Thành nhìn ra ngoài hành lang nhanh chóng nói. Chẳng lẽ có nhân vật lớn đến đây? Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc theo Lâm Đống Quốc và Kế Vĩnh Viễn đi ra ngoài. Mới vừa đi vài bước phát hiện ngoài hành lang rất nhiều người. Đi đầu không ngờ là Đường chủ tịch. Ông ấy mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn. Bên cạnh chính là hai vị phó chủ tịch ủy ban quân giới Lâm Giang Trung và Tiền Phong Vân. Cung Khai Hà đi sau hai người. Phía sau Cung Khai Hà chính là các thành viên khác trong bộ máy lãnh đạo của tổ đặc nhiệm A. Chuyến đi này đúng là sao lấp lánh, tất cả đều là tướng quân, ngay cả thiếu tướng cũng rất đáng thương. Đại tá chỉ có hai vị đồng chí đi cuối cùng, có vẻ là đi theo, trên tay còn cầm theo túi da màu đen. Đoàn người đi vào phòng họp. Bước vào đây chỉ có Diệp Phàm mặc thường phục màu đen, tất cả các đồng chí đều mặc quân trang. Thật có vẻ như một trường hợp đặc biệt. Các đồng chí vất vả rồi. Giọng chủ tịch Đường thật sự vang dội. Vì nhân dân phục vụ. Toàn thể tướng quân cùng nhau hô to. Mọi người ở đây đều là cao thủ, nhất thời tiếng hô này quanh quẩn trong phòng cách âm khiến mọi người đều ong ong. May mắn nghe nói chủ tịch Đường cũng có thân thủ tứ đoạn nếu không có thể hôn mê không cũng khó nói. Nhưng thật ra hai vị phó chủ tịch ủy ban quân giới chỉ luyện chút quyền nên hơi khó chịu một chút. Phía sau bàn phòng họp có khoảng 10 mét đất trống, phía trước cũng có 10 mét đất trống. Đây là khoảng đất đến khi họp toàn thể các ủy viên tập hợp chào cờ. Ví dụ như đôi khi còn tổ chức tuyên thệ cái gì đó. Cho nên, trên vách tường có hai lá cờ lớn là cờ đảng và quốc kỳ. Chỉ thấy chủ tịch Đường không ngồi xuống đi đến phía trước quốc kỳ. Toàn thể tập trung nghiêm. Cung Khai Hà hô, dầm một cái, toàn thể các đồng chí đứng chỉnh tề trước quốc kỳ. Một hàng năm người, Diệp Phàm xếp thứ tư. Bởi vì hôm hai ủy ban quân giới đến đây hai người người ta nhất định là xếp sau chủ tịch Đường. Mà tổ viên tổ đặc nhiệm A giống Cung Khai Hà xếp thứ ba, Đường Thành và Lâm Thiến cùng hai đại tá may mắn vào đây đúng lúc hội nghị, bốn người vẻ mặt xúc động vinh dự xếp hàng. Lâm Thiến cũng trộm nhìn Diệp Phàm, có lẽ là luôn buồn bực hắn chức vị còn khá cao, có vẻ trong tổ còn cao hơn cả Lam Viễn Kim và Dương Quốc Đào. Phải biết rằng Lam Viễn Kim và Dương Quốc Đào là trung ướng, người thanh niên này có lẽ là người xuất thân từ gia đình quyền quý, cũng không biết là công tử nhà ai trong 9 vị ủy viên. Thiết tá Lâm vẻ mặt không khỏi khinh bỉ, cho rằng Diệp Phàm nhất định dựa vào quan hệ gia đình mới có thể ngồi vào vị trí này. Nhưng, trong thể chế... Cấp bậc chức vụ để thiết lập định luật, không có quy củ có thể nào là thể chế. Chào! Cung Khai Hà lại hô, toàn thể hướng quốc kỳ cung kính khom người ba cái. Đồng chí Diệp Phàm, bước ra khỏi hàng.
Lâm Giang Trung đột nhiên lên tiếng, Diệp Phàm sửng sốt, tạm thời ngây người. Cuối cùng Kế Vĩnh Viễn kéo ống tay áo một chút mới tỉnh lại, nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Nhưng hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác. Nhưng cũng rất bình tĩnh, không có gì là bối rối. Trung ương Đảng, Ủy ban quân giới phê chuẩn, đồng chí Đường Hạo Đông tự tay phê duyệt, quyết định thăng quân hàm trung tướng cho đồng chí Diệp Phàm. Chính thức giao cho đồng chí Diệp Phàm đảm nhiệm chức phụ phó tổ trưởng thường trực tổ đặc nhiệm A, chủ trì công tác hàng ngày của tổ đặc nhiệm A. Cấp bậc trong chính phủ là cấp bậc phó bộ, hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ cấp bộ trưởng. Phó chủ tịch Lâm giọng nghiêm túc vang đội. Vừa dứt lời tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, là tự chủ tịch Đường vỗ tay đầu tiên. Nghi thức thăng quân hàm bắt đầu. Tiếng quốc ca hùng tráng vang lên trong phòng họp. Diệp Phàm nhìn Đường chủ tịch nghiêm một cái, chào theo nghi thức quân đội. Một đại tá cầm một khay gỗ lên, bên trong chính là một bộ quân trang mới tinh. Đồng chí Diệp Phàm, mặc vào ở đây đi, quần không cần thay thay áo là được. Chủ tịch Đường thân thiết vỗ vai Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêm một cái, hắn thật sự xúc động, tay cầm quần áo run lên, cởi áo mặc quân phục vào. Chủ tịch Đường tự mình gắn ve hàm cho hắn. Hai ngôi sao hôm nay có vẻ nặng. Đồng chí Diệp Phàm, mỗi thành viên đều công tác bên ngoài. Công tác của cậu ở Đại học Bắc Kinh. Lần này sắp xếp như vậy là có thể che giấu rất tốt thân phận của cậu, cậu chịu tủi thân rồi. Chủ tịch Đường vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Tôi không tủi thân, chỉ cần có thể làm việc vì nước, ở đâu cũng giống nhau. Diệp Phàm nghiêm một cái giọng vang dội nói. Tiếp theo đồng chí Diệp Phàm sẽ nói chuyện công việc của tổ đặc nhiệm A. Cung Khai Hà nói Diệp Phàm đĩnh đạc bước đến phía dưới quốc kỳ, đầu tiên là chào mọi người theo tiêu chuẩn quân đội, nhưng bởi vì không thay quần nên hơi kỳ lạ. Tổ chức ra quyết định này trước đó cũng không nói gì với tôi về công tác liên quan, nói thật giờ tôi vẫn như đang lọt vào trong sương mù. Sắp xếp lần này của tổ chức chính là thể hiện thành tích giữ bí mật của tổ đặc nhiệm A. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị cho nên, tôi sẽ nói bằng mồm. Diệp Phàm nói xong tạm dừng một chút vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một cái nói. Tổ chức giao cho tôi chức vụ quan trọng như vậy, muốn từ chối là có lỗi với tổ chức. Thật có lỗi với đảng và tổ quốc. Vào tổ đã 10 năm, trải qua mưa gió với tổ đặc nhiệm A. Tuy nói tôi chưa từng rèn luyện qua cương vị trọng yếu như vậy. Nhưng bình thường đồng chí Cung Khai Hà và Kế Vĩnh Viễn cũng đã hôn đúc tôi. Tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, đội đặc biệt của các nước đều tăng về quy mô và tố chất. Nắm tay lớn nắm đạo lý là vĩ nhân nói, cũng là chân lý mà tổ đặc nhiệm A chúng ta tin tưởng nhất. Chưa có nắm tay lớn cũng đại diện cho con số tử vong sau khi nhận nhiệm vụ. Nếu hôm nay tôi tiếp nhận nhiệm vụ này, tôi sẽ chịu trách nhiệm trấn SNG tổ đặc nhiệm A. Mở rộng quy mô, đề cao tố chất đội ngũ nhân viên, bảo vệ tổ quốc với nhiệt huyết. Hôm nay tôi có một lễ vật cho tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm nói những lời trong quy củ, không nói lời nói suông. Nói đều là sự thật, nói xong lại là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó chính là chủ tịch Đường phát biểu. Đồng chí Diệp Phàm thật sự trẻ tuổi. Trẻ tuổi đến mức người ta không thể tin vào năng lực của hắn. Nhưng bởi vì hắn trẻ tuổi cho nên tinh thần phấn chấn bồng bột. Nói không khách khí, hắn là vương bài công lực sâu nhất của tổ đặc nhiệm A. Hiện giờ ở cương vị quan trọng hơn, tôi tin tưởng hắn có thể tiếp tục phát triển tổ A về phía trước. Hy vọng các đồng chí có thể ủng hộ công việc của hắn, đoàn kết chặt chẽ. Tiền Phong Vân và Lâm Giang Trung cũng phát biểu. Hôm nay ăn bữa cơm đơn giản ở tổ đặc nhiệm A. Chúc mừng đồng chí Diệp Phàm một chút. Chủ tịch Đường cười nói. Hay là mang đến một bình ngũ lương, mỗi đồng chí uống một chén nhỏ là được. Cung Khai Hà đề nghị. Ôi, một bình đi, mỗi người hai chén. Chủ tịch Đường cười nói. Chương 3630, khắp nơi âm thầm chúc mừng. Đường Thành, cậu cũng cùng đi đi. Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp Anh là phó tổ trưởng, tôi nào có tư cách, đừng trêu tôi. Đường Thành mặt đỏ lên nhanh chóng nói. Cậu không có tư cách sao, vừa rồi cậu còn khoác lác nói cậu làm huấn luyện viên thuận lợi, tất cả các đội viên cấp dưới đều phục. Để cảm tạ huấn luyện viên thôi, cậu bồi dưỡng nhân tài cho tổ có phải không? Chúng ta uống một chén. Diệp Phàm cười nói. Tôi. Đường Thành đưa mắt nhìn một cái không dám gật đầu. Cậu ta chắc chắn muốn. Cùng nhau đi, nếu tổ phó Diệp gọi cậu thì cùng đi. Cung Khai Hà lên tiếng. Đường Thành nhanh chóng gật đầu, trông như con gà mắc tóc vậy. Một cái bàn lớn được chuẩn bị. Tổ phó Diệp, quà của cậu đâu? Cung Khai Hà chớp mắt hỏi,
anh ta vừa hỏi xong mọi người đều nhìn lại đây. Trí nhớ của tổ trưởng cung không tôi, luôn nhớ. Ha ha, lần trước đã giàu to bởi một số tiền phi nghĩa. Lúc ấy chính phủ Á Lịch Sa yêu cầu chúng tôi vào hang ổ của Liên minh Tự do, Lạp Thiết Cát đã tặng cho chúng tôi mấy thùng vàng, cái này chúng tôi trả cho chính phủ. Vàng này nhìn làm người ta giật mình, xin vui lòng nhận cho. Diệp Phàm cười nói. Có bao nhiêu? Kế Vĩnh Viễn vội vàng hỏi, bởi vì lão Kế là người quản lý hậu cần của tổ, nghe nói đến tiền tất nhiên sẽ thêm sức mạnh. 3 thùng vàng, đổi thành nhân dân tệ có lẽ khoảng 300-400 triệu đi. Diệp Phàm cười nói tất nhiên hắn đã giấu giếm 7 phần cho quần đảo Duy Cơ Tư. Ôi, không ít. Kế Vĩnh Viễn cười tủm tỉm. Tiền này khi nào thì chuyển đến? Ha ha, tôi rất vất vả, thêm một ít trà và thuốc lá cực phẩm thì thế nào? Diệp Phàm cười hỏi. Ha ha, yêu cầu của đồng chí Diệp Phàm không cao thôi có thể đồng ý. Không thể tưởng tượng được chủ tịch Đường cười gật đầu, sau đó nói với chủ nhiệm Điền Giang. Sau này tiêu chuẩn của Diệp Phàm cao hơn một chút. Đồng chí Diệp Phàm, sau này chúng tôi hết sẽ xin cậu. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Ít đến, tôi còn chưa đủ, anh biết hiện giờ tôi nghiện thuốc lá nặng. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha. Buổi tối trở lại Diệp Hồng Bảo. Diệp Phàm rất vui vẻ, mặc bộ quân trang mới trước mặt Kiều Đại Tiểu Thư lừa dối một chút. Trung tướng, ghê nhỉ. Lúc này Kiều Thế Hào và Kiều Báo Quốc cùng đến, nhìn Trung tướng Diệp Phàm đang oai phong trước mặt vợ Kiều Thế Hào thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi. Ha ha, quân trang này cũng chỉ có thể mặc ở nhà, không có nhiều tác dụng lắm. Diệp Phàm quay đầu cười. Tôi nói rồi, phó hiệu trưởng trường đại học chắc chắn có vấn đề. Hóa ra là thăng cấp bí mật. Kiều Báo Quốc cười nói. Người ta bây giờ là thế này. Đường Thành cười hì hì giơ 2 đầu ngón tay. Quan này lớn vô cùng. Kiều Báo Quốc cùng Kiều Thế Hào đều sửng sốt vội chúc mừng. Bởi vì hai người cũng biết thân phận thật sự của Diệp Phàm. Cậu không nói không ai bảo cậu câm. Tại sao có thể 2, rõ ràng là 3 đấy. Diệp Phàm tức giận nói. Sao lại là 3, rõ ràng là 2 cơ mà. Đường Thành thật sự không hiểu. Tôi thấy cậu đúng là nhanh quên, cậu quên vị cấp trên người nhà kia sao, ông ấy mới là nhất. Diệp Phàm ám chỉ chủ tịch Đường mới là lãnh đạo thật sự của tổ đặc nhiệm A. Cung Khai Hà xếp thứ 2, Diệp Phàm chỉ xem như thứ 3. Ồ, nhất thời hồ đò. Đường Thành vuốt vuốt đầu cười ngây ngô. Có lẽ là Kiều Thế Hào nói không lâu Kiều Hoành Sơn cùng Thiết Chiêm Hùng cũng đã đến. Không phải độc nhất vô song. Không thể tưởng tượng được hai người vừa mới ngồi xuống không lâu lão già Triệu Bảo Cương cũng tới. Nói là đến thăm cháu gái của mình, ông bế Diệp Thanh Liên hát vang. Đi theo ông ấy còn có con trai thứ 3 Triệu Phóng Hào đang làm việc ở hạm đội Đông Hải cũng là ba của tiểu thư Triệu Tứ. Diệp Phàm biết chuyện hắn được thăng chức không thể giấu được gia tộc lớn nhất quân giới như nhà họ Triệu. Cậu còn trẻ đã được hưởng đãi ngộ cấp bộ, thật không đơn giản. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ha ha. Chỉ là trò đùa thôi. Diệp Phàm cười nói. Cậu sai rồi. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Tại sao lại sai lầm, anh không phải là không biết chuyện này. Diệp Phàm cười nói. Cậu thật sự sai lầm rồi, bộ chúng tôi mới nhận được thông báo bổ nhiệm cậu là thứ trưởng. Cấp bậc định vị là phó bộ nhưng hưởng thụ đãi ngộ cấp bộ trưởng. Đây là văn bản chính thức, hơn nữa tự tôi nhận được. Thiếu Chiêm Hùng cười nói. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu. Tổ đặc nhiệm A không thể để lộ, nhưng thân phận bên Bộ Công an có thể danh chính ngôn thuận. Mà Diệp Phàm vốn là Phó Chủ tịch tỉnh Thiên Vân, điều chỉnh về bộ nhậm chức thứ trưởng cũng xem như điều chuyển ngang, không làm cho người khác nghi ngờ. Hưởng thụ đãi ngộ cấp bộ trưởng là quan tâm đặc biệt, việc này đương nhiên thể hiện có chút gì đó phía sau. Chúc mừng Bộ trưởng Diệp! Triệu Phóng Hào cười nói. Đúng vậy đáng giá chúc mừng một chút, một thứ trưởng trẻ tuổi nhất nước ta. Một đồng chí hưởng chế độ đãi ngộ cấp bộ trưởng đặc biệt. Bởi vì thành tích của Diệp Phàm ở khu kinh tế Hoành không rất cao. Hưởng thụ chế độ đãi ngộ này cũng là bình thường. Triệu Bảo Cương cười ha hả nói, tất nhiên là lấy chuyện bên kia che giấu chuyện tổ đặc nhiệm A. Đối với tổ đặc nhiệm A Triệu Bảo Cương rất quen thuộc. Ha ha, lão Triệu đã coi trọng tôi. Khu kinh tế Hoành không có được như ngày hôm nay thật là tốt, là kết quả cố gắng của tất cả các đồng chí. Diệp Phàm tôi không dám kể công. Diệp Phàm cười nói. Đang nói Phí Nhất Độ cũng đi vào, tuy nói bị thương nhưng còn có thể đi được. Chúc mừng anh Diệp. Phí Nhất Độ cười tủm tỉm ôm quyền nói.
Diệp Phàm biết cậu ta đại diện cho nhà họ Phí đến chúc mừng. Bởi vì việc bổ nhiệm Diệp Phàm thông qua chính lãnh đạo Phí Nhất Hoàn tất nhiên là rõ ràng nhất. Thấy nhiều người đến chúc mừng như vậy, Kiều Viên Viên tất nhiên là đi thu xếp tiệc rượu. Lý Cường, thông báo Tổng Giám Đốc Lam nhất định phải đến đây ngồi một chút. Còn Bao Nghị đã ở đây rồi cùng nhau đến. Diệp Phàm cười nói có phong thái của chủ nhân. Gần 3 phút đồng hồ chủ nhiệm Điền Giang không ngờ cũng tới. May mắn là Diệp Hồng Bảo có bàn to nhỏ nhiều. Mười mấy người ngồi quanh một bàn tròn lớn. Lam Tồn Quân gọi điện thoại hỏi ý kiến Diệp Phàm cho nên cha cậu ta Lam Bình Phong cũng đến. Thấy khách quý ngồi đó, Lam Bình Phong cũng âm thầm giật mình. Không thể tưởng tượng được năng lượng của Diệp Phàm lớn như vậy, hôm nay đến đây chắc chắn là đến chúc mừng. Đương nhiên bề ngoài là chúc mừng Diệp Phàm thăng chức thứ trưởng. Việc này Diệp Phàm cũng đã nói qua với Lam Tồn Quân. Khi đang ăn cơm thì Ninh Chí Hòa gọi điện thoại đến cười nói. Ánh mắt của tôi không kém, biết đồng chí Diệp Phàm không thể xui xẻo như vậy. Ha ha, việc này coi như ngoài ý muốn. Diệp Phàm cười nói. Không thể nói là ngoài ý muốn, đây là chuyện có lý. Ninh Chí Hòa nói. Hắn tâm trạng không tồi cho nên quyết định ngày hôm sau đến Đại học Bắc Kinh. Thuận tiện cũng báo tin một chút. Đại học Bắc Kinh được thành lập năm 1898. Tên ban đầu là Kinh Sư Đại học Đường, là trường đại học tổng hợp hàng đầu của Trung Quốc, cũng là cơ quan hành chính về giáo dục cao nhất của Trung Quốc lúc đó. Là trung tâm của phong trào văn hóa mới cùng nơi khởi nguồn của Ngũ Tứ, là cái nôi truyền bá tư tưởng Mác cùng với chủ nghĩa khoa học đầu tiên ở Trung Quốc. Đại học Bắc Kinh có cống hiến không thể thay thế trong việc xây dựng phát triển đất nước. Có tác dụng tiên phong quan trọng trong hướng đi hiện đại hóa của Trung Quốc. Tinh thần yêu nước, tiến bộ, dân chủ, khoa học, cùng tính chăm chỉ truyền thống cầu thị, phong cách nghiên cứu mới không ngừng phát triển ở đây. Khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh không cần phải nói, có phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc. Hơn nữa kết hợp với yếu tố hiện đại, đây là sự kết hợp hoàn mỹ. Đi trong khuôn viên trường giống như đi du lịch luân phiên giữa hiện thực và thời xưa. Giống như một công viên kết hợp với trường học vậy. Diệp Phàm hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí độc đáo của trường Đại học Bắc Kinh, hai chân cứ tự nhiên bước đi. La Tuyển, nếu anh cứ chặn đường em sẽ gọi người. Lúc này tiếng một cô gái vang lên, giọng khá phẫn nộ. Ha ha ha, gọi người, em kêu, anh nói nhé, hôm nay anh muốn xem có ai dám đến giúp anh. Giọng một người thanh niên đầy kiêu ngạo. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn lại phát hiện dưới tán cây phía trước có đông người. Một người con gái đứng ở giữa, phía trước cô là một người thanh niên cường tráng. Có vẻ người thanh niên này đang chặn đường cô, lúc này người này xoa xoa thắt lưng nhìn những người xem náo nhiệt xung quanh thật sự đắc ý. La Tuyển, nếu anh không đi tôi sẽ hét lên. Cô gái tức giận giơ quyển sách trong tay lên. Kêu đi, anh, là anh đó ra giúp cô ta một chút. La Tuyển kiêu ngạo hơn, chỉ vào mấy người quanh mình hét lên. Diệp Phàm phát hiện thật có ai dám lên tiếng giúp cô gái này. Hơn nữa theo ngón tay của La Tuyển chỉ tất cả đều lui ra phía sau mấy chục bước, ở giữa chỉ còn là khoảng trống, chỉ còn lại cô gái và cậu ta. Anh, đồ lưu manh. Cô gái tức giận mặt đỏ bừng. Bố mày là lưu manh, tôi sợ ai? La Tuyển chỉ lên trời giống như là muốn đâm vào ông trời vậy. Người đâu đến đây, La Tuyển đùa giỡn lưu manh. Cô gái tức giận hét lên thật. Ha ha ha. La Tuyển cười đắc ý hơn. Cậu thanh niên, đừng làm như vậy, để cô gái đi thôi. Diệp Phàm lên tiếng. Ha ha ha, thật là có người không có mắt dám đến ngăn anh Tuyển, chán sống có phải không? Một tên nhô đầu ra có lẽ là bạn của La Tuyển nhìn Diệp Phàm dài giọng nói. Chương 3631, Lục Công Tử Đại học Bắc Kinh. Dương Tỉnh Tâm, đi lên cho thằng mù này một bài học. La Tuyển chỉ vào Diệp Phàm. Đúng vậy. Dương Tỉnh Tâm vừa nghe một cái tát về phía mặt Diệp Phàm. Bốp một tiếng, đương nhiên xui xẻo chính là Dương Tỉnh Tâm. Bị Diệp Phàm tát một cái ngã xuống đất. Y ngẩng đầu lên, trên mặt còn hằn rõ năm ngón tay. Các bạn bên cạnh vừa thấy nhất thời rụi cổ lui ra, cả đám giống như gà vậy. Nhưng những tên kia lui ra vài bước giống như Diệp Phàm xui xẻo tránh vạ lây. Dám đánh người của La Tuyển tôi, chán sống rồi sao? La Tuyển vừa thấy còn rất kiêu ngạo, một cước đá về phía Diệp Phàm. Bốp một tiếng giòn vang, chân La Tuyển bị Diệp Phàm kéo một cái ngã xuống. Cả người tên kia đều ngã vào mặt cỏ bên cạnh, đầu miệng đều là đầy đất. Bởi vì cỏ vừa tưới nước vẫn khá mềm.
bố đánh chết mày. La Tuyển cùng Dương Tĩnh Tâm gầm lên cầm đá ném về phía Diệp Phàm. Chạy mau. Chiêm Xuân Thiên vừa thấy nhanh chóng kéo Diệp Phàm chạy. Không cần sợ, xem anh trừng trị hai tên kia như thế nào. Diệp Phàm vẻ mặt lạnh lùng đứng bất động, Chiêm Xuân Thiên không ngờ còn chút nghĩa khí, thấy Diệp Phàm không chạy không ngờ đứng run rẩy bên cạnh. Bốp bốp. Lần này Diệp Phàm tức giận, bởi vì hai vị này quả thực chính là đánh về hắn. Tảng đá còn cách đầu rất cao. Đã tát hai người này 7-8 cái tát nhất thời máu mũi chảy ra, mặt có thể so sánh với bát giới. Không lâu hai vị này ngã lăn xuống đất. Đi thôi Xuân Thiên, không cần sợ. Diệp Phàm quay đầu nhìn Chiêm Xuân Thiên cười nhún vai đi về phía ký túc xá. Thằng nhóc, mày ở ban nào hệ nào? Nếu có dũng khí thì xưng tên ra. La Tuyển ngẩng đầu heo lên hét lớn. Diệp Phàm, hệ tự do. Diệp Phàm nhún vai, phát hiện Chiêm Xuân Thiên luôn đưa mắt nháy hắn, ra vẻ nói hắn không cần nói tên. Diệp Phàm vừa mới đi qua một chút có một người thanh niên bước lên nói. Bạn học, cậu đi nhanh lên, tốt nhất là xin phép vài ngày để trốn. Hả, vì sao? Diệp Phàm quay đầu nhìn cậu ta. Tôi nói cho cậu biết, cậu có lẽ mới đến chưa biết. La Tuyển chính là một trong lục công tử của Yến Đại chúng ta. Người thanh niên tốt bụng nói. Lục công tử Đại học Bắc Kinh, ha ha, thật sự khiếp sao? Diệp Phàm ra vẻ suy nghĩ nhìn người học sinh cai. Rất khiếp, mỗi người đều có người quyền thế trong gia đình. Bình thường ở trường mọi người không ai dám chọc y, trừ mấy công tử chúng tự có mâu thuẫn, nếu không người ngoài không dám, không cần nói là học sinh, ngay cả giảng viên nhìn thấy họ cũng rụt rè. Bạn học kia nói, có thể cậu còn không biết, y âm thầm cho người đánh bạn đến tàn phế. Còn có chuyện đó, Diệp Phàm nghiêm mặt, có chút âm trầm. Chẳng lẽ chuyện này nhà trường cũng không quản lý? Quản lý, không có chứng cứ thì quản lý thế nào? Cục công an cũng đã điều tra qua nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Nghe nói người nhà người ta đã ra tay sau lưng, cục công an cũng không dám điều tra tiếp. Học sinh kia nói nhìn quanh mình nói. Tôi phải đi, đừng để y đuổi theo. Nói xong người học sinh kia đi nhanh. La Tuyển, ha ha, thú vị, bố mày vừa nhậm chức cũng phải đốt lửa một phen. Vậy bắt đầu từ La Tuyển đi. Diệp Phàm cười bước nhanh. Hệ tự do ở đâu? La Tuyển hỏi Dương Tỉnh Tâm. Hình như chưa nghe nói qua có hệ này. Dương Tỉnh Tâm vuốt đầu mình nói. Cậu ngay cả hệ tự do cũng không biết, còn gọi là thông thái của Yến Đại, tôi thấy thông cái rắm. Nhanh chóng đi tìm hiểu cho tôi. Có lẽ là hệ vừa thành lập, trường học chắc chắn có. Diệp Phàm không phải sao, hôm nay anh tuyển tôi không lột ra cậu tôi không phải là họ La. Dầm một tiếng Dương Tỉnh Tâm bị La Tuyển đá một cái ngã chỏng vó. Diệp Phàm đi vào tòa nhà văn phòng, tòa nhà này cơ bản là kiến trúc giả cổ, mang phong cách Trung Quốc cổ đặc sắc. Cây cột màu đỏ thâm, tường màu trắng viền màu xanh, mái ngón màu xanh. Nhà cũng không cao, 2-3 tầng. Thư ký của bí thư Lương Nhất Thành mặc âu phục màu đen đứng trước tảng đá hình sư tử dưới sảnh. Vừa thấy Diệp Phàm nhanh chóng đến nhưng thật ra ngây người một chút, nhanh chóng nhiệt tình tiến lên đón cười nói. Ngại quá, vừa rồi tôi quên cử lái xe cho hiệu trưởng Diệp. Ha ha, tôi muốn thưởng thức phong cảnh trong trường một chút cho nên đi bộ tới thật ra đã làm cho thư ký phải đợi lâu. Diệp Phàm cười bắt tay với Lương Nhất Thành. Thư ký của lãnh đạo trong chính quyền có thể là ủy viên thường vụ đảng ủy, nhưng Lương Nhất Thành cũng không thể là ủy viên thường vụ đảng ủy trường. Nói cách khác, ông ta vẫn cách xa trung tâm quyền lực. Diệp Phàm tuy nói trẻ tuổi nhưng người ta là ủy viên thường vụ đảng ủy trường, cấp bậc thì không khác nhưng thân phận thì khác. Đương nhiên. Đối với vị trí phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân đến đây Lương Nhất Thành vẫn khá nghi ngờ. Rõ ràng là bị điều chuyển ngang, nhưng Lương Nhất Thành vẫn ra mặt nhiệt tình tiếp đón. Vốn phải gọi điện thoại cho bí thư Trác nhưng hôm nay có thời gian rảnh nên tiện ghé qua đây xem một chút. Các đồng chí ở bộ nói là muốn đến đây cùng nhưng tôi nói không cần. Dù sao lệnh cũng đã đến trường học, cũng không ai đến giả mạo tôi có phải không? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, hiệu trưởng Diệp nói đùa. Là tôi làm việc không đúng, sắp xếp không thỏa đáng. Lương Nhất Thành vội nói. Hai người đi thẳng lên tầng 2. Hiệu trưởng Diệp, văn phòng của cậu tôi đã dọn sạch sẽ, có muốn đi xem luôn không? Lương Nhất Thành hỏi. Đi xem trước cũng tốt, sau này đến là có thể bắt đầu công việc ngay. Diệp Phàm gật đầu nói, văn phòng Diệp Phàm ở bên phải. Diệp Phàm phát hiện văn phòng là có chủ ý,
từ trái sang phải hình như là vị trí của thường vụ đảng ủy. Tầng này là nơi làm việc của các đồng chí trong đảng ủy. Nghe nói các đồng chí phó hiệu trưởng không trong thường vụ đảng ủy ở tầng nhà khác. Đương nhiên Lương Nhất Thành phục vụ lãnh đạo nên văn phòng của anh ta là trong cùng bên phải. Nhưng xã hội hiện nay đã bỏ cấp bậc hành chính của trường cao đẳng. Sở hữu các đơn vị xuất bản, báo chí, viện nghiên cứu đều phải hủy bỏ mới được, nếu không không thể được. Khi một xã hội lấy cấp bậc hành chính để suy xét mọi người, hủy bỏ cấp bậc hành chính trường cao đẳng chính là đánh giá thấp nền giáo dục. Văn phòng tuy nói không xa hoa như văn phòng của Diệp Phàm ở tập đoàn Hoành Không nhưng trên trang thiết bị cũng cơ bản. Đối với việc này Diệp Phàm cũng không sao cả, hắn biết, cơ hội cho mình đến văn phòng này là cực nhỏ. Phần lớn thời gian hắn sẽ ở tổng bộ của tổ đặc nhiệm A. Cho nên Lương Nhất Thành hỏi Diệp Phàm có muốn thay đổi không, Diệp Phàm lắc đầu nói đã tốt lắm rồi. Sau đó Lương Nhất Thành dẫn Diệp Phàm đến văn phòng của Hiệu trưởng Vương Thành Khải. Hiệu trưởng Vương Thành Khải là một người béo, nhưng nhìn người cũng rất thể hiện là người có học. Bài trí văn phòng được lấy tranh chữ là việc chính. Giá sách cũng được sắp xếp, bốn chữ to trên tường thật ra mạnh mẽ hữu lực lập thân là chính. Bốn chữ này có chút dấu ấn của quân nhân, không hợp với vẻ thư sinh của hiệu trưởng Vương, hơi lạ. Đồng chí Diệp Phàm, Yến Đại chào mừng cậu. Hiệu trưởng Vương vẻ mặt nhiệt tình nói. Ha ha, có thể đến Đại học Bắc Kinh làm việc là vinh hạnh của tôi. Có thể cộng tác với hiệu trưởng Vương tôi rất vui. Diệp Phàm nói lời nói suông. Trường đại học không thể so với khu kinh tế Hoành Không mấy trăm nghìn dân của các cậu. Nhưng trường họ là một đoàn thể đặc biệt, khác với công việc ở khu kinh tế Hoành Không. Vào đây tất cả đều là sự kiêu ngạo, là những người thi vào trường cao đẳng nổi tiếng ở các khu tỉnh. Hiệu trưởng Vương nói chuyện với Diệp Phàm như việc nhà. Sau đó Diệp Phàm đến văn phòng đồng chí Trác Thành bí thư đảng ủy. Đồng chí Diệp Phàm, chuyện của cậu lãnh đạo đã thông báo cho chúng tôi. Sau này cậu đi đến có thể không cần thông báo cho tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp tốt công tác của cậu, cố gắng dành cho cậu thời gian. Nhưng bề ngoài vẫn phải giao một số công việc. Nếu không, các đồng chí cấp dưới sẽ bàn tán. Bí thư Trác vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Phàm biết, có lẽ cấp trên cũng chỉ thông báo đến ông ấy. Quá nhiều người không thích hợp cho việc giữ bí mật. Ha ha, tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Diệp Phàm thật sự khiêm tốn. Như vậy đi, thời gian cũng không còn nhiều, các đồng chí đều chờ ở văn phòng chúng ta đi gặp mặt. Bí thư Trác cười nói Diệp Phàm đi theo ông ta đi thẳng đến phòng họp. Phát hiện bên trong đã ngồi 20 đồng chí. Thường vụ đảng ủy Đại học Bắc Kinh tổng cộng có 12 đồng chí, lần này bởi vì gặp mặt lần đầu cho nên các đồng chí phó hiệu trưởng cùng trợ lý hiệu trưởng không trong thường vụ cũng cùng ngồi đây. Bộ máy lãnh đạo của trường là một vị bí thư đảng ủy, một vị hiệu trưởng, một phó bí thư thường trực. 3 phó hiệu trưởng thường trực, 3 phó bí thư đảng ủy, 6 phó hiệu trưởng, 1 thư ký của bí thư, 1 tổng thiết kế sư, 9 vị trợ lý hiệu trưởng. Bí thư ủy ban kỷ luật do một đồng chí phó bí thư đảng ủy kiêm nhiệm. Ngồi đây gần 30 người, đây là các thành viên lãnh đạo của Yến Đại. Chúng ta nhiệt liệt chào đón đồng chí Diệp Phàm gia nhập đội ngũ của chúng ta. Bí thư Trác vỗ tay đầu tiên, nhất thời văn phòng vang lên tiếng vỗ tay. Đương nhiên. Hiểu rõ bọn người kia phân nửa là làm qua loa, Diệp Phàm cũng mỉm cười gật đầu. Bí thư Trác ngồi vị trí trung tâm, Diệp Phàm nhìn lướt qua, phát hiện có một ghế trống. Trước có 11 người, mình là thứ 12. Nói cách khác hắn là vị trí cuối cùng của thường ủy, tiếp theo là các đồng chí không trong thường vụ. Diệp Phàm cũng không có ý kiến, hắn mỉm cười ngồi vào vị trí của mình. Đương nhiên đôi mắt ưng của Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được rất nhiều sát khí đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 3632, mục đích thật sự của việc gọi cậu trở về. Sát khí này đương nhiên đến từ các vị phó hiệu trưởng và trợ lý hiệu trưởng không được vào thường vụ. Bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất, người ta lăn lộn nửa đời người không ngờ vẫn không thể vào thường vụ. Vẫn không thể bước vào vòng tròn trung tâm của đảng ủy nhà trường. Các vị ở đây đã rất vất vả trông mong không ngờ bị Diệp Phàm chiếm mất. Bởi vì có 6 phó hiệu trưởng, trong 6 người có 3 người không thể vào thường vụ. Trong lòng người ta thoải mái mới là lạ. Quả nhiên có người nghĩ muốn chọn chuyện này mà tới. Ha ha, nghe nói phó hiệu trưởng Diệp là phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân, quản lý khu kinh tế Hoành Không. Chắc phó hiệu trưởng Diệp đã chán làm việc trong chính quyền hiện giờ muốn làm nghiên cứu. Diệp Phàm liếc nhìn tên kia một cái. Phát hiện một người tóc nửa bạc, mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn.
cái này là nổ ngòi châm biếm Diệp Phàm thôi. Bởi vì phó hiệu trưởng đều là cấp giám đốc sở, phó tỉnh dụng xuống giám đốc sở, người ngốc cũng thấy chút ý vị. Đó là chắc chắn, ăn cái gì lâu ngày cũng chán ngấy có phải không? Không cần nói cái khác, mỗi ngày ở nhà tôi ăn cũng có cảm giác này. Phó hiệu trưởng Thái Chân nữ đồng chí này không ngờ cũng cầm vũ khí trong bếp lên phản ứng. Cho nên phó hiệu trưởng Thái hiện giờ không muốn chỉ đồ ăn, đặc biệt tắm đồ ăn. Phó hiệu trưởng Trường Liễu cũng góp vui. Giống như đồng chí Diệp Phàm làm đầu bếp không được hiện giờ thành ra tắm đồ ăn. Ba đồng chí đều là ba phó hiệu trưởng không thể đi vào thường vụ. Ba đồng chí đều diễn đó là muốn đùa chết Diệp Phàm. Diệp Phàm phát hiện, hiệu trưởng Vương cũng vẻ mặt tươi người ngồi bên xem náo nhiệt. Chỉ có bí thư Trác vẻ mặt nghiêm túc không hài lòng không biết trong lòng có suy nghĩ gì. Tôi luôn tôn kính học sĩ bởi vì họ làm công tác văn hóa. Công tác lâu trong chính quyền cũng có chút mệt mỏi. Ha ha, làm nghiên cứu thật ra tôi cũng muốn, đáng tiếc tôi thô lỗ, việc này không làm được. Hãy để cho các đồng chí phó hiệu trưởng Lưu, phó hiệu trưởng Thái, phó hiệu trưởng Liễu làm đi. Tôi làm trợ thủ cho các vị là được. Ôi, chút kiến thức ấy ngượng quá. Ba vị về sau cần chân lon ton cứ gọi tôi là được. Diệp Phàm cười nói. Nhất thời ba vị đồng chí vẻ mặt cứng đờ có chút xấu hổ. Diệp Phàm người ta thô lỗ cũng vào thường vụ, ba vị các vị đứng ngoài cánh cửa thường vụ gây sức ép cái gì. Hơn nữa ba vị chẳng phải là coi những ủy viên thường vụ đều là người có năng lực kém sao. Phó hiệu trưởng Diệp không phải khiêm tốn sao, anh từng lãnh đạo mấy triệu người. Nếu phó hiệu trưởng Diệp muốn làm nghiên cứu thì chúng tôi còn là trợ thủ cho anh mới đúng. Đến lúc đó thành lập phòng nghiên cứu gì chúng tôi có thể làm thành viên cũng là vinh hạnh rồi. Phó hiệu trưởng Lưu cho rằng không thể thua lại nã pháo. Đề nghị này không tồi, tôi đang chuẩn bị đề nghị với bí thư Trác, hiệu trưởng Vương cùng các lãnh đạo một chút. Lúc trước tôi rời tập đoàn Hoành Không, lãnh đạo tập đoàn Hoành Không có lên tiếng kêu gọi. Nói nếu trường đại học muốn thành lập phòng nghiên cứu thì tập đoàn có thể hỗ trợ một chút. Diệp Phàm cười nói. Hả, tập đoàn Hoành Không một công ty lớn như vậy tài trợ cũng không ít đi. Phó hiệu trưởng Thái Chân nhìn Diệp Phàm một cái nói. Ít nhất cũng phải 7-8 triệu có phải không? Phó hiệu trưởng Liễu cũng phối hợp, phải làm cho Diệp Phàm không có chỗ nào giấu mặt. Ba vị đồng chí tự cho là hắn bị đá ra khỏi tập đoàn Hoành Không. Hiện giờ tập đoàn còn có thể cho hắn tiền, tặng tượng trưng mấy triệu còn có thể 7-8 triệu tuyệt đối không thể. 7-8 triệu. Diệp Phàm cố ý nhíu mày có chút do dự. 7-8 triệu đối với một phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân và một khu kinh tế là số nhỏ có phải không? Lưu Chính thấy cơ hội lên tiếng. Ôi, thật sự là nhỏ. Không thể tưởng tượng được, Diệp Phàm lắc đầu. Hả, con số nhỏ, chẳng lẽ cấp 15 triệu? Thái Chân châm chọc nói. Ha ha, có thể cho thì tôi thật sự phải cảm ơn đồng chí Diệp Phàm. Hiệu trưởng Vương không ngờ cũng lên tiếng. Diệp Phàm hiểu được ý của ông ta. Cậu và ba đồng chí đấu võ mồm, nếu thật sự tiền đến tay cũng là vào quỹ của nhà trường, hiệu trưởng Vương chắc không biết chịu thiệt. Hơn nữa Diệp Phàm cũng hiểu có vẻ hiệu trưởng Vương không có tình cảm đối với mình. Hơn nữa, có thể giúp ba vị một chút cũng tốt. Ít rồi. Diệp Phàm lắc đầu nhìn mấy người một cái, vuốt vuốt cằm cười nói. Bọn họ nói 100 triệu, chỉ cần có thể dành ra một phòng thì trong một tuần tập đoàn sẽ chuyển tiền đến tài khoản của trường. Nhất thời mọi người có chút khiếp sợ. Việc này cũng là cây bút lớn. Vừa vào trường không ngờ mang đến cho trường 100 triệu. Đó là cái gì? Đây là năng lực, là trách nhiệm, là... Hiệu trưởng Diệp rất khí phách, việc này chúng ta phải nắm chắc. Ngày mai bắt đầu kiểm tra một chút, phó hiệu trưởng Diệp có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nhanh chóng thành lập một phòng làm việc Diệp Phàm. Hiệu trưởng Vương vừa nghe tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lập tức lên tiếng. Phải làm một phòng làm việc thích hợp với tập đoàn Hoành Không. Ví dụ như nghiên cứu một ít sản phẩm, hoặc là nghiên cứu các kỹ thuật mới đều được. Có khi đến lúc hợp tác tốt có thể có thêm tiền. Đương nhiên phòng làm việc Diệp Phàm cũng không ổn, Diệp Phàm tôi không có năng lực này, treo đầu dê bán thịt chó không tốt. Nghĩ một cái tên khác thì tốt hơn. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Hiệu trưởng Vương, việc này giao cho chúng tôi làm đi, chúng tôi sẽ làm thỏa đáng. Hơn nữa số tiền kia là đồng chí Diệp Phàm đem về, đương nhiên phải gọi là phòng làm việc Diệp Phàm. Nếu không không thể thể hiện. Phó hiệu trưởng Lưu rất tranh thủ nói. Diệp Phàm biết anh ta không yên lòng, bên ngoài là trợ lý, trên thực tế là không tin hắn có thể lấy được 100 triệu, anh ta muốn làm việc này xong trước, đến lúc đó tiền không đến anh ta có thể nã pháo.
Được, việc này giao cho đồng chí Chính Ngôn phụ trách. Còn tên phòng làm việc thì phòng làm việc Diệp Phàm không tồi. Phó hiệu trưởng Diệp của chúng ta chính là một chữ vàng. Hiệu trưởng Vương quyết đoán gật đầu, hai vị đồng chí hợp nhau ép Diệp Phàm. Ôi, phòng làm việc Diệp Phàm không tồi nhưng ở đây chúng ta làm cho đồng chí Diệp Phàm chịu tủi thân. Bí thư Trác nói một câu làm mọi người nghe không hiểu. Tủi thân, không không, bí thư Trác, tôi không cảm thấy thế, nhưng thật ra rất xúc động. Có thể đến trường đại học làm việc, có thể làm việc với các chuyên gia học giả tôi rất vinh hạnh. Diệp Phàm cười nói, trở nên thật sự rộng lượng. Ha ha, các đồng chí có thể không biết được thân phận thật sự của đồng chí Diệp Phàm. Bí thư Trác cười cười nhìn mọi người một cái thấy mọi người có vẻ không hiểu cười nói. Đồng chí Diệp Phàm công tác ở trường chúng ta trên cơ bản là danh nghĩa, công việc chính của anh ấy là ở Bộ Công an. Bộ Công an? Lưu Trinh Ngôn nhìn không được hỏi. Đúng vậy, khi làm Phó Chủ tịch tỉnh Thiên Vân đồng chí Diệp Phàm kiêm chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện giờ đồng chí Diệp Phàm đến chỗ chúng ta làm việc, trước đó anh ấy đã được thăng chức Thứ trưởng Bộ Công an, hơn nữa hưởng chế độ đãi ngộ cấp Bộ trưởng. Lãnh đạo Bộ đã nói chuyện với tôi. Nói công tác trọng tâm của đồng chí Diệp Phàm là ở Bộ, thời gian anh ấy đến Yến Đại sẽ không nhiều. Cho nên, công việc chúng ta phân công cho hắn phải thoải mái. Không thể làm chậm công tác của đồng chí Diệp Phàm ở Bộ. Bí thư Trác nói xong hội trường nhất thời khiếp sợ. Trong phòng họp chỉ nghe tiếng thở dồn dập. Chúc mừng Bộ trưởng Diệp. Hiệu trưởng Vương phản ứng đầu tiên nói. Nhất thời tiếng chúc mừng vang lên khắp phòng họp. Lần này tiếng chúc mừng rất nhiệt liệt, thật giả lẫn lộn. Ha ha, tuy công tác trọng tâm của tôi ở Bộ nhưng Đại học Bắc Kinh cũng là một cương vị công tác của tôi. Các vị lãnh đạo yên tâm, tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc ở trường. Hơn nữa tôi thật sự chờ mong công việc ở trường. Đương nhiên, thời gian tôi đến đây cũng không nhiều, xin các vị tha thứ. Đến lúc đó đừng chê cười Diệp Phàm tôi bỏ bê công việc là được. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha. Tất cả các đồng chí đều cười vang. Sáng thứ hai Diệp Phàm đến Bộ, Diệp Phàm trực tiếp đến văn phòng Thiết Chiêm Hùng. Thế nào, hôm qua nghe nói cậu đến Đại học Bắc Kinh. Thiếu Chiêm Hùng vừa mời Diệp Phàm ngồi vừa hỏi. Đúng, mở đầu liền bị ba tên công kích, sát khí rất mạnh nhưng may mắn thắng. Diệp Phàm cười nói. Chú em, bọn họ tìm cậu khác gì muốn chết, có đồng chí muốn chỉnh cũng phải nhìn người. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Bọn họ cũng là người tài hoa, anh Thiết quá đề cao em. Diệp Phàm cười nói. Bên này không chừng vài ngày nữa em mới đến, đến gặp anh trước. Không nhất định. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Sao thế, chuyện của em anh rõ nhất có phải không? Diệp Phàm sửng sốt. Cậu còn không rõ nguyên nhân điều cậu về Bắc Kinh sao? Chuyện này tổ trưởng cung đã thông báo với tôi. Thiết Chiêm Hùng nói. Không phải chủ trì công tác tổ đặc nhiệm à sao? Công việc bên kia mới là trọng tâm. Diệp Phàm hỏi. Cậu phải quan tâm hai bên, hơn nữa công tác bên Bộ cũng không nhẹ. Thiết Chiêm Hùng nói. Tôi làm sao có thời gian? Diệp Phàm nhíu mày. Lần này họ điều cậu về mục đích thật sự có liên quan đến Thế vận hội Olympic. Thiết Chiêm Hùng nói. Thế vận hội trông mong gì ở tôi? Chẳng lẽ tổ còn quan tâm đến việc này? Diệp Phàm nói. Cậu nói đúng rồi, Thế vận hội là việc lớn của đất nước. Lần này điều động cậu về để tăng cường xây dựng đội ngũ của tổ đặc nhiệm A. Gần 2 năm nay tổ tương đối bình yên, có lẽ không lâu còn có hành động lớn, đó là công việc bí mật của cậu. Bên ngoài là việc phụ trách an ninh cho Thế vận hội. Đến lúc đó có bao nhiêu chính khách đến đây, còn có vận động viên của các nước. Công tác này trọng trách không nhẹ, hơn nữa, tuyệt không thể để lộ. Thiết Chiêm Hùng nghiêm túc nói. Chương 3633, Cố vấn quân sự đặc biệt. Vậy còn không chết mệt sao? Diệp Phàm nói. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, năng lực của cậu thôi. Bởi vì cậu không phải là người thường, nếu không cũng sẽ không giao cho cậu. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Tôi nói nhé anh Thiết không thể trêu tôi như vậy dù có năng lực cũng không phải làm bằng sắt có phải không? Công tác bảo đảm an ninh của Thế vận hội Olympic là khá rườm rà. Nhiều chuyện lắm tôi chỉ sợ đến lúc đó không thể lo việc hai đầu. Không đúng hiện giờ đều là ba đầu. Diệp Phàm nói, yên tâm, cũng không phải là một mình cậu làm việc. Công tác bảo đảm an toàn cho Thế vận hội Olympic liên quan đến nhiều ngành lắm. Ví dụ như an toàn bảo vệ các chính khách nhất định là do tổ đặc nhiệm A trực tiếp phụ trách. Cậu có thể trực tiếp giao cho đồng chí Vương Nhân Bàng.
còn bảo vệ an ninh cho các đối tượng khác là do bộ chúng ta phụ trách. Đây là vấn đề liên quan đến tổ đặc nhiệm A, Trung Nam Hải và rất nhiều ngành khác. Liên quan đến nhiều mặt nhưng chúng ta là một đầu mối lớn. Thiết Chiêm Hùng nói. Đúng vậy, Thế vận hội Olympic là chuyện quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta không thể gánh vác. Diệp Phàm nói. Việc này cậu cũng không phải lo lắng quá, cậu là người chỉ huy, cậu có rất nhiều cấp dưới. Cậu chỉ cần nói chuyện là được. Hơn nữa, Bao Nghị đã trở lại thật ra có thể rút ra, cậu ta là một trợ thủ rất được. Thiết Chiêm Hùng nói. Ôi, hai năm nay ở tập đoàn Hoành Không chúng tôi phối hợp rất tốt. Tôi muốn cho cậu ta chức trợ lý. Diệp Phàm nói. Trợ thủ có thêm nhiều chút, ví dụ như đồng chí Cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh Ngô Chính Phong không phải là trợ thủ đắc lực của cậu sao? Bao Nghị phụ trách bộ còn Ngô Chính Phong phụ trách Bắc Kinh. Đồng chí Nhân Bàng phụ trách tầng chót, ba pha như vậy vấn đề an ninh sẽ thoải mái lên nhiều. Thiết Chiêm Hùng nói. Có lẽ còn có thể thành lập một ủy ban an ninh. Diệp Phàm hỏi. Đã thành lập rồi, từ hai năm trước đã thành lập. Ủy ban an ninh Olympic Bắc Kinh, còn có một văn phòng điều phối. Là một đơn vị cấp dưới của bộ, chủ nhiệm văn phòng là Trần Tiềm. Người này là Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Bắc Kinh. Nhân viên của văn phòng ở nhiều ngành, ví dụ như trong cơ cấu công an kiểm sát, pháp luật, hải quan, sân bay, còn có một số công ty bảo vệ lớn, cùng các đoàn thể xã hội và các ngành liên quan. Ví dụ như các ngành liên quan đến bảo vệ. Hơn nữa, về diễn tập bảo vệ an ninh và trao đổi với đội bảo vệ an ninh của các quốc gia đã từng tổ chức Thế vận hội Olympic đã tiến hành nhiều lần. Tham khảo kinh nghiệm của bọn họ cũng quan trọng. Thiết Chiêm Hùng nói, có phải tôi đến văn phòng báo cáo là được, như vậy cũng tốt, do đồng chí Trần Tiềm phụ trách tôi phối hợp là được. Hơn nữa họ đã làm việc từ hai năm trước, kinh nghiệm làm việc đã có. Diệp Phàm nói, cậu nghĩ thật dễ. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Có ý gì anh Thiết? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Cậu có cấp bậc gì cậu ta có cấp bậc gì, cậu ta là cán bộ cấp thành phố đến chỉ huy một cán bộ hưởng thụ đãi ngộ cấp bộ trưởng như cậu sao? Ha hai, cậu nghĩ như vậy có phù hợp không? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Như này không được, như vậy không được cuối cùng như thế nào mới được? Diệp Phàm hỏi. Cậu mới thật sự là chỉ huy của công tác an ninh lần này. Đây là đồng chí Cung Khai Hà đề cử cậu. Thiết Chiêm Hùng nói. Lão Cung thật đúng là nhiều chuyện, đem trọng trách nặng như vậy đặt lên đầu tôi. Việc này dù thế nào cũng phải xem ông ta làm thế nào. Diệp Phàm nói. Ha ha. Trách nhiệm trọng đại nhưng đại diện cho chiến tích rõ ràng. Một khi Thế vận hội Olympic bế mạc, cậu chính là công thần trong công tác an ninh. Đồng chí Cung Khai Hà cũng nói, cậu có thị giác đặc biệt. Hơn nữa, thân thủ cậu cao, ngoài ra cậu từng đảm nhiệm chức vụ lớn, hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm công tác này. Tôi nghĩ chỉ cần cậu có thể làm tốt công việc này, việc thăng chức tiếp theo của cậu hoàn toàn dựa vào nó. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Lên chức là chuyện rất xa xôi. Ngàn vạn lần đừng để tôi làm hỏng việc là được. Diệp Phàm nói. Nói đến công tác an ninh thì trước tiên nói đến tình hình Thế vận hội Olympic đã. Chủ trì Thế vận hội Olympic Bắc Kinh là do Chủ tịch thành phố Trịnh Quốc Trung đảm nhiệm. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Chủ tịch Triệu đảm nhiệm chức Chủ tịch. Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh Trần Viễn Tùng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực. Bí thư Tổng cục Thể dục, Phó Cục trưởng đồng chí Lan Huy, Phó Cục trưởng Tổng cục Thể dục đồng chí Dương Chí. Ủy viên thường vụ Đảng ủy thành phố, trưởng ban tuyên giáo Bắc Kinh La Hoành Đông, cùng phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh Tống Viễn là các phó chủ tịch. Cậu gia nhập tất nhiên cũng là phó chủ tịch, ý của cấp trên là phụ trách an ninh của Thế vận hội. Trọng trách trên vai cậu rất nặng, vấn đề an ninh. Thiết Chiêm Hùng khá nghiêm trọng nói. Đồng chí Ngô Chính Phong là phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh kiêm cục trưởng cục công an, sao anh ấy không có trong hàng ngũ phó chủ tịch, hình như hơi lạ. Diệp Phàm hỏi. Ha ha, cậu muốn kéo anh ta vào thì có thể đưa ra đề nghị. Việc này nhiều ít phó chủ tịch cũng như thế. Đương nhiên, trách nhiệm trọng đại cũng thể hiện cơ hội. Cơ hội để rạng rỡ mặt mày là không ít. Hơn nữa, có thể tiếp xúc với những người tay to mặt lớn cũng có lợi cho tiến bộ sau này có phải không? Cho nên, đồng chí muốn vào cũng không ít. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Có lẽ còn phải đồng chí Trịnh Quốc Trung phê chuẩn mới được. Diệp Phàm hỏi. Đó là chuyện chắc chắn, đương nhiên Triệu Thắng chủ tịch, còn có Trần Viễn Tùng cũng phải đồng ý mới được. Ba vị đồng chí này mới là trung tâm của ủy ban. Thiết Chiêm Hùng nói.
xem ra, muốn chen vào khó khăn không nhỏ. Diệp Phàm có chút buồn bực. Đó là đương nhiên, cho nên, cậu đừng nghĩ không đi vào, có bao nhiêu đồng chí xếp hàng đánh nhau vỡ đầu cũng muốn chen vào. Thiết Chiêm Hùng nói. Tôi hỏi Chủ tịch Ngô một chút rồi nói sau, có lẽ người ta còn sợ trách nhiệm không muốn đi vào. Diệp Phàm nói. Nhưng nếu anh ta muốn vào anh Thiết cũng phải giúp một phen. Nói thật, tôi nói với những người này cũng chưa từng gặp. Tôi mới về Bắc Kinh không quen biết người ta làm sao nghe tôi có phải không? Ha ha, Diệp Phàm cũng biết khiêm tốn. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đây không phải là khiêm tốn, sự thật như thế thôi. Diệp Phàm nói. Chú em, đừng coi mình quá thấp. Khiêm tốn là đúng nhưng kiêu ngạo tuyệt đối cũng không phải hàm hồ. Một thứ trưởng như cậu không bằng củ cải trắng sao? Hơn nữa, thân phận thật của cậu nói ra cũng có thể đánh chết người. Trung tướng. Hơn 30 tuổi đã là trung ướng, tướng quân hàng đầu Trung Quốc. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đừng nói thế anh Thiết, trung tướng của tôi chỉ là một mánh khóe, căn bản không thể lộ ra ngoài. Diệp Phàm nói. Ai nói thế, cậu xem danh sách tướng quân của Ủy ban quân giới Trung ương, chắc chắn có tên cậu. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Không thể nào không phải nói không thể để lộ ra ngoài sao. Diệp Phàm sửng sốt. Họ có rất nhiều cách làm. Không phải là cho cậu một chức vụ hư danh. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Thể hiện cái gì? Diệp Phàm hứng thú nhìn chằm chằm Thiết Chiêm Hùng. Cố vấn quân sự đặc biệt của Tổng thống. Ha ha ha, nói sai rồi, cố vấn quân sự đặc biệt của Chủ tịch. Thế nào, có phải là danh chính ngôn thuận không? Trung tướng làm cố vấn cũng không tệ lắm. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ngay cả tôi cũng thấy ghen với cậu. Còn có việc này nữa, ha ha, việc này có phải có chút lạ không? Một phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân như tôi nhanh chóng thành cố vấn quân sự, có thể làm cho các tổ chức nước ngoài để ý không? Mũi của chúng tuyệt đối không kém hơn mũi chó. Diệp Phàm nói. Không, cố vấn không ít như Vương Thành Trạch cũng là một cố vấn, có lẽ phải có đến 10 cố vấn. Những người này cũng có người chưa từng làm việc liên quan đến quân sự, có người là chuyên gia quân sự, có người là tướng quân về hưu. Ha ha, cho nên, thêm một người như cậu cũng không ai so đo. Hơn nữa. Ở các nước đều giống nha, thời xưa chính là phụ tá. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Xem ra, tôi còn thật thoải mái đi. Diệp Phàm cười nói. Cậu nói đúng, nhưng chuyện Ngô Chính Phong bản thân cậu phải tự nghĩ cách. Nếu ngay cả việc này cậu cũng không làm được vậy cậu làm cố vấn cũng chỉ là hư danh. Thiết Chiêm Hùng ra vẻ còn có chút vui vẻ khi người khác gặp họa. Nhưng chuyện Ngô Chính Phong có lẽ phiền toái cũng không ít. Ủy ban tổ chức Thế vận hội chắc chắn sẽ tham gia, chẳng qua với thân phận của Cục Công an. Còn thân phận của Phó Chủ tịch thành phố bị xem nhẹ. Anh có thấy gì ở đây không? Cấp trên không tự nhiên cử ai. Xem ra Cục trưởng Ngô không được yêu thích ở thành ủy hoặc ủy ban thành phố. Diệp Phàm thở dài. Đại khái là như thế, ban tổ chức chủ yếu là thành phố Bắc Kinh tạo nên. Quyết định đa số nằm ở thành ủy và ủy ban thành phố Bắc Kinh. Đương nhiên. Đây là thủ đô, chắc chắn có ảnh hưởng của cấp trên. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Sau đó Diệp Phàm đến Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A. Bộ trưởng Thiết có lẽ đã nói qua. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc. Ôi, tôi nói nhé Tổ trưởng Cung, sao trước đó ông không nói với tôi một tiếng tôi cũng có chuẩn bị tâm lý có phải không? Hơn nữa chuyện an ninh của Thế vận hội Olympic lớn như vậy, các anh giữ bí mật không nói chút nào. Nếu làm sai chuyện an ninh này thì tôi và anh đều không chịu được trách nhiệm. Diệp Phàm nói, Ủy ban an ninh của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh đã được thành lập mấy năm trước. Qua vài năm đã hoàn thiện dần. Cậu qua đó là một người chỉ huy, bọn họ đã có võ thuật, cử cậu sang đó là hợp nhất công tác của tổ đặc nhiệm A vào. Hơn nữa dùng năng lực quan sát đặc thù của cậu đi kiểm tra sắp xếp qua một lần, chỉ có thể nói cậu đi mới hoàn hảo. Cậu còn có một nhiệm vụ quan trọng. Đó là bố trí an ninh cho lãnh đạo cùng các chính khách. Đây là trách nhiệm nặng nề, cậu nhất định phải thận trọng. Cung Khai Hà nói. Còn chuyện trước đó không nói với cậu, đó là bởi vì cậu vẫn không muốn trở lại tổ. Chương 3634, cải cách lớn của tổ A. Cho nên các anh liền tiền trảm hậu tấu. Diệp Phàm nói. Đây là sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên, sao có thể nói là tiền trảm hậu tấu? Đều là vì công tác của quốc gia mà. Hơn nữa, vừa khéo gặp được cơ hội này, cậu qua đây càng thích hợp hơn phải không nào? Thật ra, lần này cũng là một cơ hội rèn luyện bản thân rất tốt đối với cậu.
Cậu sau này nhất định sẽ còn hướng đến những cương vị công tác có phạm vi rộng lớn hơn. Bước vào không gian có tính cạnh tranh lớn, mới mẻ lại mang tầm cỡ thế giới kiểu này sớm thì càng có thể đạt được nhiều thành tích hơn. Lĩnh hội đầy đủ kinh nghiệm trong đó. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện rõ sự tín nhiệm tuyệt đối của lãnh đạo cấp trên đối với cậu. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Về điều này tôi thật không có ý kiến gì, chỉ là bắt tôi kiêm nhiều chức vụ như vậy các ông không sợ tôi mệt chết sao? Ví dụ, chức vụ trong Đại học Bắc Kinh dường như không cần thiết phải kiêm nhiệm. Riêng công tác trong bộ hoàn toàn đã có thể che giấu tai mắt người khác rồi không phải sao? Công tác ở Đại học Bắc Kinh chẳng phải có chút vẽ rắn thêm chân sao? Hơn nữa, ba phía đều có công tác, tôi cho dù có là người sắt cũng sẽ chịu không nổi phải không nào? Diệp Phàm có chút không hiểu nổi. Ha ha, công tác ở Đại học Bắc Kinh rất nhẹ nhàng thoải mái. Cho cậu nhận một cái danh trong trường đại học là có ý tứ khác nữa. Cậu ngẫm lại xem, đại học là một trung tâm tri thức nghệ thuật học thuật. Tuy rằng địa bàn của nó không lớn, nhưng phạm vi bao trùm của nó có thể đột phá ra quốc tế thậm chí hướng ra thế giới và vũ trụ. Hơn nữa, bầu không khí đặc thù của đại học cũng có thể rèn luyện cho cậu một số phẩm chất. Nếu chỉ là một quan chức thì sẽ không thể nào hoàn thiện mọi mặt. Thế nhưng, có thể tiếp thu một số tri thức và kinh nghiệm mặt bên đối với cậu cũng không phải chuyện không tốt. Hơn nữa, cậu thấy đấy, không phải mấy vị lãnh đạo tối cao của quốc gia chúng ta đều từng nhậm chức ở đại học sao? Bởi vì, đại học là một hình thức rèn luyện khác, mà tác dụng của nó thì không thể coi thường. Cung Khai Hà cười nói. Ha ha, thật ra tôi rất hứng thú với công tác ở Đại học Bắc Kinh. Nó là một lĩnh vực hoàn toàn khác với các ban ngành chính phủ và doanh nghiệp mà tôi chưa biết. Rất có tính thách thức và cảm giác mới mẻ, nhìn thấy đám học sinh sinh viên là dường như tôi trở về thời kỳ đại học. Không những thế, tôi cũng muốn nhân cơ hội trở về đào tạo chuyên sâu, tranh thủ cái bằng nghiên cứu sinh là việc nên làm. Hiện tại thì tốt rồi, gần quan được hưởng lộc rồi. Cho nên, tôi phải cảm ơn sự sắp xếp này của lãnh đạo cấp trên, đúng là rất tuyệt vời. Diệp Phàm cười nói. Tại sao có thể là nói là tranh thủ chứ, đương nhiên. Cậu cũng không có nhiều thời gian học cùng người ta. Có điều, thị giác đặc thù của cậu có tốc độ đọc sách nhanh gấp mấy lần người bình thường. Cho nên, người ta tốn một tháng cậu chỉ cần tốn mấy ngày là đủ rồi. Cung Khai Hà nói. Lần này sự coi trọng của lãnh đạo cấp trên đối với cậu đã đạt đến mức độ cao nhất từ trước đến nay rồi. Ngay cả tôi cũng không ngờ cậu có thể nhận được đãi ngộ cấp bộ trưởng. Đương nhiên là với cấp bậc phó tổ trưởng thường vụ của tổ A thì cậu quả thực xứng đáng nhận đãi ngộ này. Chỉ là cậu tạm thời bởi vì tuổi tác lý lịch đều chưa đủ nên không thể để cậu trực tiếp bay lên chức vụ bộ trưởng. Kỳ thực, tôi nghĩ, đợi sau khi cậu làm được vài năm, một khi tuổi tác và lý lịch của cậu đều đã đủ. Đến lúc đó thời cơ chín muồi, tổ hoàn toàn có thể đề cử một chút. Bởi vì phó tổ trưởng thường vụ tổ A là một chức vụ cấp bộ trưởng chân chính, cấp bậc cũng giống như chiêm hùng. Cậu thấy đấy, tướng quân Tây Môn Đông Hồng vừa xuất ngũ liền đến quân khu Việt Châu nhậm chức tư lệnh viên. Cho nên, cậu nên phải thật nghiêm túc đối với công tác này. Nói không chừng sau này đến đại quân khu đảm nhiệm chức thủ trưởng một lần, cũng coi như không uổng một kiếp người. Cho nên, cậu nhận được công tác này cũng không phải dễ dàng đâu. Thật ra, về việc lần này cậu nhậm chức phó tổ trưởng thường vụ cũng gây nên khá nhiều tranh luận. Các đồng chí có thể đảm nhiệm chức vụ này trong tổ, các bộ và ủy ban trung ương không hề ít chút nào. Ví dụ như, Cục Bảo mật, Viện Kiểm sát tối cao. Pháp viện cùng Ủy ban Chính trị Pháp luật, Bộ Công an, đều có đồng chí xứng đáng nhận công tác này. Có điều, xuất phát từ chiến lược mới nhất của tổ ta, chúng tôi cảm thấy cậu tuy rằng trẻ tuổi nhưng cậu thích hợp với công tác lần này nhất. Tổ A trong tay cậu sắp nghênh đón một thời kỳ cải cách lớn. Về tương lai của tổ A, tôi tin tưởng trong lòng cậu nhất định đã có suy nghĩ rồi phải không? Về vấn đề này tôi đã đề cập đến từ lâu. Tôi nghĩ... Việc đầu tiên sau khi nhậm chức chính là nâng cao tiêu chuẩn gia nhập của tổ A. Chính là ngũ đẳng và lục đẳng tôi đã nói. Dựa vào sự thay đổi lớn về hình thế quốc tế, các quốc gia đều tăng cường xây dựng đội ngũ đặc biệt. Lúc trước lấy tứ đẳng làm tiêu chuẩn gia nhập là hơi thấp một chút. Trong các nhiệm vụ phức tạp tứ đẳng chỉ có thể làm mấy việc khiêng vác chạy vặt mà thôi. Tổ A chúng ta không cần mấy đồng chỉ có thể khiêng vác gia nhập. Mà những đồng chí kiểu này chỉ có thể vào rèn luyện trong đội ngũ dự bị như báo săn, sau khi đột phá mới có thể gia nhập. Hơn nữa, tôi còn có ý tưởng này, đội ngũ như báo săn không thể chỉ nhận những nhiệm vụ công kích ngoại vi.
Tôi muốn xây dựng báo săn thành đội ngũ vừa công kích vừa huấn luyện nhân tài. Lý luận quân sự hiện đại đang thay đổi, lý luận chiến tranh lục hải không hình thành nhất thể hóa cũng nằm trong chiến tranh hiện đại. Hải quân lục chiến chính là xu thế mới, phải mở rộng lĩnh vực chiến lược của chúng ta, chỉ có như vậy mới có thể tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia. Còn về tổ A chúng ta, không thể bảo thủ thêm nữa, cải cách đột phá là việc nhất định phải làm. Ví dụ như, cao thủ tứ đẳng sau khi được lựa chọn giúp bọn họ đột phá ở báo săn, cuối cùng mới chính thức nhận vào. Mà báo săn có được điều kiện này, bởi vì bọn họ có sân huấn luyện tốt nhất thế giới. Diệp Phàm nói, được được, suy nghĩ của cậu không bàn mà rất giống với suy nghĩ của tôi. Đương nhiên, nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn của tổ A tuy rằng từ tứ đẳng nâng đến ngũ đẳng, việc thay đổi này cũng mang đến khá nhiều vấn đề đấy. Ví dụ như, ngay cả cường giả tứ đẳng chúng ta cũng khó tìm, hiện tại lại nâng đến ngũ đẳng, vậy thì độ khó khi tìm người sẽ theo đó mà tăng. Đến lúc đó, không tìm được ai thì phải làm sao? Cung Khai Hà nói, tổ A cần phải cải cách, phải tổ chức công tác chuyên huấn luyện nhân tài, bắt đầu từ khi còn nhỏ. Tuy rằng chu kỳ bồi dưỡng một nhân tài tương đối dài. Thế nhưng đến chu kỳ sau, vòng tuần hoàn được hình thành thì sẽ dễ làm hơn nhiều. Chúng ta phải làm đến mức không cần nhìn sắc mặt các đại môn phái mà công phu vẫn đạt đến mức cao. Đương nhiên, chuyện này nói thì dễ nhưng làm thì khó, thế nhưng, mặc kệ khó đến thế nào, chúng ta cũng đều phải làm. Diệp Phàm nói, ừ, ý tưởng này chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc thực hiện từ lâu rồi. Triển khai công việc theo mô hình nhỏ, ví dụ, huấn luyện tập trung ngắn hạn chúng ta đã bắt đầu từ lâu rồi. Chẳng qua chưa thể hình thành quy mô lớn mà thôi. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất chính là đầu tư tài chính. Chuỗi vấn đề này sinh khi muốn hình thành một nhân tài huấn luyện hoàn chỉnh vẫn khá là lớn. Ví dụ như, vấn đề kỹ thuật, vấn đề tài chính, vấn đề địa bàn triển khai. Đương nhiên, nhiều vấn đề như vậy chúng ta có thể đem ra cho các đồng chí thảo luận sau khi tổ chức hội nghị. Cung Khai Hà nói, nhìn Diệp Phàm rồi tiếp tục. Hiện giờ vẫn còn một vấn đề, chính là vấn đề vị trí bỏ trống sau khi cậu thay đổi chức vụ. Ha ha, vấn đề này là chuyện của lãnh đạo cấp trên. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, là chuyện của lãnh đạo cấp trên, nhưng quan trọng hơn cả là chuyện của chính chúng ta. Người do chính mình chọn thì làm việc cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn một chút. Vốn trong quân đội bình thường người bên dưới căn bản không có quyền tiến cử đối với các chức vụ quân quan cấp sư trở lên. Đương nhiên, đề nghị một cách thích đáng thì vẫn nên có. Cung Khai Hà cười nói. Về vị trí của cậu trước kia cậu có ý kiến gì không? Vị trí tôi để lại có lẽ nên chọn từ các đồng chí phía dưới, hai vị Lan Viễn Kim và Dương Quốc Đào đều là những nhân vật đại biểu được phía quân đội trực tiếp phái đến. Công việc trong tổ của bọn họ kỳ thực toàn là những việc lặt vặt. Mấy việc như nhận nhiệm vụ công kích bọn họ đều không cách nào làm được, bởi vì họ không có thân thủ. Mà vị trí ban đầu của tôi tuy rằng vì tôi chỉ tạm giữ chức nên trông có vẻ không quan trọng lắm, nhưng trong lúc công kích và chấp hành nhiệm vụ trọng đại thì khá là quan trọng. Cho nên, tôi cho rằng có thể để đồng chí Đới Thành lên. Còn vị trí của đồng chí Đới Thành thì Trịnh Phương của báo săn khá thích hợp. Diệp Phàm nói, cũng không tranh cãi nhiều. Vậy báo săn sẽ do ai dẫn dắt? Cung Khai Hà nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Đề cử người tài không thể không tính đến bằng hữu. Tôi thấy đồng chí Trần Quân hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ 8, về sau thống lĩnh báo săn. Diệp Phàm nói. Đới Thành là chủ nhiệm sở liên lạc ủy ban chính trị quốc gia, giữ chức giám sát trong tổ ta. Mà cậu ta phải làm việc với 9 vị lãnh đạo. Nếu để cậu ta tiếp nhận vị trí của cậu vậy cũng có nghĩa là cậu ta từ nay về sau sẽ phải nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Như vậy phương diện liên lạc có phải sẽ chậm trễ hơn một chút không? Cung Khai Hà suy xét vấn đề tương đối toàn diện. Nhưng công tác giám sát của cậu ta trong tổ có thể để Trịnh Phương thực hiện, về phương diện công kích Trịnh Phương cũng có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Cứ như vậy ngược lại năng lực về phương diện công kích của tổng bộ sẽ được nâng cao. Diệp Phàm nói. Còn một vấn đề nữa cần phải nói trước với cậu, hai đồng chí Lan Viễn Kim và Dương Quốc Đào của quân đội lần này sắp phải đi rồi. Có điều, vị trí của hai người bọn họ sẽ do lãnh đạo của hai khối Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tổng Chính trị quyết định, sau đó thông qua Ủy ban Quân giới phê chuẩn là xong. Hai vị trí này chúng ta không thể nhúng tay vào, chúng ta mặc kệ đi. Bọn họ sắp xếp ai lại đây là chuyện của bọn họ. Cung Khai Hà nói, hai vị đồng chí này đồng thời đi. Thay đổi này có vẻ không nhỏ chút nào. Xem ra, phải chăng lần này tổ A sắp tiến hành một cuộc điều chỉnh lớn.
Diệp Phàm hỏi. Ừ, tôi có dự cảm như vậy. Đương nhiên, trước khi chuyện vẫn chưa quyết định thì đây là chuyện của 9 vị đồng chí bọn họ. Cung Khai Hà nói. Trước đó hẳn là bọn họ sẽ nói qua với anh phải không? Diệp Phàm hỏi. Cậu đừng quá đề cao vai trò của tôi như vậy, vị trí mấu chốt nhất bọn họ sẽ nói trước với tôi. Ví dụ như, về việc của cậu Đường đã đích thân nói qua với tôi, còn về vị trí phía dưới thì không chắc lắm. Bọn họ có suy nghĩ của bọn họ, chúng ta không thể xen vào được. Cung Khai Hà cũng có chút bất đắc dĩ. Tôi có một câu hỏi, ngoại trừ hai đồng chí của quân đội ra hẳn vẫn có một số đồng chí có thân thủ có thể tính đến. Những đồng chí này nếu như từ những bộ bên ngoài vào, vậy những đồng chí đó có thân thủ không? Diệp Phàm hỏi. Ha ha ha, cậu thấy đấy, trước khi tôi đến tổ công tác cũng là làm ở cục bảo mật mà. Cung Khai Hà cười thần bí. Xem ra, quốc gia chúng ta đúng là tàng long ngọa hổ rồi. Các bộ khác có lẽ cũng có khá nhiều cao thủ chưa thể hiện bản lĩnh. Chẳng qua người ta không để lộ ra ngoài thôi phải không? Diệp Phàm sửng sốt, hiểu ra. Chương 3635, cuộc họp lần đầu tiên. Chúng ta là một quốc gia rộng lớn có dân số hơn 1 tỷ người, nếu nói không có cao thủ thì không đúng. Tổ A chúng ta cũng không thể nào tiếp nhận toàn bộ nhân tài. Mà ở các ban ngành của quốc gia bao gồm cả các bộ của chính phủ vẫn còn giữ khá nhiều cao thủ. Chưa nói đâu xa, anh bạn Lam Tồn Quân và Đoàn Hải Thiên của cậu có phải cũng là cao thủ không? Thế nhưng bọn họ không vào tổ ta. Cung Khai Hà nói. Cũng đúng, người ta giấu giếm thì chúng ta chưa chắc đã biết. Còn nữa, có lẽ là lãnh đạo cấp trên biết nhưng chúng ta không biết mà thôi. Diệp Phàm nói. Đúng vậy đấy, thân thủ cao chính là tiêu chuẩn nhất định phải đạt được nếu muốn vào tổ A. Ngoại trừ hai vị đồng chí của quân đội là ngoại lệ ra, các đồng chí khác phải phù hợp với điều kiện này mới được. Cho nên, về biến động nhân sự, cấp trên có suy nghĩ của cấp trên. Bọn họ tuyệt đối không thể thay đổi tiêu chuẩn thép này của tổ chúng ta. Cung Khai Hà nói. Buổi chiều, Diệp Phàm nhận được cuộc gọi của Văn phòng Ủy ban Olympic thành phố Bắc Kinh, yêu cầu hắn đúng 9 giờ sáng ngày mai đến Ủy ban Olympic họp. Nói là các lãnh đạo có liên quan cũng đều tập trung tại đây để họp. Buổi tối vừa về đến nhà, Phí Thanh Sơn và Phí Nhất Độ đã đến. Diệp Phàm, chúng ta khi nào thì đi Thái Lan? Phí Thanh Sơn đứng ngồi không yên, có chút nóng nảy. Sư bá, vốn định sắp tới này đi, thế nhưng, vấn đề chủ yếu là mấy cao thủ đều bị thương cả. Thời gian khôi phục ngắn nhất cũng phải nửa tháng, còn như Thiên Đao chắc trong nửa năm không thể nhận nhiệm vụ. Diệp Phàm nói. Hai, sao lại gặp phải chuyện thế này chứ, ta đang lo không biết chú Phương Thành có thể chống đỡ được hay không. Lúc này càng kéo dài sẽ càng bất lợi đối với chú ấy. Phí Thanh Sơn sắc mặt thay đổi liên tục. Nếu không thế này đi, chúng ta cố gắng tranh thủ thời gian tuần sau đi Thái Lan một chuyến. Nếu như việc của Trác gia ở Thái Lan có thể giải quyết một cách thuận lợi, thì bên đó còn có hai cao thủ có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta. Như vậy tuy rằng thực lực kém một chút, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tiến hành. Hơn nữa, hai người Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất của phái Hoa Sơn còn thiếu con 3 lần nhân tình, lần này có thể hoàn toàn sử dụng rồi. Diệp Phàm nói. Vì việc của Phí gia mà con phải lo nghĩ nhiều rồi. Phí Thanh Sơn thở dài. Ông ấy là sư phụ của con, không phải vì chuyện của Phí gia. Đây cũng là chuyện con nên làm. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, ta lại có chút tưởng là thật. Phí Thanh Sơn sờ sờ cằm. Không biết Thái Sư Thúc hiện giờ thế nào rồi? Phí Nhất Độ hỏi. Tôi cũng đau đầu với chuyện này, sư phụ Bức Phương đi suốt mấy năm, cũng không biết hiện giờ ông ấy thế nào nữa. Hơn nữa, một chút manh mối cũng không có, thế giới lớn như vậy cũng không biết đi đâu tìm bọn họ. Diệp Phàm cũng rất buồn rầu. Người tốt sẽ được trời phù hộ. Chúng ta phiền lòng cũng vô dụng. Chỉ có thể nói là tận tâm tận lực mà thôi. Cho dù gặp phải bất trắc thì cũng là ý trời mà thôi, chúng ta không thẹn với lòng là được. Phí Thanh Sơn lại trở nên độ lượng. Đúng lúc này, Phí Nhất Độ kêu lên. Cái thằng nhóc này sao cũng vào đây? Diệp Phàm nhìn theo đầu ngón tay y, phát hiện con rắn nhỏ trong Thiên Sinh Bát không ngờ lại bò đến cửa. Cái đầu rắn nho nhỏ thò vào cửa. Ha ha ha, nhóc con càng ngày càng đáng yêu. Lại không thích ở yên một chỗ, muốn bò loanh quanh cơ. Bò loanh quanh cũng tốt, cả ngày ở yên trong hồ người cũng phát bệnh chứ đừng nói là rắn. Hồng Tà đứng sau con rắn nhỏ cười nói, vừa chạm đến con rắn, hai cánh nó liền mở rộng, bay thẳng đến chỗ Diệp Phàm. Hồng Tà,
sao nó lại càng ngày càng nhỏ thế? Diệp Phàm kinh ngạc, phát hiện con rắn nhỏ hiện tại thu nhỏ chỉ còn bằng đầu ngón tay. Có điều, vảy trên người từng mảnh rõ ràng, trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Phàm vuốt ve đôi cánh trong suốt của nó, thấy cũng đã cứng cáp không ít. Cậu hỏi tôi hỏi ai, có trời mới biết tại sao nhóc con này càng lớn càng nhỏ. Chuyện này thật đúng là chuyện lạ. Hồng ta tức giận nói. Vương, vương, vương. Trong đầu Diệp Phàm lại truyền đến một giọng nói có vẻ hơi non nớt, nhìn nhìn con rắn nhỏ trong lòng bàn tay. Đột nhiên trong đầu ầm một tiếng, Diệp Phàm phát hiện, bốn chữ mễ tác bỉ khâu dường như lại dao động một chút. Lạy ba lạy cho ông, gọi ông là vương mà còn không hành lễ. Diệp Phàm nhất thời nổi hứng trêu đùa, miệng kêu, tay còn khua khoáng. Ha ha ha, cậu nói chuyện cùng rắn sao, nó có nghe hiểu được không? Còn hành lễ nữa chứ, cậu cho nó là bạch nương tử hả? Hồng tà ha ha cười rộ, ngay cả Phí Nhất Độ cũng đang cười trộm. Có điều, chuyện khiến mấy người phải trợn tròn mắt lập tức xảy ra. Chỉ thấy bốn chữ mễ tác bỉ khâu trong đầu dao động, một luồng sóng âm tác động lên đầu con rắn nhỏ. Con rắn lập tức đứng bằng hai cẳng chân trong lòng bàn tay của Diệp Phàm, cái đuôi tựa lên lòng bàn tay. Cả thân rắn chỉ dài khoảng 60cm đứng lên, bắt đầu hành lễ với Diệp Phàm, hơn nữa lại còn vái ba vái liên tiếp. Hồng Tà nhìn mà nước miếng chảy ra lúc nào cũng không biết. Ha ha ha, Hồng Tà, nhìn thấy không, đây chính là bản lĩnh đấy. Diệp Phàm sảng khoái cười. Nào, nào, đến hành lễ ta đi. Hồng Tà tràn đầy hứng thú, hét to về phía con rắn, tay còn khua khoáng tư thế hành lễ. Có điều, con rắn nhỏ căn bản không để ý đến ông ta, ngay cả xoay người cũng không. Sau khi hành lễ với Diệp Phàm xong lại bay xuống dưới chân Diệp Phàm. Cuộn mình lại như thể muốn ngủ. Hồng ta tức đến nỗi giơ tay lên, có điều, nhìn nhìn Diệp Phàm lại cười khan hai tiếng hạ tay xuống. Ai, người già rồi ngay cả con rắn không ra gì cũng ghét bỏ. Hồng ta ra vẻ tự giễu một chút, có điều, con rắn nhỏ ngay cả mí mắt cũng không thèm hé, khiến cho Hồng ta rất buồn bực trong lòng. Nào, vái ông ấy mấy cái đi. Diệp Phàm chỉ vào Hồng ta, ra lệnh cho con rắn nhỏ. Con rắn lại đứng lên. Hồng ta vẻ mặt đắc ý đứng trước mặt con rắn nhỏ, chờ nó hành lễ. Thế nhưng, con rắn nhỏ đầu ngẩng cao, còn lúc lắc đầu, thân rắn vẫn đứng thẳng tắp, không động đậy. Danh con có nghe lời hay không? Diệp Phàm tức giận đến mức vung tay lên, con rắn dường như biết sai cúi thấp đầu, ra vẻ như đứa trẻ đang nhận lỗi. Có điều, vẫn không hành lễ với Hồng ta. Được rồi, không vái thì không vái, lần sau ông có đồ ngon sẽ không cho con rắn hư nhà ngươi. Hồng ta tức giận. Ha ha ha, nào, thưởng cho mày một giọt. Diệp Phàm lấy ra một lọ nước trinh nữ lấy từ chỗ A Lạp, mở nắp bình, búng tay một cái, nước trinh nữ nhỏ hai giọt vào miệng con rắn. Con rắn lập tức trở nên hưng phấn, thè thè lưỡi, cái đầu rắn đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào lọ nhỏ trong tay Diệp Phàm. Trong đầu lại vang lên tiếng kêu vương, vương, lần này tiếng kêu rất khát vọng, rất cấp thiết. Danh con, còn chê ít à? Diệp Phàm tức đến mức cho nó uống hết phần còn lại. Có điều, con rắn vẫn nhìn chăm chăm cái lọ. Hết rồi. Diệp Phàm rốc rốc cái chai xuống, ám chỉ hết nước rồi. Có điều, con rắn vẫn nhìn chăm chăm cái chai, ba người Hồng Tà đều ha ha cười rộ lên, khiến Diệp Phàm tức đến mức ném cái lọ qua. Không ngờ con rắn lại há mồm đón được rất chuẩn xác, hơn nữa, vài tiếng răng rắc vang lên, không ngờ cái lọ lại bị con rắn cắn nuốt sạch sẽ. Ăn thế chắc sẽ không bị hư bụng chứ? Diệp Phàm hỏi. Chắc sẽ không đâu, con rắn nhỏ này thực kỳ lạ. Nếu đã là nở ra từ quả trứng đến từ đảo Thủy Tinh, ta nghĩ, chẳng lẽ nó thực sự có quan hệ với xà mị ngàn năm của Vũ Vương sao? Phí Thanh Sơn sờ sờ cằm. Có trời mới biết được. Hồng ta tức giận hừ nói. Con rắn nhỏ sau khi ăn xong cái lọ dường như có chút thỏa mãn, lại còn ợ một cái, phành phạch bay về Thiên Sinh Bát. Con này đúng là chỉ biết ăn, một bữa ăn tốn bao nhiêu tiền, tiền của tôi ơi. Diệp Phàm có chút buồn bực. Đổi thành tiền thì nhiều lắm, nếu dùng để điều chế thang thuốc nước trinh nữ thì một lọ nhỏ này ít nhất mua mất 100.000. Hồng ta vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa, tươi cười. Diệp Phàm, nếu để nó nghiện rồi sau này anh lấy đâu ra nhiều nước trinh nữ như vậy cho nó ăn, đừng chiều hư nó. Còn nghĩ đến sau này sao, đừng nghĩ nữa. Có điều. Mọi người có nhận thấy không, dường như nước trinh nữ có thể làm cho con rắn này lớn nhanh hơn. Diệp Phàm nói.
Có lẽ là có tác dụng này thật. Phí Thanh Sơn nói. Hai người Phí Thanh Sơn vừa đi thì Ngô Chính Phong vội vội vàng vàng đến. Chủ tịch Ngô, dạo này bận rộn không? Diệp Phàm cười, chào hỏi, bảo y ngồi xuống. Bận chứ, bận đến mức mông cũng chẳng chạm đất nữa. Chuyện lớn nhất chính là Thế vận hội Olympic mấy tháng nữa sẽ khai mạc. Căn bản từ năm ngoái đến hiện giờ đều bận rộn những việc này. Như diễn tập phòng chống bạo lực, diễn tập cứu người, diễn tập phòng chống xảy ra tình huống bất ngờ. Dù sao chỉ riêng những vụ diễn tập này đã khiến người ta phát ngất rồi. Việc chúng tôi làm đều là những công việc cụ thể, nên công việc phải làm rất nhiều. Hơn nữa, phạm vi lớn như vậy, lại không thể để lộ ra một chút nào, trách nhiệm rất lớn. Ngô Chính Phong có vẻ rất mỏi mệt. Thế vận hội Olympic là đại sự của cả nước, là đại sự của toàn thế giới, anh vừa là chủ tịch thành phố vừa là cục trưởng, trách nhiệm quả thực rất nặng nề. Diệp Phàm nói xong, liếc nhìn Ngô Chính Phong một cái, hỏi. Có điều, tôi vừa mới lật qua tổ hợp danh sách của Ủy ban Olympic, phát hiện trong số những người phụ trách chủ yếu không có anh. Ví dụ như trong ô phó chủ tịch Ủy ban Olympic cũng không có tên của anh. Mà hai đồng chí Tống Tiễn và Vệ Thanh Thanh của thành phố Bắc Kinh đều có trong danh sách phó chủ tịch. Anh chức vụ là phó chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an, theo lý mà nói vai trò không hề nhỏ. Tại sao lại không có tên của anh? Ai, tình hình bên trong phức tạp lắm. Trong danh sách phó chủ tịch không có tôi, thế nhưng người phụ trách chủ yếu vấn đề an ninh của thành phố Bắc Kinh thì có tôi. Bởi vì Bộ Công an mới là quân chủ lực trong vấn đề an ninh. Lúc có việc mới nhớ đến chúng tôi, lúc ăn bánh thì quên sạch. Như thế cũng tốt, tôi cũng được thoải mái một chút. Ngô Chính Phong có chút oán hận. Lời này của anh không đúng sự thật rồi, chẳng lẽ anh không muốn ăn bánh? Diệp Phàm hừ nói. Nói thật, dù sao cũng đều phải chịu trách nhiệm, ai không muốn ăn bánh chứ? Hơn nữa, làm người chỉ huy vẫn thoải mái hơn những đồng chí phải làm công việc cụ thể. Nói nhiều một chút họp nhiều một chút là được rồi. Không giống hiện tại hét đến khản cả giọng mà vẫn chỉ là một tên người hầu. Chẳng qua bánh này chỉ có thể ngó đỡ thèm chứ khó đến miệng lắm. Ngô Chính Phong thở dài. Ha ha ha, xem ra chủ tịch Ngô của chúng ta vẫn muốn ăn miếng bánh này mà. Diệp Phàm cười nói. Điều này là đương nhiên, chỉ có đầu ngốc mới không muốn ăn. Trách nhiệm bảo vệ an ninh Thế vận hội Olympic rất nặng nề, nhưng cũng ẩn chứa cơ hội rất lớn. Tôi cứ đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố mãi cũng sẽ không có nhiều cơ hội lập công. Nhưng trong Thái Bình cũng khó phát hiện cơ hội phải không nào. Đây chỉ có thể coi là một con đường trung dung mà thôi. Ngô Chính Phong nói. Anh chưa từng đi tranh thủ sao? Diệp Phàm hỏi. Chương 3636, chuyện nắm chắc. Nào có tranh thủ được, có điều, việc này cơ bản là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Phạm vi khu vực thành phố Bắc Kinh quản lý không giống những tỉnh lớn phía dưới. Nhưng dân số lại không hề nhỏ, hơn nữa, nhân viên trong thành ủy ủy ban nhân dân thành phố cũng không hề ít. Chỉ riêng phó chủ tịch thành phố không trong thường vụ cũng có đến mấy người, lại thêm phó chủ tịch thành phố trong thường vụ nữa là có thể làm ba bàn mạt trược hoàn chỉnh rồi. Ngay cả chủ nhiệm phối hợp an ninh cũng không đến lượt. Dường như tôi với cái chức phó chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an này chỉ là để trang trí. Ngô Chính Phong có chút chua xót nói. Thế nào, có muốn làm việc cùng tôi không? Diệp Phàm cười thần bí, hỏi. Anh Diệp lại nói đùa, anh ở tỉnh Thiên Vân, tôi đương nhiên muốn làm việc cùng anh. Nhưng mà làm thế nào được? Ngô Chính Phong nói, y mấy ngày trước đi nghiên cứu ở địa phương khác vừa trở về, hơn nữa vừa trở về đã rất nhiều việc, đối với việc Diệp Phàm thăng chức vẫn không biết. Ha ha, tôi hiện giờ cũng trở về thủ đô rồi. Diệp Phàm cười nói. Trở về thủ đô rồi sao, anh Diệp, anh một chút tin tức cũng không tiết lộ với thằng em này. Thế là không được đâu nhé. Ngô Chính Phong sửng sốt thốt lên. Có điều, tên này vẻ mặt rất mừng rỡ. Trở về thủ đô có tác dụng gì, ủy viên thường vụ đảng ủy, phó hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh. Cậu nói xem, như thế đủ để làm việc cùng cậu không? Diệp Phàm cố ý trêu tên này một chút. Thế nhưng anh còn có chức vụ trợ lý bộ trưởng Bộ Công an. Lần này trở về thủ đô có phải trọng điểm là công tác bên đó không? Ngô Chính Phong nói. Ha ha, cho nên ấy, tôi mới bảo cậu theo tôi làm việc mà. Diệp Phàm cười nói. Rõ, tôi nghe theo trợ lý Diệp, anh nói thế nào liền làm thế đó. Ngô Chính Phong cũng rất thoải mái, không chỉ thế, cũng cảm giác được điều gì đó.
tôi đã nhận mệnh lệnh làm người tổng phụ trách công tác an ninh của Ủy ban Olympic, miễn cưỡng cũng chen được vào hàng ngũ phó chủ tịch ủy ban. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì tốt quá, sau này tôi sẽ làm việc ngay dưới trướng của anh rồi. Công việc này đáng làm rồi, làm việc cho người khác tôi cảm thấy có chút ức chế, còn làm cùng anh Diệp thì lại rất dễ chịu. Ngô Chính Phong nở nụ cười. Tôi chuẩn bị đề nghị cậu vào hàng ngũ phó chủ tịch ủy ban, cậu chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Phàm nói. Thôi, tôi biết là mình không có hy vọng gì rồi. Vừa rồi tôi cũng nói rồi đấy, quyền quyết định là ở thành ủy ban nhân dân thành phố. Vị trí phó chủ tịch tuy rằng chỉ là tạm thời, một khi đại hội thể dục thể thao khai mạc có lẽ sẽ tan luôn thôi. Thế nhưng, những đồng chí muốn vào cũng không ít, trợ lý Diệp không nên thấy khó xử. Ngô Chính Phong nói. Ha ha, có được hay không cứ thử mới biết được. Chủ tịch Ngô chẳng lẽ chút dũng khí này cũng bị mài nhẵn rồi sao? Diệp Phàm cười nói. Được được, tôi cố gắng một lần, ngày mai tôi liền đi xin, phải từ bỏ sĩ diện thôi. Ngô Chính Phong nắm chặt nắm tay. Cậu trước đừng hành động, sáng ngày mai Ủy ban Olympic họp. Tôi sẽ nhắc tới trong hội nghị, để xem phản ứng của các đồng chí rồi tính sau. Diệp Phàm nói. Việc này khiến trợ lý Diệp khó xử rồi. Vẻ mặt Ngô Chính Phong tràn đầy ý xin lỗi và cảm kích. Sáng hôm sau, Diệp Phàm đến hành lang bên ngoài phòng họp. Anh là Bộ trưởng Diệp phải không? Lúc này, trên hành lang có một người phụ nữ trung niên tóc ngắn. Mặc bộ vest ngắn, mang theo một túi đựng tài liệu đi đến. Người phụ nữ có diện mạo bình thường nhưng người có vẻ rất giỏi giang chín chắn. Hai ngọn núi trước ngực cũng không nhỏ. Phía sau người phụ nữ còn có vài nhân viên. Đúng vậy, chị là. Diệp Phàm nhìn người phụ nữ trung niên. Thực xin lỗi Bộ trưởng Diệp, tôi quên giới thiệu mình. Tôi tên là Khâu Thu, phụ trách công việc giấy tờ trong văn phòng Ủy ban Olympic. Hôm qua là tôi gọi điện cho anh, có điều. Diệp Bộ trưởng trông có vẻ quá đặc biệt, vừa rồi ở đầu hành lang tôi đã nhìn thấy. Thế nhưng nhất thời không dám đến đây nghênh đón. Khâu Thu nói. Ồ, chẳng lẽ tôi trông giống đại hổ ăn thịt người sao? Diệp Phàm vẻ mặt thân thiện mỉm cười. Bộ trưởng Diệp tuyệt đối thuộc hàng đại hổ rồi. Lúc này, đầu kia hành lang truyền đến một tiếng cười vang dội. Diệp Phàm ngẩng đầu liền thấy một người mập mạp, đầu tóc chải chuốt, một bộ vest rất hợp người, trông có vẻ rất khí thế. Người này chính là Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia, Chủ tịch chấp hành Ủy ban Olympic thành phố Bắc Kinh, Triệu Thắng. Ở trong Ủy ban cũng có thể coi là nhân vật số 2. Cục trưởng Triệu nói đùa rồi, ở trước mặt đại hổ anh tôi chỉ có thể làm một tiểu hổ mà thôi. Diệp Phàm cười nói, tiến lên chủ động bắt tay cùng Cục trưởng Triệu. Ha ha ha, Bộ trưởng Diệp chê cười rồi, anh có thành tiểu hổ chúng tôi cũng không dám đụng vào. Triệu Thắng ra vẻ rất nhiệt tình. Hai người nói cười cùng đi vào phòng họp, Ủy ban Olympic tổng cộng có 8 vị lãnh đạo nòng cốt, hiện tại có thêm Diệp Phàm thành 9. Bọn họ bao gồm: 1. Chủ tịch Chính Quốc Trung, Chủ tịch thành phố Bắc Kinh. 2. Chủ tọa Triệu Thắng, Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia. 3. Phó Chủ tịch Thường vụ Trần Viễn Tùng, Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh. 4. Phó Chủ tịch Lan Huy, Bí thư kiêm Phó Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia. 5. Phó Chủ tịch Dương Chí, Phó Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia. 6. Phó Chủ tịch La Hoành Đông, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Bắc Kinh. 7. Phó Chủ tịch Tống Tiến, Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh. 8. Phó Chủ tịch Vệ Thanh Thanh, Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh. 9. Phó Chủ tịch Diệp Phàm. Lúc Diệp Phàm và Triệu Thắng đi vào bên trong đã có một số đồng chí ngồi, không lâu sau, Chủ tịch thành phố Trịnh Quốc Trung cũng đi vào. Ông ta nhìn thấy Diệp Phàm, cười nói. Hôm nay tổ chúng ta lại chào đón một vị đồng chí mới, đó chính là đồng chí Diệp Phàm. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đồng chí Diệp Phàm gia nhập tổ chúng ta. Trong phòng họp lập tức vang lên tiếng vỗ tay lịch sự. Bộ trưởng Diệp đảm nhiệm chức Phó Bộ trưởng Bộ Công an, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bộ trưởng Diệp hưởng đãi ngộ cấp bộ trưởng, cho nên, các đồng chí đừng thấy Bộ trưởng Diệp trẻ tuổi mà nhầm, cậu ấy không hề đơn giản đâu. Triệu Thắng cười nói. Lập tức, tiếng vỗ tay lại vang lên, lần này nhiệt liệt hơn nhiều so với lần trước. Xem ra, tiếng vỗ tay cũng chịu ảnh hưởng bởi chức vụ và cấp bậc. Sau đó Diệp Phàm làm quen với các vị đồng chí một chút mới ngồi xuống. Sự gia nhập của đồng chí Diệp Phàm sẽ giúp sức lớn cho công tác đảm bảo an ninh của Ủy ban Olympic chúng ta. Hơn nữa,
đồng chí Diệp Phàm từng đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng của đồng chí Đường Hạo Đông. Phụ trách công tác đảm bảo an toàn cho những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương. Mà đồng chí Diệp Phàm lần này gia nhập là kết quả chúng tôi đã kiến nghị với Bộ Công an. Anh ấy sẽ đảm nhiệm chức tổng phụ trách vấn đề an ninh của Thế vận hội Olympic. Tin rằng dưới sự chỉ huy của đồng chí Diệp Phàm, công tác an ninh của chúng ta sẽ được tiến hành một cách quy củ. Trịnh Quốc Trung không ngờ đánh giá Diệp Phàm rất cao, Diệp Phàm lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Chủ tịch Trịnh, đồng chí Diệp Phàm sẽ phụ trách công tác an ninh. Vậy đồng chí Tống Tiến vốn phụ trách công tác an ninh sau này sẽ phụ trách công tác gì? Trần Viễn Tùng, Phó Chủ tịch Thường vụ hỏi. Ha ha ha, công tác của Ủy ban Olympic còn đề cập tới rất nhiều phương diện. Về việc sắp xếp công tác của đồng chí Tống Tiến, tôi cảm thấy nếu như công tác an ninh trước khi diễn ra Thế vận hội đã do anh ấy phụ trách thì cứ để anh ấy tiếp tục phụ trách đi. Chủ tịch Trịnh cười nói. Vậy chẳng phải là có hai người phụ trách hay sao, chẳng phải sẽ bất lợi cho việc triển khai công tác sao? Đến lúc đó biết bảo các đồng chí phía dưới nghe theo ai? Trần Viễn Tùng hỏi. Ha ha, đương nhiên là chủ yếu nghe theo đồng chí Diệp Phàm rồi. Vừa rồi tôi cũng nói rồi đấy. Đồng chí Diệp Phàm lần này là người tổng phụ trách công tác an ninh của Thế vận hội Olympic. Đồng chí Tống Tiến sau này cứ phối hợp với anh ấy làm tốt công tác an ninh là được. Chủ tịch Trịnh cười cười, sau đó lập tức nghiêm sắc mặt liếc nhìn từng người một, nói. Nếu nói về triển khai công tác của Thế vận hội Olympic, để vận động viên tiến hành thi đấu bình thường đương nhiên quan trọng. Thế nhưng, công tác an ninh lại là càng quan trọng hơn cả. Khi diễn ra Thế vận hội, bạn bè, khách quý, ngôi sao, danh nhân các nước, còn có cả các chính khách cũng đều đến tham dự. Lại thêm các vị lãnh đạo của nước ta, công việc này là vô cùng phức tạp. Diệp Phàm hơi cảm thấy dường như Chủ tịch Trịnh và Chủ tịch Trần đang giở trò gì đó, mà Chủ tịch Trịnh sắp xếp như vậy, khiến cho hắn cảm thấy họ đang đẩy mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Sắp xếp như vậy, đồng chí Tống Tiền vốn phụ trách công tác này trong lòng thoải mái mới là lạ. Cho dù có làm tốt đến đâu thì công lao chính vẫn bị Diệp Phàm lấy mất, còn ông ta sẽ chỉ có vai trò là người trợ thủ. Có lẽ trong này còn liên quan đến việc ganh đua giữa mấy vị lãnh đạo nòng cốt trong Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kinh. Đúng vậy, công tác an ninh quan trọng hơn cả, chúng ta tuyệt không thể để tiết lộ cho dù là chỉ một chút ít. Mà nên nâng nó lên tầm cỡ chính trị, phái thêm mấy đồng chí là có lợi cho việc thuận lợi triển khai công tác an ninh. Chủ tọa Triệu Thắng cũng nói. Đối với Triệu Thắng mà nói thì chẳng có vấn đề gì. Bởi vì anh ta không có khả năng tham dự vào việc ganh đua của mấy vị lãnh đạo thành phố Bắc Kinh. Ha ha, vậy là được rồi. Có điều, đồng chí Diệp Phàm đến từ bộ, nhất định có nhiều kinh nghiệm về công tác này. Không bằng để đồng chí Diệp Phàm nói qua về việc sau khi tiếp nhận công việc anh ấy sẽ nắm bắt công việc bảo đảm an ninh thế nào. Hiện giờ đã sắp bước vào tháng 2 rồi, còn nửa năm nữa là khai mạc. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề. Chúng ta không thể qua loa được. Trần Viễn Tùng cười nói. Diệp Phàm thầm nghĩ, Trần Viễn Tùng dường như có ý muốn thấy mình mất mặt đây mà. Ha ha, nếu bàn về công tác đảm bảo an ninh tôi cũng có chút kinh nghiệm. Có điều, nếu bàn về công tác đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Olympic, nói thật, tôi vẫn có chút thiếu tự tin. Dù sao việc này đồng chí Tống Tiền vẫn luôn nắm bắt chính. Có điều, vạn sự khởi đầu nan, phải học tập thôi. Hơn nữa, bản thân tôi cũng đã tìm hiểu qua một chút. Gần đây sau khi nhận được chỉ thị của cấp trên rằng phải phụ trách công tác này, tôi cũng đã lật xem rất nhiều tài liệu, cũng đã thỉnh giáo một số đồng chí có kinh nghiệm. Lần này công tác chuẩn bị của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh chủ yếu thể hiện khái niệm đại an toàn, đó cũng là điểm xuất phát của công tác chuẩn bị. Thế vận hội Olympic Bắc Kinh không chỉ là sự kiện của người Trung Quốc mà là sự kiện của nhân dân toàn cầu. Thành viên Ủy ban Thế vận hội Olympic của Athens, Sydney, Atlanta, Barcelona thậm chí Los Angeles năm 1984 đều từng đến Bắc Kinh để trao đổi với Ủy ban Olympic chúng ta về kinh nghiệm đảm bảo an ninh. Rất nhiều đầu đề về vấn đề đảm bảo an ninh trong Thế vận hội Olympic vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, có một số liên quan trực tiếp với nghiệp vụ công an, có một số lại xuất phát từ góc độ đại an toàn. Với khái niệm đại an toàn, phòng vệ an ninh xung quanh sân vận động Olympic tồn tại 3 tầng khác nhau. Một là vòng bảo vệ Bắc Kinh lớn, chính là tất cả sân bay, nhà ga, và giao lộ quốc lộ, hai là vòng bảo vệ xung quanh làng Olympic, ba là vòng bảo vệ từng sân vận động. Diệp Phàm đem tư liệu thu thập được sau khi chỉnh sửa bắt đầu chậm rãi trình bày. Đương nhiên, phần lớn đều là một số bố trí và quy hoạch người ta đã có.
Chương 3637, vấn đề lý luận. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm chuẩn bị đầy đủ thật. Tuy rằng tiếp nhận công việc gấp gáp, nhưng tôi có thể thấy đồng chí Diệp Phàm đã tốn rất nhiều công sức. Có thể nhìn thấy rõ căn bản về lĩnh vực này của đồng chí Diệp Phàm rất vững chắc. Có thể nhìn ra bản chất từ hiện trường, không những thế còn đào sâu hơn. Đã nói ra rất nhiều phương diện mà các đồng chí trước đó còn chưa hoàn thiện được. Trưởng ban tuyên giáo La Hoành Đông cười nói. Ha ha, ừ, cảm giác đại an toàn cũng không tồi. Có điều, cảm giác đại an toàn này hình như không phải do đồng chí Diệp Phàm đưa ra. Năng lực chỉnh lý tài liệu của đồng chí Diệp Phàm rất tốt. Điều này cho thấy cơ sở lý luận của đồng chí Diệp Phàm rất vững chắc. Trần Viễn Tùng cười nói, có vẻ như bề ngoài thì khen ngợi bên trong thì châm chọc, chế giễu Diệp Phàm chỉ biết lý luận không trải qua thực tiễn. Ha ha ha, thật ngại quá, trước mắt đúng là tôi mới dừng lại ở giai đoạn lý luận. Có điều, tin chắc rằng năng lực lĩnh hội của tôi không tồi. Hơn nữa, Chủ tịch Tống vốn phụ trách công tác này, tôi sẽ khiêm tốn thỉnh giáo Chủ tịch Tống. Có điều, nếu như nói tôi chỉ biết lý luận suông thì có chút không xứng với chức vụ rồi. Tôi muốn hỏi Chủ tịch Trần. Công tác bảo vệ lãnh đạo Trung ương, chính khách và khách quý các nước có nằm trong công tác đảm bảo an ninh hàng đầu của Thế vận hội Olympic lần này không? Diệp Phàm cười hỏi, đương nhiên, Trần Viễn Tùng ông muốn chế giễu tôi đương nhiên sẽ không để yên, đánh trả mới là biện pháp hay nhất. Đương nhiên là vấn đề hàng đầu rồi, an toàn của lãnh đạo quốc gia quan trọng biết bao, an toàn của chính khách các nước quan trọng biết bao. Chúng ta đang triển khai công tác trước con mắt của toàn thế giới. Đồng chí Diệp Phàm, vấn đề anh nói chính là vấn đề hàng đầu của công tác an ninh lần này, tuyệt đối không thể qua loa một chút nào. Trần Viễn Tùng nói, chúng ta đã sớm xác định đây là trọng điểm của công tác an ninh, đã sắp xếp các biện pháp cụ thể tỉ mỉ. Có thể đảm bảo an toàn công tác trọng tâm. Tống Tiền nói, ha ha, vừa rồi Chủ tịch Trịnh cũng đã giới thiệu về tôi rồi. Tôi từng công tác trong văn phòng của Đường Hạo Đông, chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn của các vị lãnh đạo Trung ương. Lúc đó mấy năm trước còn tiến hành duyệt binh quy mô lớn, chính khác các nước đến không ít. Các đồng chí tham gia duyệt binh lần đó cũng không hề ít, lại thêm quần chúng nữa cũng không dưới mấy trăm ngàn người. Cuối cùng, duyệt binh kết thúc thuận lợi, công tác bảo an cũng thành công viên mãn. Cho nên, về lĩnh vực này tôi không nói suông nói quá, mà còn hiểu khá rõ. Đây là luận chứng hết sức đầy đủ của lý luận trong thực tiễn. Cho nên, vừa rồi đồng chí nào đó nói tôi chỉ dừng lại ở lý luận suông. Tôi cũng xin nói một chút thành tựu nhỏ của mình. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn nói. Trần Viễn Tùng vừa nghe suýt chút nữa thì nghẹn. Hay hay, nói hay lắm. Công tác an ninh của Thế vận hội Olympic lần này chủ yếu là công tác đảm bảo an toàn cho lãnh đạo và chính khách các nước, phải đặt lên hàng đầu. Đồng chí Diệp Phàm không những có cơ sở lý luận vững chắc, mà còn có kinh nghiệm thực tiễn rất phong phú. Thực tiễn làm nên nhận thức đúng đắn. Nếu như bàn về phương diện nắm vững công tác này thì thành phố chúng ta quả thực trình độ còn hơi kém một chút. Dù sao, công tác đảm bảo an toàn cho người lãnh đạo chủ chốt của quốc gia và chính khách các nước vẫn chưa đến phiên chúng ta khua chân múa tay. Mà vẫn do người chịu trách nhiệm chính phụ trách công tác này. Mà đồng chí Diệp Phàm lần này xuống đây chính là vì anh ấy có kinh nghiệm rất dày dạn về lĩnh vực này. Lãnh đạo cấp trên cũng suy xét rất kỹ càng điểm này mới đồng ý kiến nghị của chúng tôi phái đồng chí Diệp Phàm xuống phụ trách công tác này. Hy vọng đồng chí Tống Tiền có thể phối hợp chặt chẽ với công tác của đồng chí Diệp Phàm, hoàn thành tốt công tác này. Chủ tịch Trịnh càng khen ngợi thêm, việc khen ngợi Diệp Phàm chính là đánh dập ý chí của Trần Viễn Tùng. Chủ tịch Trịnh, tôi còn một đề nghị, có thể nói ra không? Diệp Phàm hỏi, các đồng chí có đề nghị gì cứ việc nói. Chúng ta không phải đang thảo luận về việc triển khai công tác các phương diện sao? Nói ra sớm cũng có thể khiến cho công việc của chúng ta hoàn thành một cách tốt đẹp nhất. Chủ tịch Trịnh nghiêm túc nói. Công tác an ninh là vấn đề hàng đầu, trách nhiệm bảo vệ nặng như núi. Không chỉ trong Thế vận hội Olympic, cho dù là trong công tác bình thường cũng thể hiện rõ điều này. Mà Thế vận hội Olympic lại là một trường hợp đặc biệt hơn cả, là sự kiện của nhân dân toàn thế giới. Tình hình phức tạp hơn nhiều. Mà lực lượng cảnh sát điều động lần này có lẽ sẽ đạt đến mức chưa từng có trước đây. Mà công tác an ninh, nói thật, chủ yếu phải lấy công an làm lực lượng chủ yếu. Cảnh sát mới là quân chủ lực của công tác an ninh lần này. Mà một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm cũng đặc biệt quan trọng. Mà bên chịu trách nhiệm chính lần này là thành phố Bắc Kinh. Cho nên,
tôi cho rằng nên kéo đồng chí chủ chốt phụ trách công tác an ninh của thành phố vào cuộc, cùng góp ý góp sức cho công tác an ninh. Đảm bảo đại hội lần này sẽ có thể thuận lợi thành công. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm đề nghị rất đúng. Lĩnh vực an ninh đích thực cần một người chỉ huy ưu tú. Có điều, đồng chí Diệp Phàm, trong lòng anh đã chọn được ai chưa? Chủ tịch Trịnh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Phó chủ tịch kiêm cục trưởng cục công an thành phố Bắc Kinh, đồng chí Ngô Chính Phong rất thích hợp làm người chỉ huy cho công tác này. Các vị có thể vẫn chưa biết, mấy năm trước duyệt binh quy mô lớn, trong công tác an ninh tôi và đồng chí Ngô Chính Phong đã cùng nhau hợp tác. Mà anh ấy lúc đó vẫn chưa đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố. Việc hợp tác của chúng tôi hết sức vui vẻ. Hơn nữa, đồng chí Chính Phong trong nhiệm vụ lần đó còn được nhà nước tặng thưởng Long Huân chương hạng 3, huân chương cao nhất của quốc gia dành cho nhân viên công tác. Điều này đã nói nên sự thừa nhận của nhà nước đối với công tác của đồng chí Ngô Chính Phong. Diệp Phàm việc tốt không nhường ai, nói ra người mình chọn. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Ngô Chính Phong là cục trưởng cục công an thành phố Bắc Kinh. Anh ấy vốn là một trong những đồng chí chủ chốt của phương diện an ninh. Cũng đảm nhận chức vụ quan trọng trong tổ an ninh. Sau này anh ấy chính là cấp dưới của anh. Tôi không hiểu đồng chí Diệp Phàm nêu đồng chí Ngô Chính Phong ra là có ý gì. Trần Viễn Tùng hỏi. Ha ha, anh ấy và tôi làm việc rất hợp, bởi vì chúng tôi từng hợp tác với nhau. Tôi muốn để anh ấy làm trợ thủ của tôi, cùng đồng chí Tống Tiền phối hợp phụ trách công tác an ninh của Đại hội Thể dục Thể thao lần này. Mà ở trong nhiệm vụ hàng đầu chúng ta không thể qua loa. Đồng chí Ngô Chính Phong từng có kinh nghiệm làm việc cùng tôi. Mà người lãnh đạo chủ chốt lực lượng an ninh cần phải là một người chỉ huy có kinh nghiệm. Ý của tôi chính là chúng ta có thể để đồng chí Ngô Chính Phong cùng gia nhập hàng ngũ phó chủ tịch ủy ban hay không? Như vậy cũng có thể thể hiện rõ vai trò quan trọng của đồng chí Ngô Chính Phong, cũng có thể khiến anh ấy tự tin bắt tay vào việc triển khai công tác. Điều này đương nhiên không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là nếu như anh ấy có thân phận này thì sẽ càng thuận lợi hơn cho việc triển khai công tác. Có lợi trong việc phối hợp và kết nối với các lực lượng phải không nào? Diệp Phàm nói. Ha ha. Ý của đồng chí Diệp Phàm chẳng lẽ chính là không cho đồng chí Chính Phong chức vụ này thì anh ấy sẽ không tận tâm phải không? Trần Viễn Tùng cười nhạt nói. Tôi có nói như vậy sao? Có lẽ là chủ tịch Trần hiểu lầm rồi. Đề cử của tôi đều là suy nghĩ dựa trên cơ sở công tác. Chẳng lẽ chủ tịch Trần cho rằng công tác bảo vệ lãnh đạo quốc gia không quan trọng sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đương nhiên là quan trọng, tôi cũng đã nói đây là công tác an ninh hàng đầu. Trần Viễn Tùng sắc mặt cứng đờ. Ha ha, công tác quan trọng cần phải do nhân vật quan trọng làm phải không nào? Chúng ta cũng không thể sắp xếp một trưởng phòng công an huyện phụ trách một công tác nặng nề như vậy phải không? Đề cử đồng chí Chính Phong chính là suy xét dựa trên cơ sở này. Chủ yếu là để anh ta có danh là phó chủ tịch mà khiến công tác triển khai được hoàn thiện hơn mà thôi. Diệp Phàm nói. Như vậy để ba phó chủ tịch cùng phụ trách công tác an ninh có phải hơn quá rồi không? Công tác ở Thế vận hội Olympic còn rất nhiều phương diện, công tác an ninh là quan trọng, chẳng lẽ công tác thi đấu không quan trọng sao? Ví dụ như, công tác sắp xếp ăn nghỉ của vận động viên chẳng lẽ không quan trọng sao? Còn công tác tuyên truyền truyền hình, quảng cáo không quan trọng sao? Còn nữa, công tác an ninh trên tuyến đường chuyển lửa Olympic đến thành phố Bắc Kinh, sân vận động và khi thi đấu v.v. Chúng ta không thể để những chuyện chen lấn dẫm đạp xảy ra trong Đại hội Thể dục Thể thao lần này. Trần Viễn Tùng dường như rất khí thế, mấy từ chẳng lẽ bước về phía Diệp Phàm. Đồng chí Viễn Tùng nói hay lắm, nói ra nhiều trọng điểm như vậy. Nếu đã như vậy, tôi cũng cảm thấy nếu như để ba vị phó chủ tịch tổ cùng nhau phụ trách một công tác thì có chút trùng lặp về phương diện chỉ huy. Mà các phương diện khác vẫn cần sự chỉ huy của người chỉ huy ưu tú của chúng ta. Ví dụ như, công tác an toàn cũng là công tác quan trọng hàng đầu. Công tác an toàn nặng như núi. Chúng ta muốn để Thế vận hội Olympic lần này trở thành một đại hội thể dục thể thao an toàn, lành mạnh. Cho nên, nếu đồng chí Diệp Phàm cho rằng đồng chí Ngô Chính Phong làm việc cùng anh ấy khá là thuận buồm xuôi gió. Tôi thấy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đồng chí Ngô Chính Phong sẽ nằm trong danh sách phó chủ tịch tổ. Anh ấy cùng đồng chí Diệp Phàm sẽ phụ trách công tác an ninh. Đương nhiên, đồng chí Diệp Phàm phụ trách chính, đồng chí Ngô Chính Phong là trợ thủ. Còn đồng chí Tống Tiền sẽ phụ trách công tác an toàn. Hy vọng đồng chí Tống Tiền luôn luôn cảnh giác, ví dụ như, an toàn thực phẩm của vận động viên, an toàn của sân vận động và khán giả trong quá trình thi đấu.
các đồng chí thấy đề nghị của tôi thế nào? Không ngờ Chủ tịch Trịnh đột nhiên xen vào, nói một câu liền đá Tống Tiền đến công tác an toàn. Trần Viễn Tùng và Tống Tiền giận đến mức tái mặt, có điều, người ta đã dùng giọng điệu không thể chất vấn mà quyết định chuyện này, Trần Viễn Tùng cũng không dám phản đối trực tiếp. Hơn nữa chủ tọa Triệu Thắng trước tiên gật đầu phối hợp nói rằng sắp xếp như thế rất hợp lý, việc này cuối cùng cứ như vậy mà làm. Bộ trưởng Diệp, chính phong không xứng với chức vụ này đâu. Không lâu sau tin tức tự nhiên truyền đến tai Ngô Chính Phong, tên này vội vàng gọi điện đến. Không xứng là không xứng thế nào, tôi thấy cậu làm rất tốt mà. Diệp Phàm kéo dài giọng, cười nói. Thực sự là không xứng mà. Ngay cả chuyện bộ trưởng Diệp thăng chức hưởng đãi ngộ cấp bộ trưởng tôi đến giờ này mới biết. Chính Phong thất trách rồi. Ngô Chính Phong nói. Ha ha, việc này lúc đầu cũng khá bảo mật. Đừng nói cậu không biết, ngay cả tôi cũng có biết gì đâu. Lúc đó sau khi bọn họ đến khu kinh tế Hoành Không tuyên bố xong, tôi cũng cảm thấy mất mát một thời gian khá dài. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫn phải đến Bắc Kinh báo cáo. Không ngờ bọn họ lại cho tôi một niềm vui lớn vậy. Hơn nữa cậu lại đi công tác bên ngoài, không biết chuyện này cũng là bình thường, việc này tôi không trách cậu. Diệp Phàm nói. Bộ trưởng Diệp yên tâm, công tác an ninh của Đại hội Thể dục Thể thao lần này anh chỉ đâu tôi đánh đó. Ngô Chính Phong vẻ mặt trang trọng nói. Chương 3638, anh phải nắm chắc. Không thể nói như vậy, chúng ta là làm việc cùng nhau, đối tác hợp tác mà. Không thể nói tôi chỉ đạo thế nào mà là chúng ta chỉ đạo thế nào. Cậu quen thuộc với công tác an ninh của toàn thành phố Bắc Kinh hơn tôi. Cho nên, phương diện công tác vẫn phải lấy ý kiến của cậu là chính. Cậu là phó tổ trưởng thường trực công tác an ninh, cậu phải ra sức phụ trách tốt công tác này. Việc của tôi còn rất nhiều, việc này chủ yếu vẫn phải dựa vào cậu. Đương nhiên, đồng chí Tống Tiền dày dạn kinh nghiệm, cậu lúc nào cũng có thể thỉnh giáo anh ta. Chỉ cần có thể làm tốt công việc, chúng ta khiêm tốn cúi đầu một chút cũng không sao. Chúng ta làm đều là vì công việc mà. Tôi nghe theo Bộ trưởng Diệp, anh nói thế nào thì làm thế đó, tôi làm theo anh nói là được. Ngô Chính Phong nói, cậu thật là, không phải nghe theo tôi. Đồng chí Tống Tiền chẳng những là phó chủ tịch thành phố, người ta còn là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Bắc Kinh, là lãnh đạo của cậu đó. Diệp Phàm cười nói, tôi hiểu, có điều, chuyện lần này tôi cũng nghe được một số tin nội bộ. Bọn họ muốn lợi dụng anh để công kích nhau. Có điều, cuối cùng Bộ trưởng Diệp Anh Minh, không ngờ dẫn dắt tình huống thành gậy ông đập lưng ông. Có lẽ hiện tại Chủ tịch Trần đang tức đến hộc máu rồi. Ngô Chính Phong cười nói. Xem ra, Chủ tịch Trịnh và Chủ tịch Trần của các cậu cũng không hòa hợp với nhau lắm. Diệp Phàm nói. Hòa hợp mới là lạ, người đứng đầu và đứng thứ hai Ủy ban Nhân dân thành phố có mấy người có thể hòa hợp. Mà Tống Tiền với Trần Viễn Tùng lại thường xuyên qua lại, hai người đã trở thành một phe rồi. Hơn nữa hai đồng chí này đều là ủy viên thường ủy thành ủy, cho nên, cán cân quyền lực trong Ủy ban Nhân dân thành phố tuy rằng phần lớn vẫn nằm trong tầm khống chế của Chủ tịch Trịnh. Nhưng hai người bọn họ cũng không hề thua kém. Kỳ thực, hai vị này cũng có dây dưa với vị đứng đầu thành phố Bắc Kinh. Ngô Chính Phong nói, không nói chuyện này nữa, đó là chuyện của thành phố Bắc Kinh các cậu, tôi không muốn tùy tiện tham dự vào. Diệp Phàm nói, đó là đương nhiên. Việc này vốn không liên quan gì đến Bộ trưởng Diệp. Có điều, hiện tại lại liên quan đến ganh đua của những lãnh đạo chủ chốt trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Bộ trưởng Diệp chỉ cần có thể chống đỡ được, đến sau khi Thế vận hội Olympic kết thúc viên mãn anh liền phủi mông đi mất, ai cũng không thể bắt anh ở lại phải không? Ngô Chính Phong nói, dường như định ám chỉ gì đó. Lần này tôi đi không lôi thôi, có điều, cứ như vậy thì cậu lại có chút đau đầu rồi. Diệp Phàm nói. Mặc kệ bọn họ, dù sao trước kia bọn họ đối xử với tôi có ra gì đâu. Cho nên ngay cả hàng ngũ phó chủ tịch lần này cũng không thể vào. Có điều, sau khi trải qua chuyện này, thái độ của Chủ tịch Trịnh đối với tôi có lẽ sẽ thay đổi một chút. Ngô Chính Phong nói, cục diện có lẽ cũng có chút thay đổi, không ngờ chuyện không giải quyết được trong Ủy ban Nhân dân thành phố lại có thể giải quyết trong Ủy ban Olympic. Có điều, cậu cũng không cần quá lo lắng. Nếu bọn họ thực sự muốn chèn ép cậu thì chúng ta sẽ chơi với bọn họ đến cùng. Diệp Phàm nói đến đây thì khí phách bừng bừng. Ha ha, chơi thì chơi. Nhưng mà, tôi tin chắc bọn họ sẽ nể mặt mũi anh một chút. Ngô Chính Phong cười nói. Tôi thì có gì đáng để nể đâu, chỉ là một cán bộ cấp thứ trưởng. So sánh với đám tai to mặt lớn này vẫn còn kém lắm,
Diệp Phàm hừ nói. Bộ trưởng Diệp khiêm tốn rồi, bọn họ đúng là tai to mặt lớn. Thế nhưng bộ trưởng Diệp là đồng chí hưởng đãi ngộ cấp bộ trưởng cơ mà. Riêng điều này cũng có thể khiến bọn họ suy nghĩ rồi. Hơn nữa, anh trẻ tuổi đấy chính là lợi thế. Hơn nữa, hai người Trần Viễn Tùng và Tống Tiền tuy rằng là ủy viên thường vụ thành ủy nhưng bọn họ cũng chỉ là những đồng chí hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng. Xét về điểm này, hai người bọn họ đã không bằng anh rồi. Sau này quá độ lên bộ trưởng, anh có nhiều cơ hội hơn bọn họ. Ngô Chính Phong cười nói, tên này dường như đã thấy được hy vọng, tâm tình không tồi. Cậu quá đề cao tôi rồi, chức bộ trưởng chính là mơ ước của tôi. Đúng rồi, tôi đã nói qua với đồng chí Tống Tiền, cậu sẽ tiến hành chuyển giao công tác với anh ta. Đến lúc chuyển giao công tác xong cậu báo cáo công tác cụ thể cho tôi là được. Diệp Phàm nói, điều này có phải có chút không thích hợp hay không, anh là đồng chí tổng phụ trách phương diện này mà. Ngô Chính Phong hỏi, không có gì là không thích hợp cả, đây là do tôi yêu cầu. Trong bộ tôi còn có việc, công việc chủ yếu vẫn là cậu phụ trách chính, cậu nhận chuyển giao từ anh ta là thích hợp nhất. Diệp Phàm nói, vậy được, có điều, bộ trưởng Diệp, lúc nào đó cho tôi cơ hội được mời anh một bữa cơm nhé. Ngô Chính Phong nói, để xem khi nào thời gian rồi tính sau. Diệp Phàm nói, trạng vạng tối, thiếu tướng Trịnh Phương, thủ trưởng của báo săn không ngờ mang theo hai bình rượu đến cửa thăm hỏi. Diệp Phàm liếc qua hai bình rượu trên bàn trà bên cạnh, cười nói. Tướng quân Trịnh khách sáo quá, rượu này của anh chắc được ai cho phải không? Ha ha, đúng là vậy. Lãnh đạo cũ bên đó Tống Tiền, chứ tôi nào đã có tài cán gì mà uống được loại rượu này. Trịnh Phương cười, ngồi xuống. Diệp Phàm ngẫm nghĩ, Trịnh Phương đưa rượu đến có lẽ có chút ý tứ gì đó. Bởi vì Diệp Phàm rất sành, loại rượu Mao Đài này là hàng thượng hạng đặc biệt. Ít nhất phải là đồng chí cấp phó quốc trở lên mới có tư cách nhận được. Bởi vì loại rượu này phải ủ dưới hầm 20 năm mới có thể lên men hoàn toàn. Cho nên, số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa, phải là cán bộ cấp phó quốc còn tại chức mới có tư cách này, cán bộ về hưu rồi thì không được hưởng. Cán bộ cấp phó quốc gia còn tại chức chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ 9 vị lãnh đạo cao cấp ra thì chỉ còn mấy vị phó cùng thủ tướng, phó thủ tướng chính phủ và ủy viên ủy ban quân giới, còn có các ủy viên ủy ban chính trị, các đồng chí giống như Kiều Viễn Sơn. Đương nhiên, còn bao gồm cả các lãnh đạo của Quốc hội và Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, đếm ra có vẻ không ít. Có điều, tài sản của bất kỳ một đồng chí nào trong những đồng chí này mang ra đều có thể khiến người ta sửng sốt. Trịnh Phương có thể lấy được loại rượu này, kỳ thực chính là ám chỉ phía sau y có đồng chí cấp bậc loại đó. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, Trịnh Phương hoàn toàn không định khoe khoang, vì như vậy sẽ khiến mình phản cảm. Cho nên, Trịnh Phương vội vàng bổ sung, cười nói. Tổ trưởng Diệp, Trịnh Phương tôi đúng là chẳng có thứ gì có thể mang tặng được. Nếu như tặng phong bì thì quá tầm thường, bộ trưởng Diệp cũng không phải cán bộ thiếu tiền. Nên tôi mới quyết định tặng quà. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cắn răng đem thứ khó khăn lắm mới xin được mang đến nơi này. Đây là thứ duy nhất Trịnh Phương tôi có thể mang ra. Đương nhiên, thứ này tổ trưởng Diệp chắc chẳng hiếm lạ gì. Hơn nữa, cũng chỉ là hai bình rượu, cũng chẳng thể nói là nhận hối lộ hay gì phải không? Lời của Trịnh Phương rất thẳng thắn, nghe thì có vẻ hơi thô tục, nhưng Trịnh Phương biết tính cách của Diệp Phàm. Hắn là một người rất ngay thẳng, tên này cũng đã suy nghĩ kỹ tính tình của Diệp Phàm. Ha ha ha, nói hay lắm, nếu đã là thứ anh cắn răng tặng tôi đương nhiên cũng không thể từ chối phải không nào, chỉ có thể vui lòng nhận thôi. Bằng không, sẽ phụ mất ý tốt của tướng quân Trịnh. Diệp Phàm cười nói. Tổ trưởng Diệp, xin hãy gọi tôi là Trịnh Phương hoặc Trịnh lão đệ đều được. Đừng gọi tướng quân nữa, ở trước mặt trung tướng Diệp thiếu tướng tôi có gì đáng nhắc đến đâu. Trịnh Phương không ngờ hạ thấp bản thân. Sao có thể nói vậy chứ? Tướng quân Trịnh cũng là tướng quân lâu năm rồi, ở trong tổ cũng là đội viên lâu năm. Là một trong những trụ cột của tổ A chúng ta. Tổ 8 chủ chốt phụ trách nhiệm vụ quan trọng nhất trong tổ. Cũng là vũ khí sắc bén nhất của tổ A. Là vũ khí sắc bén của quốc gia, một nửa bầu trời của tổ A đều do các anh chống đỡ. Tướng quân Trịnh là thủ lĩnh tổ 8, cống hiến cho tổ không hề nhỏ. Diệp Phàm nói, trong mắt Trịnh Phương hơi thoáng qua nét thất vọng. Vì sao? Bởi vì Diệp Phàm không đổi giọng gọi y là Trịnh Phương hoặc Trịnh lão đệ, vẫn cứ gọi tướng quân Trịnh. Việc này tuy rằng chỉ là cách xưng hô, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.
Gọi tên chức vụ chính là muốn công bằng giải quyết việc công, nhưng hiện giờ cũng không phải ở văn phòng, không nói chuyện công. Ở trường hợp riêng tư thì nên nói chuyện giao tình. Điều này có nghĩa là sao chứ? Có nghĩa là bản thân vẫn chưa thể đi vào trong lòng tổ trưởng Diệp, vẫn chưa được tổ trưởng Diệp thừa nhận. Tổ trưởng Diệp quá đề cao tôi rồi, những điều này đều là nhờ phương châm lãnh đạo tài tình của tổ trưởng Diệp. Mỗi lần làm nhiệm vụ không phải đều do tổ trưởng Diệp chỉ huy đội sao. Mà tổ 8 chủ chốt tuy rằng là tổ công kích, nhưng đều là nhờ tổ trưởng Diệp dẫn dắt mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Phương tôi có thể làm việc cho tổ trưởng Diệp chính là vinh hạnh cả đời của Trịnh Phương tôi. Trịnh Phương tôi hy vọng có thể vĩnh viễn công tác dưới quyền tổ trưởng Diệp, vĩnh viễn làm trợ thủ cho tổ trưởng Diệp. Trịnh Phương lần này tỏ thái độ rõ ràng hơn, dường như có ý đứng vào hàng ngũ. Ha ha ha, lời này của tướng quân Trịnh thật khiến Diệp tôi có chút xấu hổ. Có điều, tôi rất thích thẳng thắn. Muốn thường xuyên làm trợ thủ cũng được, có điều, công lực của tướng quân Trịnh vẫn chưa đủ. Vẫn cần phải cố gắng luyện công, tranh thủ sớm ngày đột phá. Đến lúc đó, làm trợ thủ có phải càng thuận lợi hơn không? Diệp Phàm cười nói. Lấy công lực để ám chỉ Trịnh Phương nếu như muốn đứng vào hàng ngũ, thái độ vẫn phải chân thành hơn nữa, vẫn còn phải xem biểu hiện của y. Có điều, Diệp Phàm cũng ngầm cho Trịnh Phương hy vọng. Đó là điều tất yếu rồi, Trịnh Phương tôi nhất định sẽ cố gắng luyện công, tranh thủ sớm ngày đột phá, đến lúc đó có cơ hội mới có thể làm trợ thủ với trạng thái tốt nhất. Trịnh Phương không ngờ đứng nghiêm, chào theo tiêu chuẩn quân đội. Ha ha ha, tướng quân Trịnh, ngồi xuống, chúng ta uống trà đi. Diệp Phàm gọi, Trịnh Phương đã hai lần bày tỏ thái độ rồi, đương nhiên cũng phải cho y cơ hội. Hơn nữa, tổ A tuy rằng đơn giản hơn so với các ban ngành chính phủ. Thế nhưng, nếu nói trong tổ A không tồn tại sự tranh giành lợi ích, điều đó là không thể nào. Nơi nào có người nơi đó có giang hồ, bên trong tổ A cũng không thể nào hòa hợp êm ấm. Cũng có sự ganh đua về lợi ích và chức vụ. Trịnh Phương là tự mình đề cử, muốn gia nhập làm một trong các thành viên của ban chủ chốt. Đến lúc đó, nếu như thực sự có thể gia nhập thì trong tay hắn liền nắm được một phiếu thần thánh rồi. Đến lúc họp, bản thân cũng có thể thuận lợi hơn. Theo như lời Cung Khai Hà nói, tổ A lần này cần cải cách lớn, ý của cấp trên là muốn tăng thêm thành viên ủy viên thường vụ đảng ủy. Có lẽ sẽ từ 9 sẽ tăng lên 11 ủy viên. Đến lúc đó, thành viên trong ban nhiều hơn, 9 người 10 ý, lại thêm 2 cái đầu, ý tưởng cũng sẽ nhiều thêm. Đến lúc đó, chuyện phiền toái cũng sẽ tăng thêm. Tổ trưởng Diệp, Trịnh Phương thực xin lỗi anh. Đúng lúc này, Trịnh Phương đột nhiên quỳ một chân xuống. Đây là lễ tiết tôn kính nhất của hạ cấp khi gặp thượng cấp trong tổ A. Đương nhiên, đó cũng là lễ tiết của vãn bối đối với trưởng bối được truyền lại trong võ lâm. Chương 3639, thái độ kiên quyết của Trịnh Phương. Đứng lên, tướng quân Trịnh sao lại làm thế? Diệp Phàm cố ý hỏi, tay hơi đưa ra, nhưng cũng không phát ra nội khí kéo Trịnh Phương đứng lên. Điều này tất nhiên là Diệp Phàm cố ý, chuyện Tề Thiên lần trước tên này vẫn còn để bụng. Chuyện đề cử Tề Thiên Trịnh Phương tôi vẫn áy náy trong lòng như gai đâm vào tim, Trịnh Phương thực xin lỗi tổ trưởng Diệp. Trịnh Phương nói, được rồi, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Hơn nữa, chuyện lần đó cũng không thể trách cậu, chính là đồng chí Cung Khai Hà không ủng hộ đề nghị của tôi, nghe nói là ý của cấp trên, tôi và cậu đều không thể làm gì được. Diệp Phàm phất phất tay, lần này thực sự phát nội khí kéo Trịnh Phương lên. Ai, chuyện lần trước rất đặc biệt. Bởi vì Trung Lương là con của sếp Trấn, Trịnh Phương tôi cũng là bị tình cảm khống chế. Trịnh Phương vẻ mặt hổ thẹn. Cậu nói đúng, tôi và cậu giống nhau thôi. Nếu bàn về vấn đề tình cảm của tôi đối với sếp Trấn còn sâu đậm hơn cậu. Lúc đó tôi cũng hy vọng cả hai người đều có thể đi lên. Có điều, chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại nữa. Diệp Phàm phất phất tay. Đương nhiên, Diệp Phàm hiểu, Trịnh Phương đã thấy được xu thế đi lên của hắn. Tổ A này có lẽ cuối cùng sẽ trở thành thiên hạ của hắn. Trước tiên đi theo Diệp Phàm để làm sâu sắc tình cảm, sau đó sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Không chỉ riêng y, Trịnh Phương đi không lâu thì thiếu tướng Đới Thành cũng mang theo 2 bình rượu đến cửa thăm hỏi. Diệp Phàm biết, 2 đồng chí này hẳn đã ngửi thấy mùi gì rồi nên mới đến thăm hỏi. Chú em Đới sao không đem tất cả đồ tốt trong nhà đến đây, biệt thự Hồng Diệp này của anh gần đây đang khan hiếm mấy đồ xa xỉ cao cấp trong tay chú đấy. Diệp Phàm cười nói, so sánh giữa 2 người Trịnh Phương và Đới Thành thì tình cảm của Diệp Phàm với y sâu đậm hơn nhiều.
Thời gian hai người cùng nhau chiến đấu khá nhiều, hơn nữa là tình cảm được khảo nghiệm qua máu và lửa. Đồng thời, Đới Thành vẫn luôn luôn kiên quyết ủng hộ Diệp Phàm. Tất cả những điều này trong lòng Diệp Phàm đều biết rõ, hai người đã xưng anh gọi em từ lâu. Đương nhiên, phân lượng của Đới Thành nặng hơn so với Trịnh Phương là sự thực. Công việc của Đới Thành chủ yếu là liên lạc với 9 vị lãnh đạo cao cấp, cho nên, cơ hội tiếp xúc với 9 vị lãnh đạo cao cấp sẽ nhiều hơn một chút. Trịnh Phương căn bản không có cơ hội này. Ha ha, anh Diệp nói câu này em phải đề cao cảnh giác rồi. Trong nhà chỉ còn lại mấy bình thôi. Thứ hàng tốt khó khăn lắm mới xin được từ chỗ bọn họ kiểu này thì đừng mong, ông anh cũng phải để thằng em này để lại một chút mà ngày ngày ngắm cho sướng chứ, phải không nào? Đới Thành cười nói. Ồ, thật sự không còn nữa à? Diệp Phàm giả vờ ngạc nhiên. Ha ha. Đới Thành cười khan hai tiếng, liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Gần đây anh Diệp đi làm nhiệm vụ là quên sạch thằng em này rồi, dạo này thực sự rảnh rỗi đến sắp bệnh đến nơi rồi. Diệp Phàm hiểu, Đới Thành muốn tham gia nhiệm vụ, bởi vì, Đới Thành muốn lên trung tướng, nếu như không có công lao gì lớn thì căn bản khỏi nghĩ gì đến việc thăng chức nữa. Tuy rằng Đới Thành rất gần gũi với 9 lãnh đạo cao cấp, nhưng việc gì cũng phải có quy tắc. Đặc biệt bên cạnh các vị lãnh đạo cao cấp, các đồng chí này càng tuân thủ quy tắc của trò chơi hơn các đồng chí phía dưới. Gần đây cũng chưa có nhiệm vụ gì, chú cũng biết rõ còn gì. 2 năm gần đây tổ ta đều chưa có hành động gì lớn. Có điều, năm nay anh có một dự cảm rằng trong năm sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn. Hơn nữa, im ắng lâu như vậy nhất định sẽ có một nhiệm vụ quan trọng bùng nổ. Có người nói, nếu như không bùng nổ trong lặng lẽ thì sẽ chết trong lặng lẽ. Chết là không thể nào rồi, các đội ngũ đặc biệt của các quốc gia đều đang tăng cường công tác chuẩn bị chiến tranh. Hơn nữa, tất cả vẫn đang chiêu binh mãi mã, cũng giống như tổ A chúng ta. Chẳng qua 2 năm gần đây tốc độ nâng cao thực lực của đội viên chúng ta không nhanh lắm. Có lẽ còn không bằng tốc độ của tổ Hải Lang và Thần Đạo. Cho nên, chúng ta phải ra sức đuổi theo mới được. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, anh Diệp hiện giờ vừa mới nhậm chức, nếu gặp phải hành động lớn mà không có đội ngũ có thực lực thì sẽ không thể chịu nổi thử thách. Điều này đối với anh Diệp cũng là một thử thách khắc nghiệt. 2 năm gần đây đều rất tĩnh lặng, nếu như trong tay anh Diệp có thứ gì bị bại lộ thì chúng ta sẽ không gượng nổi. Nói thật với anh Diệp đảm nhiệm vị trí này rất nhiều đồng chí còn đang tranh luận. Đới Thành tiết lộ, Diệp Phàm biết, y ở bên cạnh 9 lãnh đạo cao cấp, tin tức nghe được cũng nhiều hơn, điều này cực kỳ cần thiết đối với mình. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu, Đới Thành cũng không thể lắm lời, nên những gì có thể nói được thì nói. Không thể nói được cho dù có là anh em ruột y cũng sẽ không để lộ một chút gì. Nếu không, Đới Thành căn bản đã không có tư cách đảm nhiệm vị trí này rồi. Ồ, nói những gì chú có thể nói đi. Diệp Phàm cũng nói trắng ra. Chủ yếu là anh Diệp quá trẻ, trẻ như vậy mà đã lên chức trung tướng cũng là lần đầu tiên từ khi nước Cộng Hòa thành lập đến nay. Có một số đồng chí cho rằng người trẻ tuổi làm việc không chặt chẽ. Cũng có đồng chí nói rằng anh Diệp công lực cao. Là át chủ bài của tổ A. Nhưng cũng có đồng chí mượn chuyện này đá sang chuyện kia, rằng nếu như anh xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ thì chính là át chủ bài. Nhưng đảm nhiệm phó tổ trưởng thường vụ tổ A và nhận nhiệm vụ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Không những phải là người quen thuộc tình hình trong tổ mà còn phải dày dạn kinh nghiệm quản lý tổ mới có thể đảm đương chức vị này. Ý là nói anh Diệp về phương diện này còn hơi kém. Thậm chí có đồng chí còn chỉ ra, tính tình của anh nóng nảy. Riêng chuyện đánh người cũng đã xảy ra nhiều lần. Ví dụ như hôm nhậm chức ở tập đoàn Hoành Không đã bóp cổ lãnh đạo địa phương, đây căn bản là một hành vi rất dã man. Rằng phong cách làm việc lỗ mãng này của anh chỉ hợp với kẻ thô lỗ thời cổ đại. Để một kẻ thô lỗ đảm đương chức vị trọng yếu như thế là cực kỳ không sáng suốt. Sẽ khiến tổ A bị chôn vùi trong tay anh, tổ A chẳng những không thể cải cách thành công, mà có khi còn thụt lùi trong tay anh. Đến lúc đó tổ không còn người mất thì đã hối hận không kịp. Đới Thành nói. Xem ra bọn họ cũng đang theo dõi tôi sát sao. Diệp Phàm nói. Chuyện anh bóp cổ người đã bị báo lên tòa án nội bộ rồi. Đới Thành nói. Việc này mà cũng báo lên tòa án nội bộ, có gì thú vị đâu. Diệp Phàm nói. Thực sự đã báo lên rồi, nghe nói lúc đó có người nêu ý kiến. Có điều, vẫn bị áp chế. Kết quả tất nhiên là không ai đến tìm anh. Đới Thành vẻ mặt nghiêm túc, nói. Ha ha, ý kiến mấy đồng chí này đúng là rất thẳng thắn. Anh đúng là có tật xấu này.
Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Có điều, anh cũng không định sửa đổi, cả đời cứ như vậy thôi. Gặp phải chuyện bất bình cần giơ bạt tai hô nắm đấm thì liền ra tay thôi. Diệp Phàm nói, cái bạt tai này của anh Diệp cũng chẳng có chỗ nào là không thích đáng. Có điều Đới Thành em tuy rằng thích phong cách hành sự này nhưng vẫn chưa có được sự quyết đoán như của anh Diệp. Tuy phong cách này của anh Diệp trong thể chế quan viên rất độc đáo, nói thật căn bản là không thể tồn tại trong thể chế được. Thế nhưng, chuyện này cũng là chuyện lạ, không ngờ cũng có rất nhiều đồng chí ủng hộ phong cách làm việc của anh Diệp. Có người nói đây là biểu hiện ngay thẳng của anh Diệp, hơn nữa chỉ ra rằng anh Diệp làm việc không sợ đắc tội người khác, làm việc quyết đoán dứt khoát. Nhìn từ một góc độ khác thì đây đúng là quyết đoán, là khí thế, là một phong cách làm việc khác. Là một kiểu khí phách của người làm việc lớn. Đới Thành nói, ồ, còn có đồng chí đề cao anh như thế sao, thật là khiến Diệp Mỗ xấu hổ quá. Diệp Phàm cười nói, ha ha, có hai ý kiến trái chiều, các đồng chí thảo luận đều có kiến giải của riêng mình, có điều, cuối cùng, chuyện của anh Diệp tuy rằng phức tạp, nhưng vẫn được thông qua. Điều này cho thấy hành động của anh Diệp vẫn có thể khiến đa số đồng chí tán thành phải không nào? Đới Thành cười nói. Khiến chú em chê cười rồi. Diệp Phàm nói. Chê cười, em nào dám, em chỉ sợ anh Diệp cho ăn tát ấy chứ. Đới Thành nói đùa một câu, hai người căn bản không nói gì nữa, tào lao vài câu Đới Thành liền cáo từ. Không lâu sau, Kiều Hành Sơn không ngờ lại đến biệt thự Hồng Diệp, điều này thực sự khiến Diệp Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ. Như thể mấy đồng chí này hôm nay đã thương lượng kỹ với nhau từng người đến. Bác cả cũng rảnh rỗi đến thăm miếu nhỏ của con sao, thật khiến con vinh hạnh quá. Diệp Phàm cười nói. Thằng danh này, cho rằng hưởng đãi ngộ cấp bộ trưởng thì có thể kiêu ngạo được rồi phải không? Cho rằng Kiều Hành Sơn ta sợ không dám đến đây chắc. Kiều Hành Sơn rất tùy tiện, vừa ngồi một cái liền bắt đầu giáo huấn. Bác cả nói đùa rồi, con có lúc nào dám lên mặt đâu. Con bây giờ đang cụp đuôi lại đấy chứ. Diệp Phàm nói. Biết thế thì tốt. Kiều Hành Sơn hừ một tiếng. Thế Hào đã đi nhậm chức chưa ạ? Diệp Phàm hỏi. Đang định tìm con đấy. Kiều Hành Sơn nói. Ủa, Thế Hào nhậm chức tìm con làm gì? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn Kiều Hành Sơn. Đương nhiên là có liên quan, con cũng không phải không biết. Một đồng chí nhậm chức phải thể hiện ra thực lực mới được. Kiều Hành Sơn nói. Có ai không biết Phó Quân trưởng Kiều là con trai của Bộ trưởng Kiều? Chẳng lẽ còn không có mắt, dám làm khó dễ Thế Hào? Diệp Phàm hỏi. Điều này cũng không chắc, rừng lớn chim gì chẳng có. Hơn nữa, Kiều Hành Sơn tôi có là gì đâu, chỉ là một phó bộ trưởng hết thời mà thôi. Trước mặt các tướng quân tai to mặt lớn tôi có là gì chứ? Kiều Hành Sơn còn có chút căm giận. Bác cả khiêm tốn rồi, bác là phó bộ trưởng thứ nhất của Tổng cục Hậu cần đầy uy quyền. Kẻ nào dám vuốt râu hùm của bác, đến lúc đó giữ lại một phần tiền cấp xem bọn họ còn dám chừng mắt nhìn không. Diệp Phàm cười nói. Con cho là Tổng cục Hậu cần quốc gia chỉ có một mình Kiều Hành Sơn tôi thôi phải không? Phía trên còn có bộ trưởng, còn có ủy ban quân giới. Kiều Hành Sơn ta một là một hai là hai, công và tư vẫn phân rất rõ ràng. Kiều Hành Sơn nói. Bác cả muốn con làm thế nào? Diệp Phàm dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Cùng Thế Hào đến Vịnh Lam Nguyệt nhậm chức là được rồi. Kiều Hành Sơn cạch một tiếng dùng nắp chén trà gạt qua chén, nói. Chuyện này có chút phiền toái. Diệp Phàm nhíu mày. Có gì mà phiền toái, không phải chỉ là đi một chuyến thôi sao? Kiều Hành Sơn nói lầm bầm. Gần đây con nhiều việc lắm, hiện tại phải phụ trách công tác an ninh của Thế vận hội Olympic. Công tác này quá nặng, ép đến mức con sắp thở không ra hơi rồi. Ngoài ra còn phải phụ trách vị trí phó tổ trưởng thường trực, bác cũng biết mà. Bác nói xem, con có lúc nào rảnh mà đi được chứ? Còn nữa, con xuất hiện có chút danh không chính ngôn không thuận. Bởi vì vị trí bên ngoài của con chính là một phó bộ trưởng. Bộ Công an và quân đội là hai hệ thống riêng biệt, căn bản không liên quan đến nhau. Nếu con đến đó chẳng phải sẽ trở thành thân cận quân đội, sẽ khiến cho người ta nói ra nói vào sao? Diệp Phàm nói.